Nếu như có người muốn gia nhập Thái Huyền Trận Môn mà nói, có thể đi trước Huyền Vân Quan báo danh, tiếp nhận võ đạo, thiên phú, huyết mạch, thần thông cùng một loạt các loại khảo hạch, cuối cùng xác định tư chất đủ, là được phi thăng đi thiên nhân vực, chân chính trở thành Thái Huyền Trận Môn đệ tử. Diệp Thần đi tới Huyền Vân Sơn, nhưng gặp cả ngọn núi cũng bao phủ một cái đại trận. Cái này đại trận, bao phủ xuống, tựa như trấn áp thiên địa khí số, chung quanh có từng tầng một đại biểu tai nạn phù văn, vô cùng vô tận hỗn độn nguyên khí không ngừng biến hóa. Nguyên Thiên Viện tọa hạ đệ tử Tiêu Thủy Hàn, đặc biệt tới bái sơn, mời mở trận gặp nhau. Diệp Thần cao giọng hô to, nhưng là bốc lên dùng Tiêu Thủy Hàn danh tiếng, cũng không có trực tiếp dùng mình thân phận. Một bên Diệp Lạc Nhi, trố mắt nghẹn họng, vừa buồn cười. Bất quá, Diệp Thần tiếng nói rơi xuống sau đó, Huyền Vân Sơn bên trong nhưng không ai trả lời, cả ngọn núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trận pháp vận chuyển khí lưu tiếng và ông minh tiếng. Tiêu Thủy Hàn bái sơn, mời đạo hữu hiện thân gặp nhau. Diệp Thần lại kêu một lần, nhưng như cũng không người trả lời. Tiền bối, làm thế nào? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hướng Thái Huyền Trận Hoàng hỏi. Thái Huyền Trận Hoàng đạo, không cần phải để ý đến, trực tiếp xông vào, trong núi này bảo vệ trận, kêu huyền môn cửu kiếp trận, ta chỉ ngươi phương pháp phá trận. Dừng một chút, Thái Huyền Trận Hoàng liền cặn kẽ nói cho Diệp Thần, cái này huyền môn cửu kiếp trận bí ẩn. Huyền môn cửu kiếp trận, có 9 tầng kiếp nạn, thiên địa thủy hỏa, lôi điện phong vũ, còn có một tầng kêu hồn kiếp, có thể gây tổn thương cho hại người thần hồn. Thái Huyền Trận Hoàng đem trận pháp này kỳ môn tinh vị. Khí cơ lưu chuyển, độn giáp biến hóa, cát hung chuyển đổi vân. Vân các loại diệu pháp, cũng toàn bộ truyền thụ cho Diệp Thần. Hai người là dùng thần niệm trao đổi, rất nhiều bí pháp đạo lý, cơ hồ là một cái hô hấp thời gian, liền hoàn thành truyền thụ. Tiền bối, ta hiểu ý. Diệp Thần gật đầu một cái, đã nắm giữ huyền môn cửu kiếp trận bí ẩn. Thái Huyền Trận Hoàng đạo, huyền môn cửu kiếp, trước mặt tám cướp cũng dễ dàng, nhưng sau cùng hồn kiếp. Nhưng là hung hiểm vô cùng, một cái sơ sẩy, thì có tổn thương thần hồn, trực tiếp rơi xuống nguy hiểm, thật may ngươi hồn lực vô cùng cường đại, cũng có thể đối phó. Thái Huyền Trận Hoàng cảm giác được, Diệp Thần không chỉ là thân xác cường hãn, tinh thần hồn lực vậy đạt tới kinh khủng bước, dương chân vực bên trong, sợ rằng không có thứ gì, có thể thương tổn tới Diệp Thần thần hồn. Lạc Nhi, chúng ta đi vào. Diệp Thần kéo Diệp Lạc Nhi tay, bước vào Huyền Vân Sơn bên trong. Diệp Thần vừa vào núi, cả tòa huyền môn cửu kiếp trận, liền điên cuồng chấn động đứng lên. Hỗn độn khí lưu, không ngừng biến hóa, biến thành bầu trời, mặt đất, lửa cháy mạnh, lũ lụt, sấm sét vân. Vân kinh người khí tượng, từ bốn phương tám hướng đánh tới, tựa như một kiện kiện nghịch thiên pháp bảo, muốn sống sờ sờ giết chết người. Hô hô hô, lửa lớn hung mãnh, trận pháp bên trong, trước nhất vào tới Diệp Thần trước mặt, là vô số ngọn lửa. Điên cuồng thiêu đốt, phơi bày ra một đóa đóa như ý hình dáng, di thiên thiêu hủy, uy lực to lớn. Gặp lửa đạp khảm vị, tiêu tai báo bình an. Diệp Thần trong lòng thấp giọng nhớ tới Thái Huyền Trận Hoàng truyền thụ cho pháp quyết, trên đất phân biệt sáng tỏ bát quái khảm vị phương hướng, mang Diệp Lạc Nhi đi về phía trước. Diệp Thần trước mắt vô số ngọn lửa, là huyền môn cửu kiếp bên trong thiên hỏa kiếp, nhiệt độ cực cao, như thái dương chân hỏa, đủ để đem người đốt thành cho tẫn. Gặp phải cái loại này thiên hỏa kiếp, có thể bước vào bát quái khảm vị, tiêu tai tránh lửa. Bát quái bên trong, khảm thuộc thủy, chính là khắc chế ngọn lửa ý. Quả nhiên, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, vừa đi khảm vị, những ngày đó lửa cũng không gần người, không có tổn hại đến hai người. Trên bầu trời, lại có sao băng rơi xuống, đây là thiên tinh kiếp. Mặt đất bên trong, lại có từng cái xương trắng quỷ trảo, ma thần tay khổng lồ, u hồn quỷ quái. Từ lòng đất bên trong sông tới, muốn đạp chết hai người, đây là quỷ kiếp. Còn có tất cả loại ùn ùn kéo đến hỗn độn kiếp số, thủy hung kiếp, sóc phong kiếp, thiên lôi kiếp vân. Vân, không ngừng bùng nổ đánh tới, làm người ta rung động. Huyền môn cửu kiếp trận, trước mặt thiên địa thủy hỏa, lôi điện phong vũ tầng 8 kiếp nạn, lẫn nhau xen lẫn, thiên biến vạn hóa, coi như còn chân cảnh sơ kỳ cao thủ bước vào, chỉ sợ cũng muốn uống một bình. Thật may Diệp Thần đạt được Thái Huyền Trận Hoàng truyền thụ, biết dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi đạo lý, vô luận cái này cướp trận làm sao biến hóa, hắn từ đầu đến cuối tuân theo tương sanh tương khắc đạo lý, gặp lửa đi lấy nước vị, gặp điện tránh dưới núi, đụng phải xương trắng,
khô lâu, ma thần vân. Vân quỷ, thì mặc niệm kiêng nguyền rủa, có thể phá rõ ràng hết thảy tà lệ. Diệp Thần từng bước một lên núi, khoảng cách Huyền Vân Quan càng ngày càng gần. Cái này lên núi đường hữu kinh vô hiểm, mặc dù mỗi một bước đều tràn đầy huyền môn đại kiếp, nhưng Diệp Thần cũng xảo diệu tránh, cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Diệp Lạc Nhi đi theo ở Diệp Thần bên người, cũng kinh được ngây dại, không nghĩ tới Diệp Thần trận pháp chi đạo, lúc đầu cũng như vậy lợi hại. Nàng nơi nào biết, là Thái Huyền Trận Hoàng tạm thời truyền thụ, nếu không, đụng phải như thế lợi hại đại trận, Diệp Thần chỉ sợ cũng muốn khó giải quyết. Cuối cùng một kiếp, hồn kiếp, tự nhiên vậy không làm khó được Diệp Thần, trực tiếp dựa vào mạnh mẽ hồn lực, cứng rắn xông qua. Rốt cuộc, Diệp Thần mang Diệp Lạc Nhi, đi tới Huyền Vân Quan trước cửa. Cửa đạo quan đóng chặt, bên trong không có ai tiếng, Diệp Thần đang muốn gõ cửa, nhưng cửa đạo quan đột nhiên két một tiếng, lại bị người đẩy ra. Đẩy ra người, là một cái mù một con mắt ông già, chống một cây ba tong. Là ngươi đột phá huyền môn cửu kiếp trận. Ông già nhìn Diệp Thần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, huyền môn cửu kiếp trận đủ để tiêu diệt còn chân cảnh trung kỳ cao thủ, mà Diệp Thần, chỉ là càn khôn cảnh bốn tầng thiên mà thôi, lại có thể đột phá cướp trận, thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Đúng vậy, tiền bối, ngươi là người phụ trách nơi này. Diệp Thần chắp tay, nhìn về trong đạo quan mặt, ở đạo quán trên quảng trường, đứng sừng sững Thái Huyền Trận Hoàng pho tượng, có mấy cái đạo đồng đang tu luyện, nữ có nam có, tuổi còn trẻ, gân cốt tư chất tuyệt vời. Ngươi tên gọi là gì? Ngươi nếu tìm đến nơi này, chắc hẳn biết nơi này là địa phương nào. Ông già nhìn Diệp Thần, từ từ nói. Tại hạ Tiêu Thủy Hàn, ngưỡng mộ Thái Huyền Trận Hoàng uy danh, muốn tu tập thượng cổ trận pháp. Diệp Thần vẫn là bốc lên dùng Tiêu Thủy Hàn tên chữ, không có biểu lộ thân phận, để tránh kích động thiên cơ. Lão giả nói, ta Thái Huyền Trận môn, truyền thừa mấy chục ngàn năm, căn cơ thâm hậu, nhưng từ lão tổ tông Thái Huyền Trận Hoàng chết sau đó, liền một mực khiêm tốn làm việc, rất ít công khai thu học trò, người có thể xông qua huyền môn cửu kiếp trận, đã chứng minh mình thực lực. Ngươi nếu như có tim, ta có thể tiến cử ngươi đi thiên nhân vực. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng nhất thời vui mừng, không nghĩ tới ông già như thế sảng khoái, không cần bất kỳ khảo hạch, liền cho phép hắn đi thiên nhân vực. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối, ta muốn mang hơn một người, không biết có thể hay không. Ông già sắc mặt trầm xuống, nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, nói, không được, muốn gia nhập ta Thái Huyền Trận Môn, không cho phép mang theo gia quyến, hơn nữa. Vị cô nương này trên mình tai khí quá nặng, sợ rằng không lâu sau, sẽ đại họa ập lên đầu, ta là Thái Huyền Trận Môn tiếp đón sứ giả, ta không thể tổn hại tông chi lợi ích. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, quả nhiên lại bị cự tuyệt. Diệp Lạc Nhi ánh mắt, cũng là ảm đạm xuống. Diệp Thần đang muốn mở miệng nữa thỉnh cầu, nhưng bỗng nhiên, trong đạo quan mặt truyền ra dị thường chấn động. Sư phụ, tổ sư gia hiển linh. Từng cái đạo đồng cửa. Kinh hãi hô kêu. Cái gì? Tiếp đón sứ giả thất kinh, xoay người vừa thấy, nhưng thấy được một màn kinh người. Chỉ gặp đạo quan trên quảng trường, tòa kia đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm tượng đá, giờ phút này nhưng toát ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ, quỷ dị hơn phải, vậy tượng đá ánh mắt, lại có thể chuyển động. Đúng bức tượng đá, thật giống như sống lại. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời đại hỉ, biết là Thái Huyền Trận Hoàng thủ đoạn. Cái này bức tượng đá, điều khắc chính là Thái Huyền Trận Hoàng, hiện tại hiển linh, dĩ nhiên là Thái Huyền Trận Hoàng bút tích. Diệp Thần nhìn xem luân hồi mộ địa, phát hiện Thái Huyền Trận Hoàng đã không thấy, hiển nhiên nhập vào người đến vậy tượng đá phía trên. Thái Huyền tiền bối thật là cao minh thủ đoạn. Diệp Thần thầm giật mình, Thái Huyền Trận Hoàng là lúc nào rời đi, hắn hoàn toàn không phát hiện, có thể tưởng tượng được, Thái Huyền Trận Hoàng cái này thần niệm thực lực có kinh khủng dường nào. Tiếp đón sứ giả vội vàng chạy đến vậy trên quảng trường, nhìn tách thả ra vạn trượng tia sáng tượng đá, run rẩy không nói ra lời. Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, vậy bước vào đạo quan bên trong. Diệp Lạc Nhi cũng không biết Thái Huyền Trận Hoàng tồn tại, cho nên nhìn thấy tượng đá hiển linh, vậy là đặc biệt khiếp sợ. Chỉ có Diệp Thần, biết được sau lưng hết thảy. Ta là Thái Huyền Trận Hoàng, người cùng là ta Thái Huyền Trận môn đệ tử. Thái Huyền Trận Hoàng tượng đá. Liền nổi lên thần hồn bóng dáng, phát ra uy nghiêm thanh âm. Lão nô là Dương Chân Vực chi nhánh tiếp đón sứ giả, gặp qua tổ sư gia.
vậy tiếp đón sứ giả vậy quỳ xuống, tuyệt đối không nghĩ tới Thái Huyền Trận Hoàng sẽ hiển linh. Nghe nói ở thời đại thượng cổ, Thái Huyền Trận Hoàng liền thần bí mất tích, ngày hôm nay lại có thể hiển linh, chẳng lẽ là giải quyết lớn nhân quả? Hôm nay Thái Huyền Trận Môn, ai là trưởng môn? Thái Huyền Trận Hoàng trầm giọng hỏi. Vậy tiếp đón sứ giả nói, hôm nay trưởng môn, là ngày xưa luân hồi chi chủ tọa hạ Tu La Ma Thần. Tu La Ma Thần. Thái Huyền Trận Hoàng một hồi kinh ngạc, nhìn Diệp Thần một mắt. Tu La Ma Thần, là ngày xưa Diệp Thần người làm, luân hồi lục ma thần một trong, chấp trưởng A Tu La đạo tồn tại. Vậy tiếp đón sứ giả nói, đúng vậy, từ luân hồi chi chủ chết sau đó, luân hồi lục ma thần chán nản giang hồ, nhưng cái này cái Tu La Ma Thần, nghe nói là lấy được một cái thượng vị giả xem trọng, tên gì Thái Thượng Thiên Nữ tới, trong một đêm đột nhiên tăng mạnh. Hắn đi tới Thái Huyền Trận Môn, muốn chấp trưởng Thái Huyền Đạo Thống. Lúc ấy, tổ sư gia ngài đã chết, ta Thái Huyền Trận Môn trong ngoài giao khốn, đã đối mặt nguy cơ sinh tử, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận Tu La Ma Thần chấp trưởng. Hôm nay, ta Thái Huyền Trận Môn so với đỉnh cấp thời đại, dĩ nhiên là suy sụp, nhưng có Tu La Ma Thần chấn thủ, vậy đủ để ở thiên nhân vực chiếm cứ một chỗ ngồi. Thái Huyền Trận Hoàng lẩm bẩm nói, Tu La Ma Thần, Thái Thượng Thiên Nữ. Không nghĩ tới cái này sau lưng, lại có này cùng nhân quả. Diệp Thần nghe xong tiếp đón sứ giả nói, nhưng là đầu đau nhức, thức tỉnh bộ phận trí nhớ của kiếp trước, vội vàng thần hồn truyền âm, hướng Thái Huyền Trận Hoàng đạo, Thái Huyền tiền bối, khả năng này là ta kiếp trước bố trí. Thái Huyền Trận Hoàng cả kinh, nói, ngươi kiếp trước bố trí. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, không sai, kiếp trước luân hồi chi chủ, vì có thể để cho ta ở thiên nhân vực đặt chân. Trước thời hạn làm xong làm nền bố trí, tiền bối Thái Huyền Trận Môn, chính là một cái căn cứ, có Thái Huyền Trận Môn căn cơ, ta nếu như đi thiên nhân vực, ít nhất có thể có cái dựa vào. Thái Huyền Trận Hoàng đạo, thì ra là như vậy. Vậy Diệp Lạc Nhi, cũng là người kiếp trước bố trí. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, không phải, Lạc Nhi chuyện, là một cái ngoài ý muốn. Kiếp trước luân hồi chi chủ, ở Thái Huyền Trận Môn bố trí, chỉ là vì Diệp Thần lo nghĩ. Hy vọng hắn sau này đi thiên nhân vực, mới có thể có một cái chỗ đặt chân. Nhưng Diệp Lạc Nhi, rõ ràng cho thấy một cái biến số, một cái dị số. Coi như là luân hồi chi chủ, cũng không khả năng dự liệu được Diệp Lạc Nhi sẽ thức tỉnh cửu thiên thần thuật, trở thành cuộc cờ bên trong mấu chốt một vòng. Thái Huyền Trận Hoàng đạo, thằng nhóc, vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Cho dù là Thái Huyền Trận Hoàng, vậy không ngờ tới đạo của mình thống, lại bị Tu La Ma Thần chấp trưởng. Hiện tại hắn muốn nghe một chút Diệp Thần ý tưởng, dẫu sao, Diệp Thần mới là nắm giữ của cờ tồn tại. Diệp Thần nói, Thái Huyền tiền bối, ta muốn gặp ta trước kia người làm. Được. Thái Huyền Trận Hoàng đáp ứng, thần hồn tiếp tục hiển linh, nhìn vậy tiếp đón sứ giả, nói, cái này người thanh niên người, và cái này nha đầu, đều là tuyệt thế thiên kiêu, là ta Thái Huyền Trận môn quật khởi hy vọng, người không quyết định được, kêu thế hệ này trưởng môn xuống đây đi. Vậy tiếp đón sứ giả quỳ xuống đất, nói tổ sư gia, trưởng môn nhân chịu đủ giải yếu khổ, chân thân sợ là không thể hạ xuống, tối đa chỉ có thể hạ xuống một đạo thần hồn hình chiếu. Thần hồn hình chiếu. Thái Huyền Trận Hoàng nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần nghe được Tu La Ma Thần chịu đủ giải yếu khổ, trong lòng chấn động một cái, xem ra sự việc không đơn giản như vậy, nhưng bất kể như thế nào, hắn luôn là muốn gặp vừa gặp, biết rõ chuyện ngọn nguồn, lập tức gật đầu một cái. Thái Huyền Trận Hoàng hội ý, hướng vậy tiếp đón sứ giả nói, thần hồn hình chiếu cũng có thể, kêu hắn xuống đây đi. Tiếp đón sứ giả run rẩy đứng lên, móc ra một tấm phù chiếu, cắn bể đầu ngón tay, giọt máu dẫn hỏa, một món tinh mang liền phóng lên cao. Thẳng chùm tia sáng, tựa hồ nếu là chọc phá trời tế. Trên 9 tầng trời, nhưng là chấn động đứng lên, có từng luồng Tu La Ma khí, không ngừng phun ra. Bầu trời thành yêu dị màu máu, tựa như bị máu tươi dính. Ai đang kêu gọi bổn tọa? Một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, từ trên trời hạ xuống. Bầu trời bên trong, vô số huyết khí ngưng tụ thành ửng đỏ, một tôn già nua vô cùng, hồn người mặc vào Tu La huyết bào bóng người, liền từ ửng đỏ bên trong xuất hiện. Diệp Thần vừa nhìn thấy đạo thân ảnh này, lập tức trong lòng chấn động một cái, nhận ra đây là mình kiếp trước người làm, Tu La Ma Thần. Lão nô bái kiến trưởng môn. Tiếp đón sứ giả quỳ xuống, hướng Tu La Ma Thần dập đầu màng bái,
nói tổ sư gia hiển linh, mời trưởng môn nhân gặp nhau. Tổ sư gia, Tu La Ma Thần nhướng mày một cái, ánh mắt từ thật cao bầu trời rơi xuống, thấy được ánh sáng vạn trượng thái huyền tượng đá, hơi kinh hãi. Sau đó, hắn lại thấy được Diệp Thần bóng người, chố mắt nghẹn họng, chỉ lấy vì mình hoa mắt, trong miệng phát ra lắp ba lắp bắp thanh âm, ngươi. Ngươi là... Tiếp đón sứ giả nói, đây là tổ sư gia Thái Huyền Trận Hoàng. Hắn còn lấy là Tu La Ma Thần khiếp sợ như vậy, là bởi vì là thấy được Thái Huyền Trận Hoàng. Thằng nhóc, các ngươi thật tốt nói một chút đi. Thái Huyền Trận Hoàng thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, tay áo bảo vung lên, thiên địa mưa gió biến sắc, thế giới đổi được hắc ám, cơ hồ không thấy được một chút quang minh, tựa như lâm vào vĩnh dạ. Hô! Diệp Thần cảm thấy một hồi gió lớn, quấn lấy thân thể mình, đi trên trời đưa đi. Hạ một sát, Diệp Thần đã tới Tu La Ma Thần trước mặt. Ở vĩnh dạ hắc ám che giấu hạ, không người phát hiện một màn này. Tất cả mọi người đều lấy là Thái Huyền Trận Hoàng đang cùng Tu La Ma Thần mật đàm. Tôn chủ, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tu La Ma Thần thấy Diệp Thần, nhưng là vô cùng kinh hãi, trực tiếp quỳ xuống, trong mắt đục ngầu bên trong cơ hồ chảy ra nước mắt. Diệp Thần đánh giá Tu La Ma Thần, nhưng phát hiện hắn tướng mạo dị thường già yếu, nếp nhăn cực sâu, cả người vậy tràn ngập một cổ cực kỳ suy hủ hơi thở, đã đến sinh mạng cuối, hoàn toàn là treo một hơi, cưỡng ép chống đỡ không chết, tựa hồ đang đợi cái gì. Tu La, ngươi làm sao sẽ thành được như vậy già yếu? Diệp Thần giật mình không thôi, Tu La Ma Thần già yếu, đã vượt ra khỏi võ giả phạm vi. Tu La Ma Thần ánh mắt thê lương, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, môi vù vù động. Cuối cùng, Tu La Ma Thần không nói gì, chỉ là than thở một tiếng, điểm ngón tay một cái, thì có từng bức họa nổi lên, ở Diệp Thần trước mắt không ngừng lướt qua. Đầu tiên, Diệp Thần thấy được kiếp trước Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi Chi Chủ ở bờ Hoàng Tuyền Hà, và Luân Hồi Lục Ma Thần thương lượng trước. Ta sắp bố trí chết, sau này sống lại, nguy nan trùng trùng, một khi ta bỏ mình, các ngươi mất đi ta nâng đỡ. Luân hồi nguyên khí khô kiệt, khí số mất hút, sợ rằng phải hoàn toàn chán nản. Luân hồi chi chủ nhìn dưới quyền 6 người làm, giọng mang vẻ ngưng trọng. Phi tôn chủ cống hiến, dù chết không chối từ. Luân hồi ma thần cúi nằm ở, cùng kêu lên hô to. Luân hồi chi chủ gật đầu một cái, nói, rất tốt, Tu La Ma Thần, người đi ra. Ở, một người mặc giáp đỏ, mặt đầy nhuệ khí, eo bái phục trường đao. Hăm hở nam tử đứng dậy. Đây là Tu La Ma Thần nhất đỉnh cấp thời điểm hình dáng. Tu La Ma Thần, chấp trưởng A Tu La Đạo. Trong truyền thuyết A Tu La, am hiểu nhất sát phạt chinh chiến, cho nên Tu La Ma Thần, người ngoài lại kêu Tu La Chiến Thần, là Diệp Thần dưới quyền mãnh tướng. Diệp Thần nhìn trong hình uy vũ đường đường Tu La Chiến Thần, lại nhìn xem hiện tại trước mắt cái này già yếu mục nát ông già, tương phản to lớn, như một chuôi trọng chùy. Hung hăng đập Diệp Thần tim một tí. Tu La Ma Thần cũng là than thở một tiếng, hiển nhiên gặp phải cực lớn biến cố, nếu không hắn sẽ không biến thành như vậy. Trong hình, Luân Hồi Chi Chủ nói, Tu La Ma Thần, Luân Hồi Lục Ma Thần bên trong, ngươi chinh chiến sát khí nặng nhất, nội tình mạnh nhất, chờ ta chết sau đó, ngươi đi tìm Thái Thượng Thiên Nữ, lợi dụng nàng đối với ta coi trọng, cầu nàng ban cho ngươi cơ duyên, sau đó ngươi lại đi Thái Huyền Trận Môn, thừa kế Thái Huyền Trận Hoàng đạo thống. Là ta sau này sống lại làm chuẩn bị. Nghe vậy, Tu La Ma Thần cả kinh, nói tôn chủ, Thái Thượng Thiên Nữ thần thông cái thế, nàng một cái tơ tình, đều có vạn nặng kiếp nạn, ta đức vận nông cạn, nàng coi như ban cho ta cơ duyên, ta cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Luân hồi chi chủ nói, tầng này ta cũng biết, một khi ta chết, các ngươi mất đi luân hồi nguyên khí chống đỡ, có thể không chịu nổi Thái Thượng Thiên Nữ nhân quả, cho nên ta đã cùng Nhâm Phi Phàm thương lượng xong, một khi ta chết, bạn ta Nhâm Phi Phàm sẽ trước ban cho ngươi một đạo chúc phúc, bảo vệ ngươi thân xác, cứ như vậy, ngươi là có thể tiếp lấy Thái Thượng Thiên Nữ cơ duyên. Tu La Ma Thần nói, được, tôn chủ suy nghĩ chu đáo, thuộc hạ bội phục. Luân hồi chi chủ gật đầu một cái, nói, ừ, bạn ta Nhâm Phi Phàm là một vị kỳ nhân, có hắn chúc phúc, ngươi sẽ không bị Thái Thượng Thiên Nữ gây thương tích. Tu La Ma Thần nói, ưm. Hình ảnh tiếp tục lưu chuyển, Diệp Thần liền thấy. Bố trí theo kế hoạch tiến hành, Luân Hồi Chi Chủ bị Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên liên hiệp, hoàn toàn chết. Mà ở Luân Hồi Chi Chủ chết sau đó, Luân Hồi Lục Ma Thần mỗi người một ngã, có nhiệm vụ.
Tu La Ma Thần nhiệm vụ, dĩ nhiên là muốn đi tìm Thái Thượng Thiên Nữ, thỉnh cầu nàng ban phúc. Nhưng Thái Thượng Thiên Nữ, thần uy vô địch, một chút xíu cơ duyên ban phúc, đều là rung động vũ trụ, giá trị không cách nào tưởng tượng. Nghĩ lúc đó, Diệp Thần và Thiên Ngục Thần Đế, Đế Thích Thiên, cướp đoạt Thái Thượng Thiên Nữ vạn kiếp tơ tình, tranh đấu không biết có bao nhiêu kịch liệt, cũng biết cái này nhân vật lớn ban phúc, có kinh khủng dường nào. Tu La Ma Thần, mặc dù là thực lực ngập trời cao thủ, nhưng không thể nào vô căn cứ tiếp lấy Thái Thượng Thiên Nữ cơ duyên, bởi vì nhân quả uy áp quá lớn, trừ phi hắn vậy trước chặt đứt tơ tình, thông qua khảo nghiệm. Bất quá, lúc đó thế cục, hắn rõ ràng không có chặt đứt tơ tình cơ hội. Cho nên, kiếp trước Diệp Thần vậy làm xong bố trí, chuẩn bị kêu Nhâm Phi Phàm hỗ trợ, bảo vệ một tí Tu La Ma Thần. Nhưng phát sinh ngoài ý muốn, luân hồi chi chủ chết sau đó, Nhâm Phi Phàm cũng không có xuất hiện. Tu La Ma Thần đắng cùng mấy năm, cũng không có bất kỳ tin tức. Mà đương thời, Thái Thượng Thiên Nữ và Hồng Thiên Kinh đại chiến, kinh động Thái Thượng Thế Giới, nàng ở vực ngoại lưu lại tất cả phân thân, hồn ảnh, nhân quả vân. Vân hết thảy tồn tại dấu vết, đều phải bị triệu hồi vạn khư. Tu La Ma Thần không cách nào chờ đợi nữa, chỉ có thể đi cầu Thái Thượng Thiên Nữ, mời nàng ban thưởng cơ duyên. Diệp Thần thấy được trong hình hết thảy, thầm giật mình, nói, Nhâm tiền bối không có theo kế hoạch xuất hiện sao? Tu La Ma Thần đắng chát lắc đầu, nói, không có, ta không có được Nhâm Phi Phàm đại nhân ban phúc, mà thời gian không cùng người, ta chỉ có thể một mình đi cầu Thái Thượng Thiên Nữ. Diệp Thần sắc mặt chấn động phố, nói, ngươi không có Nhâm tiền bối chúc phúc, như thế nào có thể chịu đựng vậy Thái Thượng Thiên Nữ nhân quả? Tu La Ma Thần lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói, không sai, tôn chủ, ta đạt được Thái Thượng Thiên Nữ cơ duyên sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng cuối cùng đức vận nông cạn, không chịu nổi, ta trong một đêm, hoàn toàn giả yếu, hơn nữa đến đèn cạn dầu tình cảnh. Ta khổ khổ treo một hơi, chống đỡ không chết, chính là vì có một ngày, tôn chủ ngươi có thể tới thiên nhân vực, ta hoàn thành sứ mạng, là được yên nghỉ. Diệp Thần nghe xong đi qua, nhất thời rung động được không nói ra lời. Nhâm Phi Phàm không có theo kế hoạch xuất hiện, đưa đến bố trí xuất hiện sai lệch, Tu La Ma Thần mặc dù đạt được cơ duyên, nhưng vô phúc tiêu thụ, hoàn toàn gặp phải cắn trả, đèn cạn dầu. Diệp Thần rất rõ ràng, cùng hắn một bước vào thiên nhân vực, chính là Tu La Ma Thần rơi xuống thời điểm. Tu La Ma Thần sớm liền phải chết, hắn hiện tại không chết, hoàn toàn là dựa vào một cổ tín niệm chống đỡ, chỉ cần Diệp Thần an ổn bước vào thiên nhân vực, hắn tâm nguyện kết, lập tức liền sẽ tắt thở. Nếu như Tu La Ma Thần không có giả yếu nói, hiện tại dựa theo nguyên kế hoạch bố trí, Diệp Thần hẳn có thể đạt được một viên mãnh tướng. Đáng tiếc! Nhâm Phi Phàm, vì sao không có theo kế hoạch xuất hiện? Diệp Thần nhíu mày, cái này sau lưng rõ ràng có ẩn tình khác, bất quá hắn không có nghe Nhâm Phi Phàm nói qua. Bất quá hắn dám khẳng định, Nhâm Phi Phàm chắc có lý do của hắn. Tu La Ma Thần nói, tôn chủ, còn bà nó trước Thái Thượng Thiên Nữ ban phúc. Đã học biết liền Thái Huyền trận môn tất cả trận pháp thần thông, chờ ngươi du ngoạn thiên nhân vực, ta chọn đời tu vi, đem sẽ dâng hiến cho ngươi. Thái Huyền trận môn các loại thần thông, tất cả loại trận pháp bí ẩn, cực kỳ tuyệt diệu, đặc biệt uyên thâm. Bất quá, Thái Thượng Thiên Nữ thủ đoạn, lại là mênh mông vô biên, một chút xíu ban phúc, là có thể làm người ta hoàn toàn lột xác, thiên phú mãnh vào, lại phức tạp thần thông đạo lý, đều có thể lĩnh ngộ. Nếu như Tu La Ma Thần không bị cắn trả nói, hắn hiện tại có lẽ đã xưng bá thiên nhân vực. Diệp Thần không nói gì, chỉ lại yên lặng than thở một tiếng, nắm Tu La Ma Thần già nua tay. Hắn đã nhìn ra, Tu La Ma Thần khí số đã hết, không phải bất kỳ biện pháp có thể cứu vãn, cùng hắn bước vào thiên nhân vực ngày, chính là Tu La Ma Thần khí tuyệt hiến thân lúc. Tu La Ma Thần nói, tôn chủ, ngươi lúc nào tới thiên nhân vực? Ta đắng khổ dày vò không biết nhiều ít năm, sẽ chờ ngươi xuất hiện, ta tốt đạt được giải thoát. Thái Thượng Thiên Nữ ban phúc, giá trị ngút trời, nhưng cắn trả cũng là ngút trời, so thế gian bất kỳ hành hạ cũng còn đáng sợ hơn. Diệp Thần tim đập, từ Tu La Ma Thần trong tròng mắt, thấy được mãi mãi thống khổ và bi thương. Hiển nhiên, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, hắn chịu khổ quá nhiều, nếu như không phải là vì chờ đợi Diệp Thần, hắn đã sớm lựa chọn tử vong. Cũng không cần khổ khổ chịu đựng như thế nhiều hành hạ. Ta hiện tại cũng có thể đi thiên nhân vực, bất quá phải dẫn theo một người bạn. Diệp Thần đem Diệp Lạc Nhi sự việc,
đơn giản nói một lần. Hiện tại hắn kế hoạch là mang Diệp Lạc Nhi cùng đi thiên nhân vực, đem nàng đâu vào đấy ở Thái Huyền trận môn, mình thì thoát thân đi ra, một người xông xáo. Thiên nhân vực, có vô số cơ duyên kỳ ngộ, Diệp thần mong muốn Long Uyên Thiên Kiếm bản thể, cũng ở đây thiên nhân vực bên trong, đây chính là đối phó Minh Long thần tộc đại sát khí, hắn mơ tưởng để cầu. Hơn nữa, đi thiên nhân vực mà nói, cũng có thể để cho Tu La Ma Thần giải thoát. Hắn chịu khổ chân thực quá sâu, Thái Thượng Thiên Nữ ban phúc, chân thực không tốt cầm, vậy ngập trời cắn trả, như trời giới lôi phạt, không phải là người có thể chịu đựng. Diệp thần cũng muốn để cho Tu La Ma Thần, sớm một chút giải thoát. Cùng hắn trọng trưởng lục đạo luân hồi, mở ra luân hồi thiên đường, tất cả người bị chết, cũng có cơ hội sống lại, dĩ nhiên là sớm một chút giải thoát tốt nhất. Tu La Ma Thần nhướng mày một cái, nói tôn chủ, đây có thể phiền toái, ta hơi thở quá mức suy hủ, hàng năm tối đa mang một người phi thăng, không có biện pháp đồng thời mang hai người. Cái gì? Diệp thần sửng sốt một chút. Tu La Ma Thần nói, ta chỉ có thể mang ngươi đi thiên nhân vực, người vị kia kêu Diệp Lạc Nhi bằng hữu, ta sợ rằng không thể ra sức. Diệp thần chau mày, lại không nghĩ rằng Tu La Ma Thần thân thể kém như vậy, lại có thể chỉ có thể mang một người phi thăng. Ta vị bằng hữu này, quan hệ trọng đại, là vải trong cục dị số, hôm nay cũng là mấu chốt một vòng, phải cho nàng che chở, bảo vệ nàng không chịu Minh Long thần điện đuổi giết. Diệp thần trong lòng có quyết đoán. Tu La Ma Thần nói, tôn chủ, vậy ý của ngươi là? Diệp thần nói, ngươi trước mang Lạc Nhi đi thiên nhân vực, thật tốt bảo vệ nàng, đừng để cho Minh Long thần điện phát hiện, ta trễ giờ lại ngoài ra nghĩ biện pháp đi thiên nhân vực, và ngươi gặp mặt. Tu La Ma Thần do dự một hồi, cuối cùng nói, được, hết thảy đều nghe tôn chủ an bài, ta mặc dù suy hủ, nhưng dựa vào Thái Huyền trận môn các loại đại trận, đủ để che đậy Diệp Lạc Nhi hết thảy, hơn nữa coi như bị phát hiện, có Thái Huyền trận môn đạo thống bảo vệ, Minh Long thần điện vậy không tổn thương được nàng. Hôm nay Thái Huyền trận môn, mặc dù không bằng đỉnh cấp thời điểm, nhưng cũng có không yếu nội tình, đủ để đối kháng Minh Long thần điện. Diệp thần gật đầu một cái. Nói Tu La, vậy khổ cực ngươi. Tu La Ma Thần cười khổ một tí, không nói gì thêm. Nếu như Diệp Thần có thể tới sớm một chút thiên nhân vực, hắn cũng có thể sớm một chút đạt được giải thoát, nhưng hiện tại hiển nhiên không được. Sứ mạng của hắn vẫn chưa kết thúc. Thỏa thuận xong, Diệp Thần lần nữa trở về mặt đất. Thái Huyền Trận Hoàng vung tay lên, xua tan hắc ám. Tu La Ma Thần bóng người, lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta đã cùng lão tổ tông thương lượng xong, mang cái này nha đầu đi thiên nhân vực. Tu La Ma Thần nhìn tiếp đón sứ giả, vào Huyền Vân Quan bên trong rất nhiều đạo thống, khôi phục uy nghiêm thanh âm. Dạ, trưởng môn người. Tiếp đón sứ giả tự nhiên không dám nhiều lời, lúc này đáp ứng, chuẩn bị xong phi thăng nghi thức, trưng bày hương án, tế nói với thiên địa, như vậy có thể giảm thiểu phi thăng trở ngại. Diệp Lạc Nhi gặp mình sắp muốn phi thăng thiên nhân vực. Trong lòng nhưng là tràn đầy không thôi và bất an, nhìn Diệp thần nói, Diệp đại ca, ngươi không cùng ta cùng đi không? Diệp thần thấp giọng nói, Lạc Nhi, vậy Thái Huyền trận môn trưởng môn Tu La Ma Thần, là ta kiếp trước người làm, ta đã vừa mới theo hắn tán gẫu qua, hắn chỉ có thể mang một người phi thăng, người đi trước thiên nhân vực, ta trễ giờ lại theo ngươi biết hợp. Ngay lúc nói chuyện, Diệp thần nhẹ khẽ vuốt ve Diệp Lạc Nhi tóc, cũng có điểm không thôi. Thật may. Thái Huyền Trận Môn, là Thái Huyền Trận Hoàng Huyền Thái Thanh sáng lập tông môn. Mà hiện tại, chấp trưởng Thái Huyền Trận Môn người, lại là Diệp thần kiếp trước người làm, hai người đều có thể tuyệt đối tin cậy. Diệp Lạc Nhi đi đến Thái Huyền Trận Môn, có thể được tốt nhất chiếu cố, sẽ không bị một chút ủy khuất. Diệp Lạc Nhi trầm mặc xuống, vậy không nói gì thêm. Nàng rất rõ ràng, hiện tại đã đến lúc chia tay. Nếu như nàng lại cố ý ở lại Diệp thần bên người, hai người nhân quả chồng lên, một khi lại bị Hồng Thiên Kinh phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến ngày xưa Hồng Thiên Kinh một đầu ngón tay, chọc phá trời tế hình ảnh, Diệp Lạc Nhi cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng chẳng muốn lại liên lụy Diệp thần, rời đi là tốt nhất lựa chọn. Tế trời nghi thức xong thành, lập tức Tu La Ma Thần, mang Diệp Lạc Nhi phi thăng đi thiên nhân vực. Diệp Lạc Nhi ánh mắt, từ đầu đến cuối ở Diệp thần trên mình, lưu luyến không thôi. Lạc Nhi, ta rất nhanh sẽ đi gặp ngươi. Diệp thần trong lòng yên lặng nói, hiện tại hắn còn có một cái phiền toái không có giải quyết,
đó chính là Ma Bi Chi Chủ. Ma Bi Chi Chủ vốn là khí số mất hút, chưa đủ là mắc, nhưng hắn trước cướp được A Tỷ cửa, thế cục lại có biến hóa mới. Phải tru diệt Ma Bi Chi Chủ, Diệp Thần mới có thể hoàn toàn an tâm. Hơn nữa, cũng chỉ có giết chết Ma Bi Chi Chủ, mới có thể bắt được Ma Bia. Trong truyền thuyết Ma Bia, nhưng mà luân hồi huyền bi bên trong ma khí sâu nhất tồn tại, này cùng thiên địa chí bảo, Diệp Thần tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu như có thể gom đủ tất cả luân hồi huyền bi mà nói, Diệp Thần tuyệt đối có thể mở ra ra luân hồi thiên đường, hoàn thành luân hồi chi chủ vậy không làm được sự việc. Tôn chủ, ta dựa vào Thái Huyền trận môn trận pháp, tối đa bảo vệ con bé này 3 tháng sau, Minh Long thần điện tuyệt đối có thể dòm ra hết thảy thiên cơ, không tiếc hết thảy giết đến cửa, người phải nhanh một chút tới thiên nhân vực, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tu La Ma Thần thần hồn truyền âm, để lại cho Diệp Thần một đoạn văn, sau đó mang Diệp Lạc Nhi, hoàn toàn phi thăng đi thiên nhân vực. 3 tháng. Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm, vì đuổi bắt Diệp Lạc Nhi, Minh Long thần điện tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Lạc Nhi có Thái Huyền trận môn bảo vệ, trong thời gian ngắn không sẽ gặp nguy hiểm, nhưng một khi thời gian trì hoãn nữa, tối đa 3 tháng, sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, Diệp Lạc Nhi sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Diệp Thần tự nhiên sẽ không mặc cho loại chuyện này phát sinh, hắn phải mau sớm giải quyết Ma Bi Chi Chủ, đi thiên nhân vực và Diệp Lạc Nhi hội hợp. Cùng Diệp Thần lấy được rồi Ma Bia, hắn thì có tiêu rõ ràng nhân quả bàn tay đoạn, đến lúc đó coi như và Diệp Lạc Nhi chung một chỗ, cũng không cần lo lắng bị Hồng Thiên Kinh phát hiện. Cái này Ma Bi Chi Chủ, cũng không biết ở nơi nào. Diệp Thần khẽ cau mày, rời đi Huyền Vân Sơn, không ngừng thôi diễn Ma Bi Chi Chủ nhân quả. Nhưng người này không có ở đây vạn giới 6 đạo bên trong, không phải sinh linh, mà là từ luân hồi ma bia bên trong sản sinh ra ma vật, nhân quả không lưu giữa trời đất, căn bản không có thể bắt. Thái Huyền Trận Hoàng hỏi, thằng nhóc, người muốn truy xét Ma Bi Chi Chủ tung tích. Diệp Thần nói, đúng vậy, chỉ có giải quyết này ma, ta mới khá bắt được ma bia, an ổn đi trước thiên nhân vực. Thái Huyền Trận Hoàng ha ha cười một tiếng, nói ta đây là có một môn trận pháp. Có thể tìm được này ma tung tích. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói tiền bối có biện pháp. Thái Huyền Trận Hoàng đạo, ta truyền cho ngươi Thái Huyền Tầm Ma Trận, ngươi hẳn có thể bắt được Ma Bi Chi Chủ hơi thở. Ngay lúc nói chuyện, Thái Huyền Trận Hoàng đánh ra từng đạo pháp quyết, các loại huyền diệu tu luyện khẩu quyết, liền bơm vào nhập Diệp Thần trong đầu. Thái Huyền Tầm Ma Trận. Diệp Thần yên lặng cảm ngộ đầu óc pháp quyết. Cái này Thái Huyền Tầm Ma Trận bản thân cũng không có bất kỳ lực sát thương, cũng không thể giết chết địch nhân, nhưng có thể truy tìm đến thế gian ma khí tung tích, là một môn vô cùng là cao siêu lùng bắt pháp môn. Diệp Thần lúc này dựa theo Thái Huyền Tầm Ma Trận diệu pháp, tích xuất một giọt máu, bắt pháp quyết kết ấn, trong miệng yên lặng niệm chú, vạn dặm truy đuổi ma, lùng bắt ma hồn. Vù vù, máu tươi tan ra, ở Diệp Thần dưới chân biến thành một cái trận pháp này. Lại có huyền môn khí tức cổ xưa lững lờ đi ra, vô số linh khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bức tranh. Bức họa này trong mì, Ma Bi Chi Chủ đang mang A Tỷ cửa, còn có một tấm tâm ma phù chiếu, chuẩn bị tiến vào Nữ Hoàng Thiên Cung. A Tỷ cửa, tâm ma phù chiếu, Nữ Hoàng Thiên Cung. Chẳng lẽ Ma Bi Chi Chủ lại muốn vào Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên liên thủ, chung nhau truy xét Hồng Thiên Kinh vị trí? Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Vậy A Tỷ cửa trên, có khắc Hồng Thiên Kinh tên chữ, chỉ cần có thể phá dịch, là có thể ngược dòng thiên cơ, tra tìm đến Hồng Thiên Kinh bị phong ấn địa điểm. Từ bức họa này mặt phán đoán, Ma Bi Chi Chủ một người, không có năng lực phá giải, cho nên tìm kiếm Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên hỗ trợ. Huyền Đế hai người, ở đồ sát thánh trong đại hội, Kinh Thiên đánh một trận, cũng đã quyết liệt. Bất quá, xem bọn họ thứ đại nhân vật này, chỉ cần có tuyệt đối đầy đủ lợi ích, cái gì ân oán đều có thể vứt bỏ, lần nữa ngồi xuống đàm phán. Hiển nhiên, một cái bị phong ấn thượng vị giả, sau lưng đại biểu Kinh Thiên lợi ích, đã có thể để cho Huyền Đế hai người buông xuống thành kiến, thương lượng hợp tác sự việc. Ma Bi Chi Chủ đi tới Nữ Hoàng Thiên Cung, gặp được Huyền Cơ Nguyệt, nói, Nữ Hoàng Đại Nhân, Đế Thích Thiên đồng ý hợp tác, ta đã mang theo một tấm tâm ma phù chiếu trở về. Nói xong, liền có ra A Tỷ cửa và phù chiếu. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt sáng lên, nói, được, rất tốt, đợi khi tìm được thượng vị giả, chúng ta ba người cũng có thể nghịch thiên cải mệnh.
Dừng một chút, Huyền Cơ Nguyệt tựa hồ cảm giác được cái gì, mặt liền biến sắc, sát khí dày đặc, nói. Ma Bi chi chủ, có người đang dùng Thái Huyền Tầm ma trận, âm thầm rình rập ngươi. Nhất định là vậy Luân Hồi chi chủ. Luân Hồi chi chủ, ngươi lén lén lút lút, muốn làm gì? Hình ảnh bên trong, Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt, tựa hồ xuyên qua vạn nặng thời không, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần cả người nhất thời có loại cảm giác lạnh buốt, lại không nghĩ rằng sẽ bị Huyền Cơ Nguyệt phát hiện. Liền liền Thái Huyền trận hoàng, vậy cảm thấy khiếp sợ, nói, Huyền Cơ Nguyệt người này, quả nhiên không giống vật thường, lại có thể phát hiện dò xét của chúng ta. Thái Huyền trận hoàng thần sắc có chút ngưng trọng. Thái Huyền tầm ma trận, có thể tìm được thế gian ma khí tung tích, nhưng hiện tại Ma Bi chi chủ người ở Nữ Hoàng Thiên Cung, Diệp Thần xem xét dưới, nhưng là kinh động Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt tính cảnh giác, chân thực quá cao. Luân Hồi chi chủ, người muốn rình rập chúng ta kế hoạch, nằm mơ đi. Huyền Cơ Nguyệt vung tay lên, từng tờ một tiên khí tự nhiên phù lục bay ra, hoàn toàn phong tỏa thiên cơ. Rào. Diệp Thần trước mắt trận pháp hình ảnh, nhất thời tán loạn. Thái Thượng Thiên Phù Đạo, Huyền Cơ Nguyệt rốt cuộc vẫn là luyện thành môn đạo pháp này. Diệp Thần thấy Huyền Cơ Nguyệt thủ đoạn, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thái Thượng Thiên Phù nói, bàn về uy lực, ở Thái Thượng 36 đạo lý, đủ để hạng trước năm, bao la vạn vật, có thể ký kết tất cả loại mạnh mẽ phù lục, có quỷ thần khó lường thiên uy. Kiếp trước luân hồi chi chủ, vậy luyện thành môn đạo pháp này. Bất quá, Diệp Thần cũng không có nắm giữ, coi như nhớ thức tỉnh ký ức, trong thời gian ngắn cũng không khả năng nắm giữ, bởi vì Thái Thượng Thiên Phù Đạo uy lực, thực sự quá lớn, Diệp Thần cảnh giới còn chưa đủ. Ít nhất phải đạt tới thủy nguyên cảnh. Thái Huyền trận hoàng thấy trận pháp hình ảnh bể tan tành, sắc mặt cũng là ngưng trọng giống vậy, nói, Huyền Cơ Nguyệt và Ma Bi chi chủ, bọn họ muốn làm gì, vậy A Tỷ cửa phía trên, tựa hồ có khắc thái thượng thế giới cổ xưa ký tự. Diệp Thần nói, tiền bối, đó là Hồng Thiên Kinh, ngày xưa Chu Diệt Yến Trường Ca tồn tại, sau đó thua ở Thái Thượng Thiên Nữ dưới quyền, bị phong ấn ở Thiên Nhân Vực. Lập tức đơn giản đem Hồng Thiên Kinh sự việc nói một lần. Nguyên lai là hắn. Thái Huyền trận hoàng nhất thời rung động, Yến Trường Ca bị thượng vị giả Chu Diệt, ngày xưa lại có thượng vị giả quyết chiến, những chuyện này hắn đều biết, bất quá hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Hồng Thiên Kinh tên chữ. Thượng vị giả tên thật, nhân quả cực lớn, nếu như biết, liền có cơ hội suy diễn đến thiên cơ dấu vết. Nếu như bị Ma Bi chi chủ bọn họ tìm được Hồng Thiên Kinh, đó cũng không hay. Thái Huyền trận hoàng vậy cảm thấy sự việc nghiêm trọng, Diệp Thần và Ma Bi chi chủ quyết chiến, nếu như có thượng vị giả nhúng tay, vậy cục diện đem khó mà dự liệu. Đáng tiếc ta Thái Huyền tầm ma trận, bị Huyền Cơ Nguyệt nhìn thấu, nếu không, chúng ta cũng có thể xem Ma Bi chi chủ muốn chơi cái trò gì. Thái Huyền trận hoàng chau mày. Tiền bối đừng lo lắng, ta có thể dùng cực ma chi đồng xem xét. Mặc dù trận pháp bị vạch trần, nhưng Diệp Thần cũng không có nổi giận. Bởi vì mới vừa hắn đã thấy Ma Bi chi chủ vị trí, phong tỏa nhân quả. Tiếp theo, coi như không cần Thái Huyền tầm ma trận, Diệp Thần đều có thể dùng cực ma chi đồng, thấy rõ sau lưng hết thảy. Lập tức Diệp Thần không chần chờ nữa, trực tiếp mở ra cực ma chi đồng, xuyên qua trùng trùng thời không, ánh mắt hạ xuống đến Nữ Hoàng Thiên Cung bên trong. Nếu như Diệp Thần trực tiếp theo dõi Huyền Cơ Nguyệt, khẳng định sẽ bị phát giác, nhưng hắn chỉ là theo dõi Ma Bi chi chủ. Cũng không có bị phát hiện nguy hiểm. Mặc dù Huyền Cơ Nguyệt bày ra phong tỏa cấm chế, nhưng Diệp Thần cực ma chi đồng, xuyên thấu lực cực mạnh, nếu đã phong tỏa Ma Bi chi chủ vị trí, là có thể trực tiếp thấy rõ. Rốt cuộc, Diệp Thần lại thấy được Nữ Hoàng Thiên Cung trong đại điện hình ảnh. Nhưng gặp Huyền Cơ Nguyệt và Ma Bi chi chủ, đang mỗi người thi triển thần thông, trên bàn tay có vô cùng sáng mở bung ra, phối hợp đế thích thiên tâm ma phủ chiếu, bơm vào đến A Tỷ cửa bên trong đi. Vù vù, A Tỷ trên cửa ba chữ phù, liền toát ra ánh sáng chói mắt, vô số hình ảnh lưu chuyển. Vậy từng tầng một hình ảnh, đều là Thái Thượng Thiên Nữ và Hồng Thiên Kinh chiến đấu. Hai cái thượng vị giả, kinh thiên đánh một trận, hình ảnh cực kỳ khủng bố, vô số vũ trụ tinh không ở băng diệt, đại lộ quy luật bể tan tành, hàng tỷ sinh linh chảy máu phục thi. Còn có vô số binh khí, vô số pháp bảo, vô số thần thông, từ Thái Thượng Thiên Nữ và Hồng Thiên Kinh trong tay. Liều mạng bộc phát ra, không lấy tiền tựa như. Từng đạo kinh thiên lôi phạt, từ hai người giao thủ va chạm bên trong nổ đi ra, mỗi một đạo lôi phạt,
cũng có thể so với chín thiên lôi kiếp. Còn có các loại rồng thần, thiên hoàng, cùng kỳ, thao thiết, quỷ như vân. Vân, đếm không hết hồng hoang dị thú, đang chiến đấu bên trong gầm thét chém giết. Hình ảnh này chân thực quá kinh khủng, đơn giản là không cách nào hình dung mạnh mẽ, nếu như ở chư thiên vạn giới bên trong bùng nổ, sợ rằng vạn giới vũ trụ đều phải sụp đổ. Ở trong cuộc chiến đấu này, nổi bật nhất là hai đạo kiếm quang. Một đạo kiếm quang, đến từ Thái Thượng Thiên Nữ. Thái Thượng Thiên Nữ trong tay, cầm băng hoàng thiên kiếm, cái này là tuyệt đối cao nhất nguyên binh, mỗi một kiếm huy động, đều có cuồn cuộn băng hoàng diễm lửa chảy ra, đốt diệt hết thảy. Khác một đạo kiếm quang, tắc lai từ Hồng Thiên Kinh. Hồng Thiên Kinh trong tay, cũng có một cái cao nhất nguyên binh, kêu yên vắng vẻ thiên kiếm, đại biểu vô thượng mất đi thiên uy, mỗi một kiếm giết ra, đều có vô số tinh thần chôn vùi, lực sát thương cực lớn. Hai cây thiên kiếm, tuyệt thế tranh phong, bùng nổ nhất va chạm kịch liệt, khó mà hình dạng chiến đấu hình ảnh có bao nhiêu bàng bạc, kiếm khí ngang dọc hàng tỷ bên trong, càn quét muôn vàn tinh thần, thật sự là không cách nào tưởng tượng mênh mông. Diệp Thần xem được hai người chiến đấu, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn trước kia xem qua nhất hào hùng đại chiến, chính là Nhâm Phi Phàm và Luân Hồi Chi Chủ giao phong, một cái dùng chín bánh xe huyết nguyệt, một cái khác dùng Thái Thượng Thiên Sư Đạo, đó đã là dung chuyển một khối thế giới đại quyết chiến. Nhưng hiện tại, thấy Thái Thượng Thiên Nữ và Hồng Thiên Kinh quyết chiến, Diệp Thần liền cảm thấy, trước kia trải qua chiến đấu, thấy qua chiến đấu, đều là khoa nhi đồng. Cái này hai cái thượng vị giả quyết chiến, mới thật sự là kinh thiên động địa đại tranh phong. Diệp Thần cho tới bây giờ không nghĩ tới, lúc đầu cao nhất nguyên binh kiếm khí đỉnh cấp bùng nổ, lại có thể sẽ huy hoàng đến tình cảnh này, thật là một kiếm càn quét hết thảy, khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi bước. Mà ở Nữ Hoàng Thiên Cung bên trong, Huyền Cơ Nguyệt và Ma Bi Chi Chủ, mắt thấy chiến đấu hình ảnh, cũng là hoàn toàn rung động. Nguyên lai đây chính là thượng vị giả thực lực, ta và bọn họ chênh lệch, thực sự quá lớn. Huyền Cơ Nguyệt cắn chặt hàm răng, chỉ cảm thấy chênh lệch nghịch thiên vậy to lớn. Nàng liền Nhâm Phi Phàm cũng kém hơn, tự nhiên không thể nào cùng Thái Thượng Thiên Nữ, Hồng Thiên Kinh so sánh. Bất quá, Huyền Cơ Nguyệt không có tuyệt vọng, bởi vì, nàng hiện tại vậy lấy được rồi cao nhất nguyên binh, thần La Thiên Kiếm nơi tay, mũi nhọn vô địch. Hơn nữa, nàng thân cái vận mệnh đại pháp tắc, khí vận đặc biệt thâm hậu, chỉ cần có thể thuận lợi thành lập vận mệnh trật tự, lại chiếm đoạt tâm ma và luân hồi quy luật, vẫn là có một bước lên trời, nghịch giết thượng vị giả cơ hội. Mà Ma Bi Chi Chủ thấy chiến đấu này hình ảnh, sâu đậm trầm mặc. Ban đầu, hắn mượn luân hồi ma bia năng lượng, vậy may mắn đi qua Thái Thượng Thế Giới, thậm chí và Thái Thượng Thiên Nữ giao thủ qua. Nhưng bây giờ nhìn lại, ban đầu Thái Thượng Thiên Nữ đối phó hắn, rõ ràng không có dùng toàn lực, thậm chí có thể liền liền thành công lực cũng không có đụng tới. Thượng vị giả mạnh mẽ, thật sự là ngoại hạng mạnh mẽ, không cách nào hình dung mạnh mẽ. Ma Bi Chi Chủ đức không xứng vị, coi như may mắn đi qua Thái Thượng Thế Giới, không có đầy đủ thực lực, cũng chỉ có thể chết. Đáng chết, những cái kia thượng vị giả, chẳng lẽ người người cũng như thế cường hãn sao? Ma Bi Chi Chủ cắn răng, chợt cảm thấy chênh lệch khó mà đền bù. Chiến đấu hình ảnh kết thúc, tiếp theo, chính là Hồng Thiên Kinh bị phong ấn hình ảnh. Thái Thượng Thiên Nữ một kiếm chấn rơi, đem Hồng Thiên Kinh phong ấn ở Thiên Nhân Vực, một ngọn núi dưới lòng đất. Thiên Nhân Vực, Thần Kiếm Phong. Những hình ảnh này, Diệp Thần dựa vào cực ma chi đồng, cũng nhìn thấy, Huyền Cơ Nguyệt cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Sau cùng hình ảnh, Diệp Thần rõ ràng thấy, Hồng Thiên Kinh nơi bị phong ấn, ngay tại Thiên Nhân Vực một cái kêu là Thần Kiếm Phong địa phương. Huyền Cơ Nguyệt và Ma Bi Chi Chủ, xem xong tất cả hình ảnh, hai người nhìn nhau, yên lặng hồi lâu. Cuối cùng, hai người hai miệng đồng thanh, chậm rãi phun ra ba chữ. Hồng Thiên Kinh. Dựa vào A Tỷ Cửa lưu lại thiên cơ hình ảnh, hai người cũng thấy rõ, lúc đầu ngày xưa và Thái Thượng Thiên Nữ quyết chiến cao thủ, liền kêu Hồng Thiên Kinh, bị phong ấn ở liền Thần Kiếm Phong. Đế Huyền Điện, vô tận vực sâu bên trong, Đế Thích Thiên mượn tâm ma phủ chiếu, vậy rình dập đến tất cả hình ảnh. Lúc đầu chân chính thượng vị giả, lại có thể lớn mạnh như vậy, khó trách ta sư phụ sẽ bị một đầu ngón tay bóp chết. Đế Thích Thiên chân mày nhíu chặt, bắt đầu lần nữa cân nhắc Vạn Khư Thần Điện. Thật ra thì, có đến từ Vạn Khư thượng vị giả, đi tìm Đế Thích Thiên, hy vọng hắn có thể làm một người đại diện, là Vạn Khư cống hiến.
Đế Thích Thiên đúng là có đáp ứng ý tưởng, nhưng sau đó Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng thần La Thiên Kiếm, hắn thay đổi chủ ý. Đơn thuần làm người đại diện, vạn khư một con chó, là không địch lại Huyền Cơ Nguyệt. Phải phát động tâm ma thẩm phán, nắm giữ chúng sanh, mới có thể lấy được đủ cường đại khí vận. Nếu không, căn bản không thể nào là Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Cho nên, Đế Thích Thiên cuối cùng không có đáp ứng, mà là lựa chọn cô độc tâm ma đường. Bất quá bây giờ thấy thượng vị giả kinh thiên chiến đấu, Đế Thích Thiên nhưng là có lần nữa suy tính ý. Có lẽ làm một người đại diện, Ngộ Biến Tùng Quyền, cũng có thể lấy được không thiếu chỗ tốt. Dẫu sao, thượng vị giả là lớn mạnh như vậy, trong thời gian ngắn, hắn không thấy được bất kỳ khả năng chiến thắng. Rắc rắc, nữ hoàng thiên cung bên trong, A Tỷ cửa thiên cơ khí số hao hết, trực tiếp nứt ra, hóa thành khối vụn. Tất cả hình ảnh, vậy đều biến mất. Huyền Cơ Nguyệt và Ma Bi chi chủ, gương mặt hơi mang theo một chút trắng bệch, hiển nhiên mới vừa suy diễn tính toán, hao phí hàng loạt tinh lực. Đế Thích Thiên, thượng vị giả nơi bị phong ấn tìm được, tiếp theo làm thế nào? Huyền Cơ Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chân mày to sâu khóa, thông qua tâm ma phủ chiếu, hướng Đế Thích Thiên hỏi. Hiện tại thượng vị giả tên chữ, nàng biết, bị phong ấn địa điểm, cũng biết. Tiếp theo, chính là cân nhắc kế hoạch. Mưu sát thượng vị giả, quả quyết không thể được, mới vừa chiến đấu hình ảnh, đã hoàn toàn rung động bọn họ. Coi như Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, thực lực vạn không tích chữ một, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện mưu sát. Nếu như cưỡng ép động thủ, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Sự quan trọng đại, chúng ta trước hay là mời người đi thăm dò đường một chút cho thỏa đáng. Đế Thích Thiên thanh âm ngưng trọng, thượng vị giả thiên uy khó lường, nếu như tùy tiện đến gần, cũng không ai biết sẽ có hậu quả gì không. Hắn cần người dò đường. Huyền Cơ Nguyệt cũng giống như nhau ý, híp mắt, nhìn Ma Bi chi chủ, nói, Ma Bi chi chủ, vậy thì mời ngươi hỗ trợ. Ma Bi chi chủ mặt liền biến sắc, nói các ngươi muốn gọi ta dò đường. Ma Bi chi chủ trong lòng, sớm nhất cũng có mưu sát thượng vị giả ý tưởng, nhưng mới vừa thấy Thái Thượng Thiên Nữ và Hồng Thiên Kinh quyết chiến, hắn ý niệm gì cũng dập tắt. Thượng vị giả cảnh giới, thật sự là khó có thể tưởng tượng ngoại hạng, khó mà hình dung nghịch thiên, mưu sát bọn họ tuyệt không khả năng, mộng tưởng hảo huyền thôi, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy lòng, thỉnh cầu ban cho, mới có thể bắt được chân chính chỗ tốt. Nhưng thượng vị giả thiên uy khó lường, một khi không cẩn thận chọc giận bọn họ, 10.000 cái mạng cũng không đủ bổ sung. Hiện tại Ma Bi chi chủ, nhưng cũng không dám một người đi dò đường. Huyền Cơ Nguyệt nói, Ma Bi chi chủ, chỉ có thể mời ngươi dò đường. Tổng không thể để cho ta và Đế Thích Thiên đi, chúng ta dưới quyền thuộc hạ, không có người cấp bậc này cường giả. Hồng Thiên Kinh mới vừa lộ ra sức chiến đấu, mặc dù không như Thái Thượng Thiên Nữ, nhưng cũng là cường đại đến ngoại hạng tồn tại, Đế Huyền Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung bên trong người, không có người nào có thể chịu đựng Hồng Thiên Kinh uy nghiêm, cho nên chỉ có thể là Ma Bi chi chủ một người đi dò đường. Ma Bi chi chủ nhất thời lui về phía sau một bước, ra đầu tê dại. Muốn hắn một người dò đường, chân thực quá nguy hiểm. Huyền Cơ Nguyệt cười một tiếng, nói, làm sao, ngươi sợ. Năm đó ngươi chọn lựa chiến Thái Thượng Thiên Nữ, hạng hăm hở, làm sao ngày hôm nay sẽ luân lạc tới tình cảnh này. Ha ha, này tạm thời, ngươi cũng không cần ép buộc ta, có bản lãnh ngươi đi. Ma Bi chi chủ cười lạnh một tiếng, hiện tại hắn đã thấm thía cảm thấy thượng vị giả đáng sợ, tự nhiên không có ban đầu như vậy cuồng ngông. Hơn nữa hắn và Diệp Thần đánh một trận, bị thương quá nghiêm trọng, liền võ đạo cột xương sống cũng bị cắt đứt, nhuệ khí toàn tiêu. Dưới mắt Ma Bi chi chủ kế hoạch, là từ Hồng Thiên Kinh nơi này, vơ vét đến đầy đủ chỗ tốt, lại đi giết ngược Diệp Thần, cuối cùng mưu đồ chiếm đoạt vận mệnh tâm ma, tích góp đến đầy đủ đại khí vận, lớn căn cơ, lại phi thăng đi thái thượng thế giới, tranh thủ trở thành một cái chân chính thượng vị giả. Đây là một cái cực kỳ rất dài kế hoạch, cơ hồ không có khả năng thực hiện. Nhưng ít nhất có điểm mong manh niệm tưởng. Nhưng nếu như, bây giờ gọi hắn một mình đi dò đường, vậy cũng quá nguy hiểm, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, như vậy điểm niệm tưởng đều phải tắt, hoàn toàn chết. Mặc dù Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, nhưng trong tay còn có cao nhất nguyên binh, chính là trong truyền thuyết Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm, vậy Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm kiếm linh, rất có thể bảo vệ ở Hồng Thiên Kinh bên người, tru diệt hết thảy gan người dám đến gần. Nếu không, không có bất kỳ người bảo vệ. Hồng Thiên Kinh phong ấn bí mật, đã sớm bị người phát hiện,
không thể nào mấy chục ngàn trong thời kỳ, chút nào không một tiếng động. Thôi, Ma Bi chi chủ, ta ban cho ngươi Chu Thiên Thần kiếm quyết, coi ngươi là dò đường thù lao. Huyền Cơ Nguyệt cũng biết Yên Vắng Vẻ Thiên kiếm lợi hại, hiện tại 10 có 8 9, Yên Vắng Vẻ Thiên kiếm ngay tại Hồng Thiên Kinh bên người. Một khi Yên Vắng Vẻ Thiên kiếm, cái này cầm cao nhất nguyên binh mũi nhọn hoàn toàn tức giận bùng nổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, phải có người muốn đi dò đường, biết rõ thần kiếm phong bên kia lai lịch, ít nhất phải hỏi tham gia Hồng Thiên Kinh ý tứ. Hồng Thiên Kinh bị phong ấn mấy chục ngàn năm, từ đầu đến cuối không được thoát khốn, tổng có nhu cầu người hỗ trợ địa phương. Nếu cần giúp, vậy thì có thương lượng có thể thành lập lớn nhân quả, mưu đồ hồi báo. Thượng vị giả nhân quả báo đáp, một chút mưa móc cũng không được. Huyền Cơ Nguyệt ngay lúc nói chuyện, đầu ngón tay huy động, vô số kiếm quang ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bản kiếm pháp trục cuốn. Cái này bản trục cuốn bên trong ghi lại, chính là Chu Thiên Thần kiếm quyết, 33 thiên hồng mông cổ pháp hạng thứ tư. Năm đó, ở thần quốc thời điểm, Huyền Cơ Nguyệt từng ban cho Mạc Huyết Minh. Sau đó, Mạc Huyết Minh lại gieo họa Hiên Viên Mạc Tà, làm rối loạn Chu Thiên Thần kiếm quyết thứ tự, kết quả bị Hiên Viên Mạc Tà nghịch luyện hồng mông, trăm nghìn phi kiếm nước lũ, thiếu chút nữa thì giết phá thiên. Nhớ lại chuyện cũ, Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt híp lại, tựa hồ có chút tưởng nhớ. Vù vù, cái này Chu Thiên Thần kiếm quyết trục cuốn, liền rơi xuống Ma Bi chi chủ trên tay. Chu Thiên Thần kiếm quyết. Ma Bi chi chủ nhận lấy trục cuốn, tự nhiên cũng đã nghe nói qua này cùng uy lực của kiếm pháp, có thể đem tự thân trăm nghìn giọt máu tươi, toàn bộ đúc luyện thành phi kiếm, thật sự là thế gian không thể có nhiều nghịch thiên kiếm kỹ, sát phạt đặc biệt ác liệt. Hắn thân cái Ma Bia linh khí, có thể dùng ma khí đúc luyện phi kiếm, một khi trăm nghìn ma kiếm bạo đánh ra, mũi nhọn sợ rằng phải vượt xa ngày xưa Hiên Viên Mạc Tà. Ta cũng ban cho ngươi một kiểu đồ, coi là thù lao, là năm đó Thái Thượng Thiên Nữ rèn luyện pháp bảo, ngũ hỏa thất độc phiến. Đế Thích Thiên thanh âm, vậy xuyên thấu qua tâm ma phủ chiếu, ở Nữ Hoàng Thiên Cung bên trong chấn động. Sau đó, một đoàn ngọn lửa, biến dạng hư không hạ xuống, xoay tít quay lại chuyển, hiển hóa ra bên trong một cái quạt hình dáng. Cái này cây quạt, toàn thân mờ mịt, như có khói mù vần quanh, phía trên có tầng tầng lửa cháy bừng bừng, do không trung lửa, đá bên trong lửa, mộc bên trong lửa, ba vị lửa, nhân gian lửa năm lửa hợp thành. Năm loại phía trên ngọn lửa, lại có thượng cổ bảy độc đồ đằng, theo thứ tự là phệ kim con rít, tám móng con nhện, người đẹp quỷ ong, ao máu độc con muỗi, ngân bối bọ rùa, sáu cánh yêu tằm, tinh ma con bướm. Năm lửa bảy độc, hơi thở không ngừng xen lẫn, hơi vừa chuyển động, liền gió lớn tựa như mũi tên, quỷ khóc sói chu. Món pháp bảo này, là lấy trước Lãnh Huyết Vô Tình bên trong, vô tâm độc nhện pháp bảo, là Thái Thượng 12 thật bảo một trong, là cổ đạo thật bảo, bên trong có vô thượng độc cổ quy luật. Ở đồ sát thánh trong đại hội, Đế Thích Thiên Thiên Hoàng thuần dương kính, tám nguyên rủa long cốt khóa cũng hủy diệt, nhưng cái này ngũ hỏa thất độc phiến không có hư hại, còn duy trì hoàn hảo. Hiện tại Đế Thích Thiên đem ngũ hỏa thất độc phiến, đưa cho Ma Bi chi chủ, biểu đạt ra cực lớn thành ý. Ma Bi chi chủ nhìn xem Huyền Cơ Nguyệt, lại nhìn xem Đế Thích Thiên, tựa như thấy trên mặt bọn họ, đều viết một câu nói. Ta bỏ tiền, ngươi ra mệnh. Huyền Đế hai người rất ý tứ rõ ràng, bọn họ không thể nào mạo hiểm đi dò đường, chỉ có thể là Ma Bi chi chủ lên đường. Bỏ mặc kết quả như thế nào, chỉ cần Ma Bi chi chủ chịu đi. Cái này Chu Thiên Thần kiếm quyết và ngũ hỏa thất độc phiến, đều là hắn. Dựa vào cái này hai kiện bảo vật, Ma Bi chi chủ khí vận, ước chừng thật to tăng lên, sau này lại đối mặt Diệp Thần, cũng sẽ không chật vật như vậy. Ha ha, xem ra ta không đi cũng không có biện pháp. Ma Bi chi chủ ánh mắt không ngừng lóe lên, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là nhận Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên lễ vật. Nếu như hắn không đi, vậy thì không người đi dò đường. Lãng phí một cách vô ích kết giao thượng vị giả cơ duyên. Một khi hắn cái gì cũng không làm, sớm muộn cũng phải cần bị Diệp Thần giết chết, ngược lại không như cạnh tranh một cái. Chúc ngươi may mắn. Huyền Cơ Nguyệt thấy Ma Bi chi chủ chịu nhận bị, nhất thời cười một tiếng. Chúc chúng ta may mắn. Đế Thích Thiên cải tránh Huyền Cơ Nguyệt giải thích, nếu quả thật có thể từ Hồng Thiên Kinh trên mình, vơ vét đến chỗ tốt gì, vậy bọn họ ba người đều có thể lột xác. Ma Bi chi chủ nhưng không nói gì thêm, trước thu hồi ngũ hỏa thất độc phiến, lại mở ra kiếm pháp trục cuốn, trực tiếp tu luyện Chu Thiên Thần kiếm quyết.
suy suy suy. Hạ một sát, ma khí cổn đáng, ước chừng 100.000 cầm đen nhánh ma đạo phi kiếm, từ ma bi chi chủ trong cơ thể bộc phát ra, cuồn cuộn như nước lũ. Ma bi chi chủ đạp 100.000 phi kiếm, bể tan tành hư không, bạo cướp ra nữ hoàng thiên cung, cũng hướng hồng thiên kinh nơi bị phong ấn đi. Bọn họ rốt cuộc phải ra tay. Diệp thần toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả hình ảnh, hắn hiện tại mở ra cực ma chi đồng, đơn thuần bàn về suy diễn thiên cơ và thấy rõ rình rập thủ đoạn, đã vượt qua huyền đế hai người. Mới vừa nữ hoàng thiên cung bên trong mật mưu, Diệp thần thấy rất rõ ràng. Ma bi chi chủ khí cơ, cũng bị hắn hoàn toàn phong tỏa. Hồng thiên kinh, trong truyền thuyết thượng vị giả, chẳng lẽ bọn họ muốn giải cứu hồng thiên kinh? Một khi thượng vị giả xuất thế, vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng. Thái huyền trận hoàng mượn Diệp thần hơi thở, cũng nhìn thấy toàn bộ hành trình, gương mặt nhất thời ngưng trọng xuống. Hồng thiên kinh là thượng vị giả, một khi hắn phá vỡ phong ấn, thoát khốn đi ra, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tiếp tục theo dõi. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, tiếp tục tập trung vào ma bi chi chủ vị trí. Liền gặp ma bi chi chủ, bay đến thiên nhân vực một nơi vô cùng là địa phương vắng vẻ, nơi này đứng sừng sững một tòa bất ngờ đỉnh núi, hình dạng của ngọn núi, tựa như một chuôi cự kiếm. Chính là Hồng Thiên Kinh nơi bị phong ấn. Thần kiếm phong. Cuối cùng đã tới. Diệp thần tim đập bịch bịch, nghĩ đến sắp liền muốn gặp được Hồng Thiên Kinh, không khỏi nhiệt huyết hỗn loạn. Cẩn thận một chút, đừng bại lộ. Thái huyền trận hoàng vào lúc này, đòn cảnh tỉnh, hiện ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, lại có thể đột nhiên lắc người một cái, thần hồn tiến vào Diệp thần trong cơ thể, đem tự thân lực lượng toàn bộ truyền bá cho hắn. Oanh! Lấy được Thái huyền trận hoàng năng lượng, Diệp thần nhất thời hơi thở bạo tăng, cực ma chi đồng thi triển thủ đoạn, cũng thay đổi được càng thần bí tuyệt diệu. Tiền bối! Diệp thần một hồi ngạc nhiên, trước hắn đối mặt phong vô cực, Thái huyền trận hoàng cũng không có mượn lực, bảo là muốn giảm thiểu đối với luân hồi mộ địa lệ thuộc vào, nhưng hiện tại, Thái huyền trận hoàng nhưng trực tiếp phụ thể, lộ vẻ được vô cùng thận trọng. Hô! Tiếng gió nghẹn ngào. Diệp thần vào lúc này, vậy xuyên thấu qua cực ma chi đồng, thấy được vậy thần kiếm phong hình ảnh. Ma bi chi chủ hạ xuống, 100.000 thanh phi kiếm, toàn bộ thu liếm, hiện ra vô cùng thành kính thần sắc, cúi đầu chắp tay nói, vãn bối luân hồi ma bia. Cầu gặp Thái Thượng Thần Vương Hồng Thiên Kinh. Thượng vị giả có rất nhiều tên khác là Thái Thượng Chư Thần, Thiên Quân, Thiên Vương, Thần Chí Cao, Thiên Đế, Thần Vương, Cao Nhất Chí Tôn Vân. Vân, thế gian hết thảy cao quý ca ngợi từ ngữ, đều có thể dùng ở thượng vị giả trên mình, bọn họ là tuyệt đối nắm giữ thần, bao trùm chúng sanh vạn vật. Suy suy suy, ở Ma Bi Chi Chủ nói chuyện rơi xuống ngay tức thì, thần kiếm phong chung quanh hư không. Liền truyền ra vô cùng nhọn kiếm khí biến dạng tiếng. Diệp thần cho dù quang dùng cực ma chi đồng nhìn, vậy cảm thấy vô cùng kiếm khí bén nhọn, dường như muốn chém chết hết thảy. Đó là cao nhất nguyên binh cấp bậc kiếm khí, ác liệt, sắc bén, bá đạo, mũi nhọn lộ ra, phá giết vạn giới, coi trời bằng vung. Người xa lạ, không nên quấy rầy Hồng Thiên Vương nghỉ ngơi. Vô tận kiếm quang lững lờ, hiển lộ ra một đạo vô cùng thân ảnh thon gầy. Đạo thân ảnh này, mơ hồ, không thấy được hư thật, không phải người sống, tựa như cũng không ở vạn giới sáu đạo bên trong, tồn tại ở chân thực và hư ảo tới giữa, mê tung thấm thoát, cả người lóe lên đến từng luồng kinh khủng kiếm khí, đáng sợ chôn vùi hơi thở cuộn sạch đi ra. Các hạ chính là yên vắng vẻ thiên kiếm kiếm linh. Ma Bi Chi Chủ lui về phía sau một bước, thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt đạo thân ảnh này, hơi thở không cách nào hình dung mạnh mẽ, mình hoàn toàn không phải địch thủ. Ngươi nếu nhận được ta, mau cho ta rời đi, không muốn quấy nhiễu Hồng Thiên Vương. Yên vắng vẻ thiên kiếm kiếm linh, nói chuyện có loại cao cao tại thượng khí thế, nhưng cũng không có hùng hổ dọa người, nơi này không phải thái thượng thế giới, không phải hắn địa bàn, hắn rõ ràng cũng có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Ừ, vân, vân. Bỗng nhiên, yên tịch kiếm linh nhìn phía bầu trời, tựa hồ phát giác cái gì khác thường. Diệp thần nhất thời con ngươi co rúm một cái. Hắn dùng cực ma chi đồng theo dõi, cái này một tí, tựa như vừa vặn theo yên tịch kiếm linh đối mặt. Trong nháy mắt, Diệp thần cả người tóc gáy đều dựng lên. Chớ khẩn trương. Thái huyền trận hoàng nhẹ giọng nói. Ừ. Diệp thần gật đầu một cái, tỉnh táo lại. Hiện tại hắn có thái huyền trận hoàng phụ thể, cực ma chi đồng thủ đoạn thật to tăng lên,
trừ phi Hồng Thiên Kinh từ lòng đất bò ra ngoài, nếu không không người có thể phát hiện hắn thấy rõ. Vậy thật may Thái Huyền Trận Hoàng cẩn thận, trước thời hạn nhập vào người Diệp Thần, nếu không, Diệp Thần sợ rằng phải bại lộ. Kiếm Linh các hạ, thế nào? Ma Bi Chi chủ thấy Yên Tịch Kiếm Linh khác thường, hỏi. Không việc gì. Yên Tịch Kiếm Linh khoát tay một cái, cuối cùng vẫn là không có phát hiện Diệp Thần theo dõi, dẫu sao Diệp Thần không phải trực tiếp rình rập hắn, chỉ là rình rập Ma Bi Chi chủ mà thôi. Tại hạ muốn giải cứu Hồng Thiên Vương, không biết tháo ra Hồng Thiên Vương phong ấn, cần gì điều kiện. Ma Bi Chi chủ cảm ứng một tí, liền cảm nhận được lòng đất ẩn núp một đạo vô cùng kinh khủng hơi thở, rõ ràng cho thấy Hồng Thiên Kinh, nhưng hiện tại cái này cổ hơi thở, hoàn toàn ẩn núp, muốn đến Hồng Thiên Kinh đã ngủ say. Ha ha, Ma Bi Chi chủ, ta nhận được ngươi, một mình ngươi cuồng ngông rốt nát tiểu nhân, ngươi không tư cách giải cứu Hồng Thiên Vương, cho ta cút đi. Yên Tịch Kiếm Linh ánh mắt quét nhìn một tí Ma Bi Chi chủ, vậy nhận ra. Năm đó Ma Bi Chi chủ mưu toan khiêu chiến Thái Thượng Thiên Nữ, kết quả gặp thảm đánh rớt, khổ không thể tả, hiện tại tự thân khó bảo toàn, lại còn muốn giải cứu Hồng Thiên Kinh, Yên Tịch Kiếm Linh dĩ nhiên là nhìn hờ hững. Nếu như không phải là Hồng Thiên Kinh ngủ say, sợ rằng hiện tại Ma Bi Chi chủ đã bị một đầu ngón tay nghiền chết. Ngày xưa chuyện, chỉ là một hiểu lầm, ta ngày hôm nay tới, sau lưng có lệnh vận đứng đầu và tâm Ma Chi chủ chống đỡ. Ma Bi Chi chủ không có quá để trong lòng chuyện trước kia, như cũng nhàn nhạt mở miệng, mang ra Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên tên chữ. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, bọn họ cũng muốn giải cứu Hồng Thiên Vương. Yên Tịch Kiếm Linh ánh mắt biến đổi, hiển nhiên không ngờ tới cái này hai người vậy sẽ vào cuộc. Đơn thuần là một cái Ma Bi Chi chủ, tự nhiên không thể nào tháo ra phong ấn, nhưng lại còn Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên chống đỡ, đó cũng không cùng. Ma Bi Chi chủ nói, chính là, nghe nói Hồng Thiên Vương bị phong ấn lòng đất, chịu hết hành hạ, chúng ta muốn biểu thị một chút tâm ý, giải cứu hắn thoát khỏi bể khổ. Nghe vậy, Yên Tịch Kiếm Linh ánh mắt lóe lên một tí, sau đó vui vẻ cười to, nói, trên mình ngươi có không sạch sẽ ý niệm, tà khí quá nặng, các ngươi giải cứu Hồng Thiên Vương, bất quá là muốn mỏ lấy chỗ tốt thôi. Không cần phải nói được như vậy khó nghe, chúng ta chỉ là trợ giúp lẫn nhau. Ma Bi Chi chủ như cũ trấn định, không có kiêng kỵ cái gì. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chính là giải cứu Hồng Thiên Kinh, mưu đồ thượng vị giả hồi báo. Hồng Thiên Vương phong ấn, ta tự có biện pháp tháo ra, không nhọc các ngươi phí tâm, lập tức cho ta cút, người tốt nhất không nên ép ta động thủ. Yên Tịch Kiếm Linh trong mắt sát khí run lên, một bó kiếm quang từ trong cơ thể tuôn ra, phóng lên cao, như một đạo thẳng thiên trụ, ánh sáng vạn trường. Kiếm Linh các hạ, người nếu quả thật có biện pháp giải cứu, cũng không cần trì hoãn mấy chục ngàn năm lâu như vậy. Ma Bi Chi chủ lưng thẳng tắp, một câu nói, đâm đến Yên Tịch Kiếm Linh chỗ đau. Tự tìm cái chết. Yên Tịch Kiếm Linh giận dữ, kiếm quang bạo động, như sao sông vậy từ trên trời hạ xuống, giết hướng Ma Bi Chi chủ. Ma Bi Chi chủ đứng không nhúc nhích, nói các hạ muốn giết ta, đơn giản tự nhiên, nhưng từ nay về sau, sợ rằng không người có thể giải cứu Hồng Thiên Vương. Ừ, Yên Tịch Kiếm Linh thần sắc biến đổi, cuối cùng vẫn là thu ở kiếm quang, thật không có chém đánh tiếp. Dừng một chút, Yên Tịch Kiếm Linh ánh mắt trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, nói, Hồng Thiên Vương tự nhiên có ta giải cứu, không nhọc các ngươi phí tâm, các ngươi muốn mưu cầu nhân quả, vơ vét chỗ tốt, không như vậy dễ dàng. Các ngươi trước kia còn có mưu sát ý niệm, ha ha, buồn cười buồn cười. Một đám rắn rết chó sói tim hạng người, ta sao dám dùng các ngươi? Ta tối đa và các ngươi làm hạng nhất giao dịch, giúp ta giết chết đời này luân hồi chi chủ, hắn khí vận đặc biệt thâm hậu, Hồng Thiên Vương tự mình xuất thủ qua một lần, cũng giết không chết hắn, hiện tại Hồng Thiên Vương tiêu hao quá lớn, đã ngủ say. Cái gì, Hồng Thiên Vương đã xuất thủ qua? Nghe vậy, Ma Bi chi chủ nhất thời kinh hãi, hoàn toàn không dám tin tưởng. Hồng Thiên Kinh thủ đoạn. Long trời lở đất, ngày xưa có thể chu diệt Yến Trường Ca, dưới mắt Diệp Thần, hiển nhiên không thể và Yến Trường Ca so sánh, nhưng lại có thể tránh thoát đuổi giết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem Hồng Thiên Kinh thứ nhân vật như vậy, không ra tay thì thôi, ra tay một cái nhất định là có phải giết chắc chắn, nếu liền Hồng Thiên Kinh đều thất bại, cái này nhất thế luân hồi chi chủ khí vật, thật sự là không cách nào tưởng tượng bằng bạc, ai cũng giết không chết hắn. Ừ.
Yên Tịch Kiếm Linh nhẹ khẽ gật đầu, nói, Diệp Thần người này, khí vận quá sâu dày, chân thực không dễ dàng giết chết, nhưng hắn trong lòng có sở cầu, vẫn là có giết chết có thể. Ngay lúc nói chuyện, Yên Tịch Kiếm Linh liền bấm ngón tay suy tính, tựa hồ đang phán đoán sau lưng Cát Hung. Ma Bi Chi Chủ sắc mặt trầm xuống, nói, người muốn gọi ta ra tay. Hắn bây giờ đối với Diệp Thần, đã có tâm lý bóng mờ, trừ phi Hồng Thiên Kinh tự mình ban phúc, thay đổi vận mạng hắn, nếu không hắn cũng không có dũng khí xuất thủ. Yên Tịch Kiếm Linh nói, không sai, ta suy tính đến, Diệp Thần muốn mưu đoạt luân hồi ma bia, nếu có lòng sở cầu, vậy thì có khuyết điểm, hắn tựa hồ khẩn cấp muốn đi thiên nhân vực, gần đây bên trong khẳng định sẽ hiển thị chiến ước, mời ngươi làm quyết chiến cuối cùng. Cuối cùng quyết chiến. Ma Bi Chi Chủ sắc mặt nặng nề, hiển nhiên còn không có làm xong quyết chiến chuẩn bị. Mà Diệp Thần, yên lặng rình rập hết thảy các thứ này hình ảnh, cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này Yên Tịch Kiếm Linh, không hổ là Hồng Thiên Kinh bên người cường giả, thủ đoạn thật là lợi hại, lại có thể suy tính đến ta có quyết chiến dự định. Thái Huyền Trận Hoàng Đạo, đó là tự nhiên, cảnh giới càng cao, nhìn trời cơ hội cảm ngộ càng bén nhạy, cao thủ chân chính tới giữa, không tồn tại âm mưu, cũng không có bất kỳ đánh lén có thể, chỉ có thể đường đường tránh tránh quyết chiến, bởi vì bất kỳ sát phạt ý niệm, người giật mình, người khác là có thể suy tính đến, hai bên cơ hồ đều là trong suốt. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng biết cảnh giới càng cao, chiến đấu liền càng phức tạp, không phải đơn thuần so đấu chiến lực, còn phải cân nhắc khí vận phong thủy, đạo pháp căn cơ, nhân quả thiên cơ vân. Vân một loạt đồ. Hiện tại hắn suy diễn thủ đoạn, là một cái thiên đại dị số, chính là càn khôn cảnh 4 tầng thiên, nhưng dựa vào cực ma chi đồng, suy diễn thủ đoạn đã vượt qua huyền đế hai người. Hình ảnh quay về. Yên Tịch Kiếm Linh tiếp tục nói, ta ban cho ngươi Thái Thượng Thiên Cương Đạo, môn đạo pháp này, vừa là Thái Thượng 36 đạo một trong, cũng là Hồng Mông Nguyên Thuật, ngọn nguồn là Tinh Đế Hạo Nhiên Khí. Vù vù. Một phiến xanh sâu kín ngọc giản, từ Yên Tịch Kiếm Linh trong tay nổi lên. Cái này phiến ngọc giản, phía trên in Thái Thượng Thiên Cương Đạo năm chữ, vô tận cương khí từ bên trong tản mát ra, hơi thở vô cùng là mênh mông. Tinh Đế Hạo Nhiên Khí, đây là trước kia Hiên Viên Mạc Tà Thần Thông, thăng cấp sau đó, chính là Thái Thượng Thiên Cương Đạo, ngươi vừa nắm giữ Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, vậy lại dẫn ngộ ta cái này Thái Thượng Thiên Cương Đạo, có thể diễn hóa ra trăm nghìn thiên cương phi kiếm, chém chết hết thảy. Yên Tịch Kiếm Linh đem Thiên Cương Ngọc Giản, ném cho Ma Bi Chi Chủ. Ở Thái Thượng 36 đạo bên trong, Thái Thượng Thiên Cương Đạo là khá là đặc biệt tồn tại, bởi vì môn đạo pháp này, nếu Thái Thượng nói, lại là Hồng Mông Nguyên Thuật, là từ Tinh Đế Hạo Nhiên Khí thăng lột xác đi ra ngoài. Năm đó Hiên Viên Mạc Tà, nghịch luyện Hồng Mông, Hồng Thiên Vương cũng thán phục người này điên cuồng, đáng tiếc luân hồi chi chủ, khí vận quá nghịch thiên, nếu không, Hiên Viên Mạc Tà trăm nghìn tinh đế phi kiếm nước lũ, chưa chắc không có giết vượt 10.000 giới cơ hội. Nếu như không phải là luân hồi chi chủ, Hiên Viên Mạc Tà người này, có lẽ có cơ hội nghịch giết Hồng Mông Tâm Ma, phi thăng Thái Thượng, và Vạn Khư Tranh Phong. Đáng tiếc này cùng một đại tông sư, vẫn là bỏ mạng ở Diệp Thần trên tay, thằng nhóc kia chưa trừ diệt, thật sự là một cái thiên đại tai họa ngầm. Yên Tịch Kiếm Linh một tiếng thở dài, ban đầu Hiên Viên Mạc Tà quật khởi, thậm chí đưa tới thượng vị giả coi trọng. Vạn Khư bên trong không hề thiếu cường giả, thậm chí lấy là Hiên Viên Mạc Tà muốn chém giết luân hồi chi chủ, trở thành Vạn Khư mới uy hiếp. Nhưng cuối cùng, vẫn là luân hồi huyết mạch tăng thêm một bậc, Hiên Viên Mạc Tà cuối cùng bỏ mình. Hiện tại Vạn Khư địch nhân lớn nhất, vẫn là luân hồi chi chủ. Kiếm Linh các hạ, nếu Diệp Thần thằng nhóc kia, như vậy đáng sợ, người kêu ta dưới mắt quyết chiến, có phải hay không quá mức vội vàng? Ma Bi chi chủ tiếp lấy Thiên Cương Đạo Pháp Ngọc Giản, chỉ cảm thấy có 5.000 tấn nặng nề. Yên Tịch Kiếm Linh nói, người coi như chẳng muốn quyết chiến, hắn cũng không khả năng tha ngươi, trận chiến này không thể tránh khỏi, nhưng thật may, lòng hắn có chút cầu, có lòng ma tư trường chỗ trống. Người đi hỏi Đế Thích Thiên mượn mấy đạo tâm ma phủ chiếu, lại phối hợp trăm nghìn thiên cương phi kiếm, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ma Bi Chi Chủ sắc mặt ngưng trọng, lại không có tùy tiện đáp ứng, hắn mong muốn, là Hồng Thiên Kinh chống đỡ. Nhưng hiện tại, Hồng Thiên Kinh ngủ say, dựa hết vào Yên Tịch Kiếm Linh chống đỡ, hắn không có nắm chắc tất thắng. Yên Tịch Kiếm Linh nói, người yên tâm, ta lại giúp ngươi chiếm đoạt ngũ hỏa thất độc phiến. Để cho ngươi lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Nữ lưu tích chữ ở bên trong Thái Thượng Thiên Cổ Đạo,
nếu như ngươi như vậy còn không địch lại luân hồi chi chủ, vậy cuối cùng ta sẽ không tiếc quy tắc hạn chế, cưỡng ép hạ xuống ra tay, phụ cầu giết chết luân hồi chi chủ. Nói xong lời cuối cùng, Yên Tịch Kiếm Linh trong mắt sát khí dày đặc. Xa ở vạn bên trong ngoài Diệp Thần, đều cảm thấy sống lưng một hồi lạnh lẽo. Bất quá, ở sống lưng lạnh cả người đồng thời, Diệp Thần vậy cảm thấy đáy lòng một chút ấm áp cùng cảm giác an toàn. Nếu như Yên Tịch Kiếm Linh không để ý quy tắc, cưỡng ép xuất thủ, vậy Nhâm Phi Phàm vậy sẽ xuất thủ, Diệp Thần không cần lo lắng bị giết chết, chỉ cần toàn bộ tinh lực đối phó Ma Bi chi chủ là được. Cái khác cảnh giới cao hơn tỷ thí, có Nhâm Phi Phàm xử lý, không cần hắn bận tâm. Tốt lắm, người đi đi, trở về nói cho Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, Hồng Thiên Vương có ta giải cứu, không cần bọn họ bận tâm, sau này không muốn lại phái người tới, Hồng Thiên Vương còn đang ngủ say, không thể bị người quấy rầy. Lần này, nếu như người có thể thuận lợi giết chết luân hồi chi chủ, cùng Hồng Thiên Vương tỉnh lại, nói không chừng hắn sẽ thật cao hưng, ban thưởng các ngươi một điểm chỗ tốt gì, nhưng ta không dám cam đoan. Các ngươi nên được chỗ tốt, ta sẽ cho các ngươi. Cái này Thái Thượng Thiên Cương Đạo, chỉ là lễ ra mắt, chờ các ngươi giết chết luân hồi chi chủ, ta sẽ giúp các ngươi đào ra bị chôn Long Uyên Thiên Kiếm, thành tựu sau cùng thù lao. Yên Tịch Kiếm Linh nhìn Ma Bi chi chủ, lái ra chân chính tiền đặt cuộc. Thái Thượng Thiên Cương Đạo, chính là lễ ra mắt thôi, nếu quả thật có thể giết chết Diệp Thần, hắn có thể đem Long Uyên Thiên Kiếm, đưa cho Ma Bi chi chủ các người. Long Uyên Thiên Kiếm, nhưng mà tám đại cao nhất nguyên binh một trong, và Thần La Thiên Kiếm cùng nổi danh. Ban đầu Huyền Cơ Nguyệt, chấp trưởng Thần La Thiên Kiếm, uy sắp chư thiên, hạng thô bạo, nếu như có người có thể bắt được Long Uyên Thiên Kiếm mà nói, cũng giống như nhau nghịch thiên cải mệnh, phá giết vạn giới, hùng bá vũ trụ. Ma Bi chi chủ con ngươi có giúp một cái, nhất thời động tâm. Long Uyên Thiên Kiếm, nếu quả thật có thể bắt được này cùng thần binh, vậy thù lao đủ phong phú. Yên Tịch Kiếm Linh nói, bất quá Long Uyên Thiên Kiếm, phân phối thế nào, do các ngươi ba người quyết định. Cao nhất nguyên binh chỉ có một cái, nhưng Ma Bi chi chủ bên này, nhưng là ba người hợp tác, hiển nhiên không đủ phút. Chúng ta tự nhiên sẽ xử lý, không nhọc Kiếm Linh các hạ phí tâm. Ma Bi chi chủ tuét miệng cười một tiếng, đã có thể tưởng tượng được mình chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm, giết ngược Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên hình ảnh. Diệp Thần nghe được Yên Tịch Kiếm Linh mà nói, cũng là trong lòng giật mình, trong đầu nghĩ, xem ra cái này Kiếm Linh, cũng biết Long Uyên Thiên Kiếm bản thể chỗ, ta sau này đi đến Thiên Nhân Vực, muốn cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, cũng không như vậy dễ dàng. Hiện tại Diệp Thần trong tay, có một khối Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, còn có một chương Long Uyên Kiếm Linh phù chiếu. Dựa vào cái này chương Kiếm Linh phù chiếu, cùng Diệp Thần đi đến Thiên Nhân Vực, có thể cảm ứng được Long Uyên Thiên Kiếm bản thể vị trí. Nhưng hiện tại, Yên Tịch Kiếm Linh cũng biết Long Uyên Thiên Kiếm chỗ, Diệp Thần muốn cướp lấy, rõ ràng vô cùng khó khăn. Yên Tịch Kiếm Linh gật đầu một cái, nói, rất tốt, như vậy, người trở về chuẩn bị chiến đấu, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, Yên Tịch Kiếm Linh điểm ngón tay một cái, một món huyết quang trốn vào Ma Bi chi chủ trong cơ thể. Vù vù, ngũ hỏa thất độc phiến, từ Ma Bi chi chủ trong cơ thể bay ra, bị tầng tầng huyết quang cuộn sạch, cuối cùng bên trong ẩn chứa thiên cổ đạo pháp, trực tiếp bị chiếm đoạt, toàn bộ bơm vào đến Ma Bi chi chủ trong đầu. Ma Bi chi chủ nhắm mắt lại, cảm ngộ mới đạo lĩnh ngộ pháp, lại bóp vỡ Thái Thượng Thiên Cương đạo ngọc giản, đem môn đạo pháp này, vậy cùng nhau lĩnh ngộ. Toàn bộ đạo pháp lĩnh ngộ, Ma Bi chi chủ mở mắt ra, mừng như điên kích động không thôi. Hắn ngày hôm nay lấy được kỳ ngộ, đặc biệt nhiều, Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, Ngũ Hỏa Thất Độc Phiến, Thái Thượng Thiên Cương Đạo, Thái Thượng Thiên Cổ Đạo, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Ở trong một cái chớp mắt này, Ma Bi chi chủ thậm chí lấy vì mình chính là cái thế giới này nhân vật chính. Yên Tịch Kiếm Linh nói, đừng quá đắc ý, năm đó Hiên Viên Mặc Tà cũng là ý tưởng như ngươi vậy. Kết quả nhưng chết ở luân hồi chi chủ dưới quyền, trở về chuẩn bị thật tốt, có ta và Đế Thích Thiên, còn có Huyền Cơ Nguyệt chống đỡ, ngươi chỉ phải cẩn thận một chút, không thể nào thất bại. Kiếm Linh các hạ, cáo từ. Ma Bi chi chủ chắp tay một cái, cả người liền có vô số sâu bay ra, cuối cùng hắn cả người bị côn trùng vậy thủy triều chìm ngập, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đây là Thái Thượng Thiên Cổ Đạo Diệu Pháp, có thể ung dung cho gọi ra hàng tỷ con sâu. Dựa vào cổ trùng vệ cắn tới sát thương kẻ địch. Thằng nhóc, người phiền toái.
Thái Huyền Trận Hoàng lui về luân hồi mộ địa bên trong đi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hiện tại Ma Bi chi chủ, không còn là một mình tác chiến, mà là Thành Yên Tịch Kiếm Linh, Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt Tam Phương người đại diện. Diệp Thần muốn giết người đoạt bia, dĩ nhiên là khó hơn lên trời. Ma Bi chi chủ trở về sau đó, khẳng định sẽ hướng Đế Thích Thiên đòi tâm ma phù chiếu, Huyền Cơ Nguyệt vậy sẽ ban phúc cho hắn, cứ như vậy, Diệp Thần đối mặt áp lực liền lớn. Diệp Thần hỏi, tiền bối, người có gì diệu kế? Chàng này quyết chiến còn đánh nữa hay không? Diệp Thần thở một hơi, đã vừa mới cực hạn sử dụng cực ma chi đồng, hiện tại linh khí tiêu hao to lớn, ánh mắt vậy một hồi đau đớn, mất đi Ma Bi chi chủ hơi thở. Thái Huyền Trận Hoàng lại không có bất kỳ khó chịu hình dáng, như cũ khí định thần nhàn, ha ha cười một tiếng, nói, dĩ nhiên là muốn đánh, không giải quyết Ma Bi chi chủ, người đi đến thiên nhân vực, cuối cùng lưu lại hậu hoạn, nhưng trận chiến này, dựa vào man lực khó mà chiến thắng, tốt nhất là dùng ta trận pháp. Trận pháp? Diệp Thần nhướng mày một cái. Ta có một môn trận pháp kêu chân võ diệt Phật trận. Thái Huyền Trận Hoàng dì tai một phen, tựa hồ sợ bị người thấy rõ, lặng lẽ theo Diệp Thần nói kế hoạch. Chân võ diệt Phật trận, trong truyền thuyết Hồng Mông Nguyên Thuật, thăng cấp bản pháp hoa đạt tới diệt thiên. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhưng lại có chút lo âu, nói tiền bối, sử dụng trận pháp, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thái Huyền Trận Hoàng đạo, thế gian nơi nào có vạn vô nhất thất đạo lý, bất quá Ma Bi chi chủ sau lưng có người chống đỡ, người cũng có người, sợ cái gì? Muốn chiến liền chiến, cùng bắt được luân hồi ma bia, ngươi liền nghịch thiên, chỉ ít hoang ma kiếm chủng có thể bước đầu nảy mầm. Diệp Thần sau lưng, có Thái Huyền Trận Hoàng chống đỡ, hơn nữa còn có Nhâm Phi Phàm. Coi như Yên Tịch Kiếm Linh cưỡng ép động thủ, Diệp Thần cũng không có sợ đạo lý. Chỉ cần giết chết Ma Bi chi chủ, bắt được luân hồi ma bia, Diệp Thần không chỉ là giải quyết hậu hoạn, liền hoang ma kiếm chủng đều có thể bồi dưỡng, có bước đầu nảy mầm cơ hội. Được, vậy thì đại chiến một tràng, vậy đến quyết chiến lúc. Nếu như có thể giết chết Ma Bi chi chủ, trên người hắn đạo pháp, vậy toàn bộ thuộc về ta. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, trong lòng có quyết đoán, lập tức lợi dụng Thái Huyền Tầm ma trận, lần nữa phong tỏa Ma Bi chi chủ vị trí, trực tiếp phát ra một đạo đưa tin. Ma Bi chi chủ, trưa mai, ta ở Hồng Mông Phúc Địa chờ ngươi. Ma Bi chi chủ nhận được Diệp Thần ước chiến, nhất thời cười lạnh một tiếng, Yên Tịch Kiếm Linh quả nhiên nói không sai, thằng nhóc này tìm ta quyết chiến, ngươi hẳn còn chưa biết, sau lưng ta có như thế nhiều lực lượng chống đỡ chứ. Diệp Thần nhìn Ma Bi chi chủ phản ứng, nhưng là ha ha cười một tiếng. Cái này Ma Bi chi chủ, rõ ràng không biết mình đã là người trong suốt, hết thảy mật mưu đều bị Diệp Thần nhìn thấu. Liền liền Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, vậy sẽ không nghĩ tới Diệp Thần thấy rõ thủ đoạn, có như thế mạnh mẽ. Mặc dù thấy rõ thiên cơ thủ đoạn, không thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, nhưng chí ít, có thể để cho Diệp Thần trước thời hạn nhìn thấu tất cả âm mưu kế hoạch, trước thời hạn làm xong bố trí chuẩn bị, su cát tị hung. Lập tức Diệp Thần trở về một chuyến Nguyên Thiên Viện, hỏi Lâm Thanh Trúc mượn trấn ma huyết thạch, là ngày mai quyết chiến làm chuẩn bị. Mà Ma Bi chi chủ, vậy từ Đế Thích Thiên trong tay, lấy được rồi tâm ma phù chiếu, lại đi Nữ Hoàng Thiên Cung, tìm kiếm Huyền Cơ Nguyệt chống đỡ. Huyền Cơ Nguyệt nghe Thần Kiếm Phong phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng là chống đỡ, nói, người muốn cùng Luân Hồi chi chủ quyết chiến, ta tự nhiên cũng không thể nhỏ khí. Ngay lúc nói chuyện, Huyền Cơ Nguyệt thi triển Thái Thượng Thiên Phù nói, đem vô số phù lục, đưa cho Ma Bi chi chủ. Ma Bi chi chủ khóe miệng vuốt một nụ cười châm biếm, hiện tại có Yên Tịch Kiếm Linh, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên Tam Phương chống đỡ, hắn có tuyệt đối chắc chắn, có thể giết chết Diệp Thần. Bởi vì liền Yên Tịch Kiếm Linh cũng đáp ứng, nếu quả thật không đánh lại, Yên Tịch Kiếm Linh sẽ trực tiếp hạ xuống, tự mình động thủ. Đến lúc đó, chỉ cần giết chết Diệp Thần, chu diệt luân hồi thiên đại công đức, hắn có thể chiếm cứ công lao lớn nhất, sau này khí vận không cách nào tưởng tượng. Ma Bi chi chủ, ta muốn ở ngươi luân hồi ma bia trên, trồng một món thần niệm, như vậy thì coi là ngươi thất bại, có ta ở đây, ít nhất có thể bảo đảm giết chết luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt cao cứ ở ngai vàng, đưa ra một cái yêu cầu. Ngươi muốn ở ta ma trên bia, lưu lại thần niệm. Ma Bi chi chủ nhất thời cảnh giác, một khi Huyền Cơ Nguyệt thần niệm lưu lại, nhân quả quấn quanh trên luân hồi ma bia, sợ rằng không dễ xử lý. Huyền Cơ Nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi đừng hiểu lầm,
ta không phải muốn mưu đoạt ngươi ma bia, ta chỉ là vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thôi, ta lưu lại thần niệm, sẽ không quá sâu dày, tối đa chỉ có thể để cho ta ra tay một lần. Ma bi chi chủ nói, nữ hoàng đại nhân, người võ đạo căn cơ đã đoạn tuyệt, hiến tế hàng tỷ sinh linh, vậy gặp chư thiên không khó khăn, đế thích thiên cũng có muốn nghịch giết người ý niệm, người nếu như hạ xuống ra tay, sợ rằng nữ hoàng thiên cung khí vận đong đưa tán, phải bị ngoại địch xâm nhập giết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyền Cơ Nguyệt nói, tầng này ta tự nhiên biết, nhưng vì chu diệt luân hồi chi chủ, lớn hơn nữa nguy hiểm cũng đáng được bốc lên. Ngay lúc nói chuyện, hiện ra cực lớn quyết tâm. Ma Bi chi chủ ha ha cười một tiếng, nói, nữ hoàng đại nhân, không nhọc ngươi tự mình động thủ, nếu như ta thất bại, còn có Yên Tịch kiếm linh đâu để, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào hạ xuống. Huyền Cơ Nguyệt nói, hắn nếu như hạ xuống, vậy thì phá hoại cuộc cờ quy tắc, luân hồi chi chủ sau lưng, cũng có nhân vật lớn chống đỡ, sẽ không dễ dàng nhìn hắn bị giết chết, cho nên thận trọng một chút, ngươi vẫn là lưu lại ta một đạo thần niệm, ta sẽ không hại ngươi. Ma Bi chi chủ nhướng mày một cái, từ Huyền Cơ Nguyệt trong ánh mắt, đích xác không có cảm nhận được nhằm vào sát khí của hắn. Huyền Cơ Nguyệt sát khí, là nhằm vào luân hồi chi chủ, tạm thời không có hãm hại hắn ý tưởng. Được, đáp ứng ngươi. Ma Bi chi chủ thả ra luân hồi ma bia, cuối cùng vẫn đáp ứng. Nếu như Huyền Cơ Nguyệt thật có mưu hại ý tưởng, hắn bây giờ đối mặt, không thể nào không có chút nào phát hiện. Đa tạ. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, lúc này ở luân hồi ma bia trên, gieo một đạo thần niệm. Cái này thần niệm, cũng không thâm hậu, chỉ có thể để cho nàng ra tay một lần, dẫu sao dấu vết quá sâu thần niệm, Ma Bi chi chủ cũng không khả năng đáp ứng. Ma Bi chi chủ trong lòng mặc dù có chút ngăn cách, nhưng vẫn là đón nhận. Hắn vậy nhìn ra được, Huyền Cơ Nguyệt là thật muốn giết chết luân hồi chi chủ, cho nên vụ cầu tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, thậm chí không tiếc dao động nữ hoàng thiên cung căn cơ. Ma Bi chi chủ và luân hồi chi chủ, cũng chính thức chuẩn bị xong, sẽ chờ quyết chiến cuối cùng đến. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần thật sớm đi tới Hồng Mông Phúc Địa. Càng đến gần quyết chiến thời gian, Diệp Thần liền càng cảm thấy nguy hiểm. Huyền Cơ Nguyệt vậy muốn ra tay giết ta. Trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được, Huyền Cơ Nguyệt ở luân hồi ma bia trên, để lại một đạo thần niệm. Muốn chờ cơ hội động thủ. Thật may hiện tại Diệp Thần thấy rõ thần thông nghịch thiên, cho nên coi như không chính mắt nhìn thấy, vậy cảm nhận được liền âm mưu. Tạm thời không cần phải để ý đến Huyền Cơ Nguyệt, nàng chưa chắc thật có dũng khí xuất thủ, bởi vì hiện tại nữ hoàng thiên cung căn cơ rất không yên, cần nàng trấn thủ, một khi nàng tùy tiện rời đi, nữ hoàng thiên cung xảy ra điều gì không may, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng phát ra âm thanh. Hiện tại Diệp Thần trước mắt khẩn yếu nhất kẻ địch, là Ma Bi chi chủ. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy hoàn toàn tỉnh táo lại. Ông ông ông. Vừa lúc đó, Diệp Thần lại nghe được Hồng Mông Phúc Địa bên trong, truyền ra từng trận côn trùng vù vù tiếng kêu to, sau đó liền gặp ùn ùn kéo đến tộc côn trùng đại quân, từ Hồng Mông Sơn trong rừng liều chết xung phong đi ra. Tất cả thi con ba ba, từng con rít. Độc trùng, con kiến, hệt như triều thủy, bầu trời bên trong, vậy có vô số tộc côn trùng đại quân, từng cái hình thể to lớn, dài xúc tu, điên cuồng bạo giết xuống. Ma Bi chi chủ, làm sao tới vậy không chào hỏi một tiếng. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, thấy tộc côn trùng đại quân đánh lén, nhưng không có chút nào bất ngờ, thiên cơ thấy rõ dưới, hết thảy cũng đang nắm giữ bên trong. Tám bộ phù đồ khí. Diệp Thần vung tay lên. Vô tận Phật quang cuồn cuộn, một tòa vạn trượng cao bảo tháp từ trên trời hạ xuống, ùm chấn áp xuống tới. Vô số tộc côn trùng đại quân, leo đến chỗ tòa này trên bảo tháp, đều bị Phật quang chấn động bay, không cách nào đến gần Diệp Thần thân thể. Luân hồi chi chủ, quả nhiên thật là thủ đoạn. Vô số tộc côn trùng đại quân thấp thoáng hạ, Ma Bi chi chủ âm lãnh bóng người hiện lên. Nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha. Thời khắc này Ma Bi chi chủ. Cả người độc mang phù dọn ra, sau lưng hư không biến dạng, vô số tộc côn trùng cuồn cuộn trào giết ra tới. Nắm giữ thái thượng thiên cổ đạo sau đó, Ma Bi chi chủ có thể từ trong hư không, cho gọi ra hàng tỷ tộc côn trùng. Nếu như người bình thường đối mặt trùng đại quân ma tộc tập sát, vậy khẳng định là phải chết, sống sờ sờ bị vô số con sâu phệ cắn mà chết, liền cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Nhưng Diệp Thần có phù đồ bảo tháp và luân hồi độc bia bảo vệ.
ung dung phòng ngự ở trùng đại quân ma tộc tập kích. Cho dù có tộc côn trùng may mắn đột phá đi vào, cũng bị Diệp Thần trên mình dâng lên thiên tiên cá chép và khủng bố yêu khí, trực tiếp giết chết. Minh Long Cổ, bảo. Ma Bi Chi Chủ đột nhiên siết quả đấm một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần cũng cảm giác được, một cái Minh Long hình dáng cổ trùng, ở Ma Bi Chi Chủ linh khí bơm vào hạ, đột nhiên phá vỡ phủ đồ bảo tháp và thiên tiên cá chép phòng ngự, hung hăng ở Diệp Thần trước mặt nổ. Thái Thượng Thiên Cổ Đạo, nắm giữ thế gian hết thảy cổ độc phương pháp, cái này Minh Long Cổ vậy ở trong đó. Ma Bi Chi Chủ thi triển Minh Long Cổ, mặc dù xa xa kém hơn Vũ Văn Cơ, nhưng đột nhiên nổ, nhưng là có vô cùng cổ độc tai khí bộc phát ra. Điểm này cổ độc tai khí, tự nhiên không làm gì được Diệp Thần. Nhưng Ma Bi Chi Chủ, mục tiêu căn bản không phải Diệp Thần đây, cái này Minh Long Cổ khí bạo nổ, là từ muốn nội bộ oanh phá tám bộ phù đồ khí và thiên tiên cá chép sao phòng ngự. Lại pháo đài kiên cố, vậy không nhịn được đến từ nội bộ nổ. Một tiếng nổ, Diệp Thần phù đồ bảo tháp, nhất thời bị Minh Long Cổ nổ xé ra một cái chỗ rách, cả thân thiên tiên cá chép vậy toàn bộ tán loạn. TTT, phù đồ bảo tháp bị nổ ra lỗ hổng, bên ngoài ùn ùn kéo đến tộc côn trùng đại quân, liền điên cuồng tràn vào, như cuồn cuộn hắc triều, ngay tức thì đem Diệp Thần chìm ngập. Hàng tỷ con sâu, dương ra hàm răng sắc bén, điên cuồng vệ cắn Diệp Thần ra, muốn đem Diệp Thần sống sờ sờ xé nát. Nhưng là, hạ một sát, chúng nhưng phát hiện, Diệp Thần da thịt, so sắt thép còn bền hơn cứng rắn dù sao cũng lần, căn bản không thể tổn thương chút nào. Thái Thượng Thiên Ma Thể, phần huyết quyết, hồn thể đổi thành, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cả người nổ lên nhất trọng trọng ma quang, vô số ma văn nổi lên, trực tiếp mở ra Thái Thượng Thiên Ma Thể. Mênh mông ma khí, lập tức xông lên vân tiêu, một tôn thiên thủ thiên nhãn cự ma ảo ảnh, từ Diệp Thần sau lưng nổi lên. Người điểm này côn trùng, làm sao có thể làm bị thương ta? Cầm công phu thật đi ra đi. Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng, ma khí cuồn cuộn, sát kiếm nơi tay, một kiếm vung cuồng, vô tận kiếm khí bạo giết, tiêu diệt dù sao cũng bên trong, vậy ùn ùn kéo đến tộc côn trùng đại quân. Ở kiếm khí vạn cổ hạ, phát ra kêu thảm thiết, rối rít tán loạn chôn vùi. Liền liền kêu gọi tộc côn trùng đạo pháp nhân quả, cũng bị Diệp Thần một kiếm chặt đứt, lại cũng không có côn trùng nhảy ra. Thật là cường hãn hơi thở, ta trước kia bại dưới tay ngươi, cũng không coi là quá oan uổng. Ma Bi Chi Chủ liên tiếp lui về phía sau, lần trước hắn thua ở Diệp Thần dưới quyền, mặc dù là trấn ma huyết thạch khắc chế, nhưng thực nếu quả thật sống chết vồ đánh tiếp. Hắn cũng chưa chắc là Diệp Thần địch thủ. Ta cũng biết ngươi thằng nhóc này, không như vậy dễ dàng bị giết tổn thương, nhưng thiên cổ đạo pháp giết không chết ngươi, tâm ma đại chú kiếm đâu. Ma Bi Chi Chủ đột nhiên sắc mặt âm hàn, đằng đằng sát khí, một tấm tâm ma phủ chiếu im hơi lặng tiếng cháy. Vù vù, Diệp Thần sau lưng, lập tức liền nổi lên một cái sắc bén sáng bóng, tinh khiết tới cực điểm phi kiếm. Thanh phi kiếm này, không giết người, chỉ giết tim. Chính là tâm ma đại chú kiếm. Lúc đầu mới vừa tộc côn trùng đại quân, chỉ là Ma Bi Chi Chủ hư chiêu, chân chính sát chiêu, là tâm ma đại chú kiếm. Cái này cầm tâm ma đại chú kiếm, tinh khiết thấu rõ, không dính chút nào huyết khí, giống như Đế Thích Thiên tự tay thi triển. Hiển nhiên, vì đối phó Diệp Thần, Đế Thích Thiên cũng là hao phí cực lớn linh khí, chế tạo ra cái này tâm ma phủ chiếu, một bốc cháy, lập tức kiếm quang cuồn cuộn, câu tâm hồn người. Trong thoáng chốc, Diệp Thần liền giác nội tâm dục dịch, các loại tâm ma đều phải bị dẫn phát ra ngoài. Thằng nhóc, chết đi cho ta. Ma Bi Chi Chủ nhanh cười một tiếng, vung tay lên, năm lửa bảy độc đánh đi ra, cổ độc cuồn cuộn, muốn hòa lẫn tâm ma đại chú kiếm, một lần hành động giết chết Diệp Thần. Người điểm này đánh lén, còn muốn giết ta. Diệp Thần hừ một tiếng, cả người toát ra mênh mông ánh sao, cũng ngay tức thì trống lên một phiến hào hùng tinh không. Vô tận hồng mông linh khí bùng nổ. Hồng mông đại tinh không. Nếu như ở lúc trước, Diệp Thần rất có thể bị lừa, bị hư chiêu mê muội, cuối cùng bị đánh lén. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lĩnh ngộ cực ma chi đồng, thấy rõ thủ đoạn vô cùng lợi hại, cơ hồ là ở Ma Bi Chi Chủ muốn đánh lén ngay tức thì, Diệp Thần liền bắt được cắt hung, trước thời hạn cảm ứng được nguy hiểm. Cái này một tí, tâm ma kiếm khí khỏa cuốn qua tới, Diệp Thần lập tức mở hồng mông đại tinh không. Chặn lại tất cả tâm ma tập sát. Phản ứng lại có thể nhanh như vậy. Ma Bi Chi Chủ một hồi khiếp sợ,
liền liền bay ngược, tránh hồng mông lớn tinh không bao phủ. Hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thần tốc độ phản ứng nhanh như vậy, cái này phiến hồng mông tinh không, liền tựa như một cái tuyệt đối lãnh vực kết giới, bảo vệ được Diệp Thần, bất kỳ tâm ma cũng xông lên không đi vào. Nếu như Đế Thích Thiên tới, và Diệp Thần cứng đối cứng, vẫn là có thể nghiền nát tinh không bảo vệ, nhưng Ma Bi chi chủ, cũng không có năng lực này. Tinh Đế Hạo Nhiên, Thái Thượng Thiên Cương. Ở khiếp sợ ngắn ngủi sau này, Ma Bi chi chủ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nếu đánh lén không được, vậy thì cầm công phu thật đánh giết, hắn cũng không ý kỵ. Oanh! Từng luồng cuồn cuộn cương khí, từ Ma Bi chi chủ trong cơ thể bộc phát ra, cương khí cuồn cuộn nổ tung gian, lại có thể mơ hồ ở hắn sau lưng, hình thành một tôn vạn trượng cao tinh đế bóng người. Thấy cái này tôn tinh đế bóng người, Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, nhớ lại ngày xưa cường địch. Hiên Viên Mặc Tà. Ban đầu, Hiên Viên Mặc Tà bổn mạng thần thông, chính là tinh đế hạo nhiên khí. Giờ khắc này, Ma Bi chi chủ thi triển ra, nhưng là trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Cương Đạo, đứng đầu hồng mông nguyên thuật, thăng cấp bản tinh đế hạo nhiên khí. Khoáng đạt hạo nhiên cương khí, ngay tức thì bao phủ Ma Bi chi chủ toàn thân, mang nữa cuồn cuộn đế uy, điên cuồng tràn ra đi. Diệp Thần hồng mông đại tinh không, bị hạo nhiên cương khí đánh vào, lại có dung chuyển dấu hiệu. Tinh thần đại thủ ấn. Ma Bi chi chủ hung hăng một trường, vô cùng tinh thần văn lạc, ở lòng bàn tay lững lờ, một trường che trời bạo giết xuống, lại là muốn đem Diệp Thần hoàn toàn đập bể. Diệp Thần trong lòng rung động một tí, tựa như thấy Hiên Viên Mặc Tà trọng lâm, thật may hắn tối hôm qua đã nhìn rõ tất cả thiên cơ, đã sớm biết Ma Bi chi chủ lấy được rồi Thái Thượng Thiên Cương Đạo. Hoàng Tuyền thế giới, dây đức trở vật. Diệp Thần nhanh chóng làm xong phòng ngự, Hoàng Tuyền đồ sử dụng, bàn tay dương ra, Hoàng Tuyền thế giới liền cây chống giữ, vô số sơn xuyên con sông, phơi bày ra vừa dày vừa nặng địa thế, bao dung bảo vật. Phịch, Ma Bi chi chủ tinh thần đại thủ ấn, đập xuống ở Hoàng Tuyền thế giới bên trong, nhất thời so vô biên vô tận mặt đất lãnh thổ hòa tan, căn bản không thể thương tổn tới Diệp Thần. Địa thế khôn ninh, suối vàng dày đức. Thái Thượng Thiên Cương Đạo thần uy vô địch, nếu như cứng rắn đụng, Diệp Thần chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, nhưng dùng Hoàng Tuyền đồ ngăn cản, nhưng là có thể hóa giải tất cả hung mãnh tấn công. Hoàng Tuyền đồ địa mạch, thích hợp nhất hóa giải cái loại này cương khí sát phạt mãnh công. Đặc biệt là gần đây mấy tháng thời gian, Diệp Thần luân hồi huyết mạch hồi phục không thiếu, Hoàng Tuyền đồ nội tình vậy đi theo tăng lên, lực phòng ngự tăng cường thật nhiều. Coi như lại đối mặt Thái Thượng Thiên Uyên Đạo loại công kích này, Diệp Thần cũng sẽ không giống trước kia đồ sát thánh đại hội chật vật như vậy, có tự vệ tiền vốn. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, thật là bản lãnh. Ta cũng biết, không như vậy dễ dàng giết chết ngươi. Ma Bi chi chủ thấy Diệp Thần thủ đoạn, lạnh nở nụ cười lạnh. Hắn hỗn hợp Thái Thượng Thiên Cương Đạo một trường, uy thế kinh khủng bực nào, nhưng Diệp Thần lại có thể ung dung tiếp nhận. Một màn này, để cho Ma Bi chi chủ có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có quá kinh ngạc. Bởi vì, hắn cũng biết, Diệp Thần khí vận bàng bạc, võ đạo nội tình thâm hậu, không như vậy dễ dàng chết. Thôi, trực tiếp để cho ngươi kiến thức một chút, ta chân chính thủ đoạn. Ma Bi chi chủ cũng sẽ không nói nhảm, vung tay lên, một khối cổ xưa bia đá, liền từ sau lưng hắn bốc lên. Vậy trên tấm bia đá, in một cái to lớn chữ ma, chính là trong truyền thuyết luân hồi ma bia. Xuy xuy xuy, luân hồi ma bia bên trên, cuồn cuộn ma khí bạo tràn ra, cũng nhanh chóng đúc luyện thành một cái thanh phi kiếm. Khoảnh khắc tới giữa, ước chừng 100.000 thanh phi kiếm, trôi lơ lửng ở trên trời, bộc phát ra vạn nặng ma quang, mênh mông ma khí che khuất bầu trời, làm người ta rung động. Chu Thiên Thần Kiếm Quyết. Ma Bi chi chủ gầm thét một tiếng, thái thượng cương khí giống như nước lũ, bơm vào đến vậy 100.000 thanh phi kiếm bên trên. Trong thoáng chốc, 100.000 ma khí phi kiếm, đạt được thái thượng thiên cương bơm vào, mỗi một cầm cũng đổi được sát phạt ác liệt, cương mãnh sắc bén, mũi nhọn càn quét bầu trời, suy suy vang dội. Diệp Thần nhìn vắt ngang ở trên trời 100.000 phi kiếm, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, tựa như trở lại ngày xưa đối mặt Hiên Viên Mặc Tà thời điểm, cảm nhận được ngút trời phi kiếm nước lũ áp lực. Dưới mắt Ma Bi chi chủ, dĩ nhiên là muốn so với Hiên Viên Mặc Tà lợi hại được nhiều, 100.000 ma kiếm cuồn cuộn, mỗi một thanh kiếm đều mang thái thượng thiên cương thô bạo, sát phạt dị thường ác liệt. Hơn nữa, những thứ này ma kiếm, còn mang có luân hồi ma bia bản nguyên khí tức.
Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, Ma Bi Chi chủ tại phi kiếm nước lũ bên trong, lặng lẽ ẩn giấu mấy cầm tâm ma đại chú kiếm, đem Đế Thích Thiên ban cho hắn phủ chiếu, toàn bộ hỗn hợp đi vào. Còn muốn đánh lén ta? Diệp Thần trong mắt run lên, Ma Bi Chi chủ thật đúng là độc ác, 100.000 này ma kiếm, lực sát thương đã là long trời lở đất, như muốn phá giết một khối mặt đất, coi như Diệp Thần Hoàng Tuyền Đồ, cũng không thể ngăn trở. Nhưng là, Ma Bi Chi chủ còn chưa đầy đủ, còn lặng lẽ đem tâm ma đại chú kiếm chui vào, vụ cầu giết chết Diệp Thần. Huyền môn cửu kiếp trận, lên. Diệp Thần bàn tay liền liền bắt pháp quyết, từng luồng trận pháp ánh sáng, từ trong tay hắn dòng nước chảy ra, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đại trận. Cái này đại trận, có thiên địa thủy hỏa, lôi điện phong vũ vân. Vân kiếp nạn hơi thở, một bố trí ra, lập tức bao trùm chu vi vạn dặm, vô số thiên tai cuồn cuộn nổ tung, đánh người tâm thần. Đây là, thượng cổ cường giả, Thái Huyền trận hoàng thần thông, người từ nơi nào học được. Ma Bi Chi chủ thấy vậy, nhất thời con người có giúp một cái. Diệp Thần hiện ở thi triển ra thần thông, nhưng là một môn trận pháp, chính là Thái Huyền trận hoàng truyền thụ cho hắn huyền môn cửu kiếp trận. Cái này huyền môn cửu kiếp trận, đặc biệt phức tạp, ngoài mặt xem, có cửu trọng thiên tai kiếp khó khăn, nhưng một kiếp nạn trùng điệp lẫn nhau xen lẫn, 9981, thiên biến vạn hóa, làm người ta hoa cả mắt. Lúc ấy Diệp Thần bước vào Huyền Vân Sơn, đụng phải trận pháp này thời điểm, đều là vô cùng khó giải quyết, nếu như không có Thái Huyền trận hoàng chỉ điểm, Diệp Thần cũng chưa chắc có thể phá trận ra. Vậy 100.000 ma kiếm nước lũ, sát phạt hơi thở cực mạnh, nếu như đơn thuần dựa vào võ đạo cứng rắn đụng, Diệp Thần chưa chắc là địch thủ. Dẫu sao, Diệp Thần cảnh giới tu vi, và Ma Bi Chi chủ tới giữa, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là, dùng trận pháp lại bất đồng. Huyền môn cửu kiếp trận, ngay tức thì bao phủ thiên địa, đem vậy 100.000 ma kiếm nước lũ, vậy toàn bộ bao phủ đi vào. Ma Bi Chi chủ mặt liền biến sắc, trận pháp chi đạo, câu thông thiên địa. Hiện tại hắn phải đối mặt, không phải Diệp Thần một người, mà là sau lưng thiên địa lực. Rất tốt, ta đây muốn xem, là ngươi trận pháp lợi hại, vẫn là ta võ đạo lợi hại. Ma Bi Chi chủ quát lên một tiếng lớn, 100.000 ma kiếm huy động, trực tiếp xông vào trong đại trận, hung hăng hướng Diệp Thần cuồng sát đi. Đây là quyết chiến cuối cùng thời khắc, Ma Bi Chi chủ cũng không có bất kỳ đường lui, biết rõ Diệp Thần trận pháp lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt liều chết xung phong đi vào. Xì. Hỗn hợp thái thượng cương khí phi kiếm, lực sát thương to lớn, 100.000 cầm ma kiếm, ở huyền môn cửu kiếp trận bên trong điên cuồng chém chết. Mọi chỗ thiên tai, từng đạo trận văn, ở Ma Bi Chi chủ phi kiếm chém chết hạ, nhất thời tán loạn băng diệt. Thái huyền chu tâm, sát phạt tinh thần. Diệp Thần trôi lơ lửng ở trung ương trận pháp, trấn thủ tâm trận, như bàn thạch vậy sừng sững không nhúc nhích, trong miệng yên lặng niệm chú, trực tiếp mở huyền môn cửu kiếp trận bên trong hồn kiếp trận pháp. Huyền môn cửu kiếp trận, có thiên địa thủy hỏa, lôi điện phong vũ vân. Vân cướp sát thủ đoạn, nhưng lợi hại nhất, vẫn là sau cùng hồn kiếp, có thể đánh vào người tinh thần, sát phạt linh hồn người. Vù vù. Diệp Thần vừa bắt đầu hồn kiếp, trận pháp bên trong liền nổi lên gió lớn, truyền ra quỷ khóc sói chu thanh âm, có vô số mị ảnh vậy yêu ma hư ảnh, điên cuồng bạo giết ra tới, hướng Ma Bi Chi chủ nhào tới. Cái này hồn kiếp, xâm nhập phạt tinh thần, từ góc độ nào đó đi lên nói, và tâm ma công kích cũng có chút tương tự. Ma Bi Chi chủ gương mặt hơi biến sắc, hắn phi kiếm, trảm thiên giết, có thể phá hỏng phần lớn kiếp số, nhưng hết lần này tới lần khác không thể phá rõ ràng tinh thần kiếp nạn. Bởi vì cái này hồn kiếp, là thuần túy tầng diện tinh thần sát thương, không phải thân xác. Tâm ma kiếm, ngự. Dưới sự bất đắc dĩ, Ma Bi Chi chủ đem tất cả tâm ma kiếm, toàn bộ triều ly đi ra, vờn quanh toàn thân. Các loại hồn kiếp mị ảnh, yêu ma hư ảnh, đạp chết đến Ma Bi Chi chủ trên mình, bị tâm ma kiếm ngăn trở, ma ảnh và ma kiếm va chạm nhau, song song biến mất. Thật là thủ đoạn. Ma Bi Chi chủ không thể không khen ngợi. Hắn còn muốn âm thầm giấu mấy cầm tâm ma kiếm, đánh lén Diệp Thần, nhưng hiện tại Diệp Thần một cái hồn kiếp sát phạt, trực tiếp đem hắn lá bài tẩy ép đi ra, dùng làm tự vệ. Nếu như không tự vệ nói, đối mặt huyền môn cửu kiếp trận tinh thần đánh vào, hắn không cách nào chống lại. Mặc dù ngươi bước ra ta lá bài tẩy, nhưng ta phi kiếm nước lũ, phá giết chư thiên, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Ma Bi Chi chủ không chút kinh hoàng,
cưỡi 100.000 cầm thiên cương ma khí phi kiếm, ở trong hư không chém chết ngang dọc. Diệp Thần bố trí huyền môn cửu kiếp trận, nhất thời từng tầng một bạo diệt, khó mà lại duy trì tiếp. Cường đại nhất hồn kiếp sát phạt, đã bị ma bi chi chủ hóa giải, còn dư lại huyền môn kiếp số, tự nhiên chưa đủ làm mắc. Ma bi chi chủ 100.000 thanh phi kiếm, đạt được luân hồi ma bia và thái thượng thiên cương đạo bơm vào, lực sát thương cực kỳ lợi hại, căn bản không phải Diệp Thần có thể chống lại. Ung ung, rốt cuộc, Diệp Thần huyền môn cửu kiếp trận, hoàn toàn bể nát. Tất cả trận pháp ánh sáng, cũng tắt đi. Chu vi vạn dặm hư không, ở ma bi chi chủ kiếm khí sát phạt hạ, không ngừng biến dạng sụp đổ, thiên địa khắp nơi đều là mất đi không gian, dị tượng khốc mãnh liệt. Cho ta chết. Ma bi chi chủ hăm hở, 100.000 thanh phi kiếm cuồn cuộn như nước thủy triều, đánh giết hướng Diệp Thần. Hắn bây giờ, xưa không bằng nay, sau lưng có Yên Tịch Kiếm Linh, Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt ba người chống đỡ, khí vận vô cùng bàng bạc, nội tình vô cùng thâm hậu, ngón này phi kiếm nước lũ, nói rõ là muốn nhất kích cắn nát Diệp Thần. Trấn ma huyết thạch, cho ta trấn áp. Diệp Thần nhưng thong thả, sử dụng trấn ma huyết thạch. Vù vù, đúng khối trấn ma huyết thạch, nhất thời tóe ra vạn trượng huyết quang, từng luồng máu đỏ tươi khí, không ngừng bạo dũng ra, bên trong năng lượng như hằng tinh nổ vậy, không ngừng oanh tạc quay cuồng, mạnh mẽ trấn áp hơi thở, hướng ma bi chi chủ áp chế đi. Lần trước, ở Hồng Mông Phúc Địa, Diệp Thần đang là dựa vào trấn ma huyết thạch, gắt gao khắc chế ma bi chi chủ, cuối cùng lấy được thắng lợi. Cái loại này lão chiêu thức, còn muốn chơi ta. Ma bi chi chủ cười lạnh một tiếng, phi kiếm nước lũ như cũ đánh giết, tay trái mãnh liệt phung lên, lại có mười mấy chương tựa như tinh thần vậy to lớn phù lục, đột nhiên bạo bay ra. Cái này mười mấy chương phù lục, tinh thần vậy trôi lơ lửng, phía trên còn quấn từng tầng một cổ xưa phù văn, có hùng hồn thái thượng linh khí, chính là Huyền Cơ Nguyệt tự tay chế tạo phù lục. Thái thượng thiên phù đạo. Diệp Thần một mắt liền nhận ra, đó là thái thượng thiên phù đạo thần thông. Chân nguyên lôi phù, trảm tiên phá giết phù, bất diệt điện phù, lớn hỗn độn kiếm phù, hư không bạo liệt phù vân. Vân, mười mấy chương thuộc tính không cùng, uy lực to lớn phù lục, ở trong hư không không ngừng chấn động, phát ra kinh khủng tiếng vang. Thái thượng thiên phù nói, môn đạo pháp này, ở 36 đạo lý hạng trước năm, uy lực đặc biệt đáng sợ, có thể hấp thu chí cao vô thượng thái thượng linh khí, luyện chế thành các loại các dạng nghịch thiên phù lục. Hiện tại Diệp Thần trước mắt, vậy mười mấy chương phù lục, chính là vô cùng nghịch thiên tồn tại, mỗi một chương đều có thể bạo diệt mặt đất, phá hủy giang sơn, lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Ung ung, vậy từng tờ một phù lục, liền điên cuồng nổ, nổ ra từng tầng một sóng lớn vậy đợt khí, tại chỗ đem Diệp Thần thân thể lật. Diệp Thần trong tay trấn ma huyết thạch, cũng thiếu chút nữa cầm nặn không yên, tất cả huyết khí cũng bị tách ra, không thể đè thêm chế ma bi chi chủ. Đây chính là Huyền Cơ Nguyệt thủ đoạn, đúng là lợi hại. Diệp Thần gặp các loại phù lục nổ đánh vào, chợt cảm thấy ngực khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa muốn hộc máu, đầu cũng là ông ông tác hưởng. Huyền Cơ Nguyệt luyện thành thái thượng thiên phù đạo sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nếu như Huyền Cơ Nguyệt đích thân tới, Diệp Thần rất có thể đã trọng thương. Thật may xuất thủ là ma bi chi chủ, dùng cũng chỉ là thái thượng thiên phù đạo phù chiếu. Bất quá dù vậy, Diệp Thần vậy cảm nhận được to lớn đánh vào. Ngày hôm nay trận chiến này, dựa hết vào nhiều lực nói, hắn hiển nhiên không phải ma bi chi chủ địch thủ, bởi vì Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, cũng đứng ở ma bi chi chủ sau lưng, Diệp Thần áp lực quá lớn. Thằng nhóc, ngày hôm nay nên là ngươi rơi xuống lúc. Ma bi chi chủ sấm sét chợt quát. 100.000 phi kiếm bạo giết tới. Giải quyết trấn ma huyết thạch uy hiếp, hắn bây giờ là hoàn toàn yên tâm, tất cả ma khí cũng nổ đi ra, mỗi một cầm ma kiếm cũng hóa thành núi cao vậy to lớn, lăng không chém xuống, vạn kiếm phạt trời, đơn giản là không thể ngăn cản. Diệp Thần trước mắt, vạn kiếm phạt thiên khí tượng, không chỉ là Chu Thiên Thần kiếm quyết sát thương, còn có thái thượng thiên phù đạo nổ uy lực còn lại. Mới vừa vậy mười mấy cái phù lục nổ, dự uy vẫn còn. Thậm chí còn có Huyền Cơ Nguyệt một chút ý chí. Diệp Thần gặp phải áp lực, lớn vô cùng, vô luận hắn động dùng thần thông gì, cũng không thể ngăn cản. Thằng nhóc, cần ta giúp một tay sao? Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng phát ra âm thanh. Không cần. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, hắn không hề muốn quá lệ thuộc vào luân hồi mộ địa năng lượng, bởi vì sau lưng còn có một cái vạn giới cấm kỵ,
nếu như quá ỷ lại nói, đối với tự thân trưởng thành bất lợi. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ra Phật uy nghiêm, đáng địch tà ma. Chân võ kết giới, diệt Phật đại trận. Diệp thần trong miệng, đột nhiên ngâm sướng ra lanh lảnh Phật hát. Từng tia Phật quang, từ diệp thần trong cơ thể bộc phát ra, cũng nhanh chóng tràn ngập vạn dặm hư không, hình thành một cái to lớn kết giới trận pháp. Ở kết giới này trận pháp bên trong, khắp nơi đều là to lớn Phật đà bóng người, những thứ này Phật đà bóng người, trên khuôn mặt mang đại từ bi, lớn quyết đoán, đại phá giết nghiêm túc hơi thở, có loại vị ích dịch tà ma, tự mình hy sinh lớn không sợ tinh thần. Chân võ diệt Phật trận, mở. Diệp thần ánh mắt đột nhiên một lăng, tự thân cũng tốt xem biến thành một tôn đồ sộ Phật, ngồi ngay ngắn ở bầu trời bên trong, bảo tương trang nghiêm, uy nghiêm vô địch. Suy suy suy. Ma bi chi chủ trăm nghìn phi kiếm, hung hăng bổ tới đây, nhưng còn không chém ở diệp thần trên mình, liền bị một cổ khoáng đạt Phật quang chấn khai. Đây là, chân võ diệt Phật trận. Ma bi chi chủ nhất thời hoảng hốt, nhưng là nhận ra diệp thần thả ra trận pháp. Diệp thần trận pháp này, kêu chân võ diệt Phật trận, là từ pháp hoa mất đi ngày trời diễn hóa ra tới hồng mông nguyên thuật. Cửa này hồng mông nguyên thuật, diệp thần mình thật ra thì cũng không có lĩnh ngộ, nhưng ở ngày hôm qua, Thái Huyền Trận Hoàng đã bí mật truyền thụ cho hắn. Thái Huyền Trận Hoàng mặc dù cũng không có tự mình động thủ, nhưng cũng sẽ không nhìn diệp thần xảy ra chuyện. Cái này thật võ diệt Phật trận, chính là Thái Huyền Trận Hoàng ban cho diệp thần lá bài tẩy. Dựa hết vào võ đạo thần thông, diệp thần không địch lại ma bi chi chủ, nhưng dùng trận pháp, nhưng là có thể chống lại. Cái này chân võ diệt Phật trận, một thả ra ngoài, diệp thần lập tức cảm thấy to lớn thống khổ, cả người gân cốt cũng rút ra đau, tựa như bị dù sao cũng cầm đồ sát đao chặt cây. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chân võ diệt Phật trận, mất đi thiên uy đặc biệt thật lớn, nhưng đang giết người trước, sẽ trước hết giết tổn thương mình. Thi triển cửa này trận pháp, đối với thân xác yêu cầu cao vô cùng, liền không cẩn thận, mình cũng sẽ bị sống sờ sờ hành hạ mà chết. Diệp thần thể chất, vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở chân võ diệt Phật trận bị hành hạ, vậy cảm thụ quanh thân quặn đau, có thể tưởng tượng được cửa này trận pháp cắn trả, có lợi hại dường nào. Oanh! Nhất trọng trọng Phật quang phổ chiếu, như mặt trời hằng tinh nổ tung, kim quang cuồn cuộn. Ma bi chi chủ trăm nghìn thanh phi kiếm, cơ hồ là lập tức liền bị hoàn toàn tách ra, hóa thành vô hình. Ta phi kiếm. Ma bi chi chủ có vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn diệp thần, liên tiếp lui về phía sau, nói. Không thể nào, cái này không thể nào. Ngươi chính là càn khôn cảnh bốn tầng thiên, làm sao chịu được chân võ đổ sát đao sát phạt. Chân võ diệt Phật trận, dựa vào là thật võ đổ sát đao giết người, nhưng cái này cầm đổ sát đao, ở chém chết kẻ địch trước, sẽ trước cắn trả mình. Coi như là còn chân cảnh cao thủ, cũng chưa chắc chịu được cắn trả. Nhưng hiện tại, diệp thần nhưng là chịu đựng được, không có tan vỡ, như một tôn đồ sộ Phật vậy ngồi xếp bằng, nắm một cái mất đi dấu tay, dường như muốn oanh diệt vạn giới. Cho ta trấn áp. Diệp thần ánh mắt sắc bén, bàn tay từ trên trời hạ xuống, giết hướng ma bi chi chủ. Dựa hết vào võ đạo thần thông, diệp thần dĩ nhiên khó mà trấn áp ma bi chi chủ, nhưng hiện tại, trận pháp mở đi ra, diệp thần như có dù sao cũng thần Phật bảo vệ, uy thế hung mãnh tới cực điểm, thần trưởng trên trời hạ xuống, căn bản không thể nào ngăn cản. Ma bi chi chủ con người co rúc lại, thân thể vèo một tiếng, ngay tức thì qua lại hư không, muốn chạy trốn đi. Nhưng diệp thần bàn tay lớn bao phủ, bao trùm chung quanh tất cả thời không, ma bi chi chủ coi như chạy tới thế giới xó xỉnh, cũng không khả năng chạy khỏi diệp thần truy kích. Phịch, sốt cuộc. Diệp thần hung hăng một trường, chấn áp lại ma bi chi chủ. Ma bi chi chủ thật giống như một con khỉ, bị áp chế ở dưới ngũ chỉ sơn, căn bản nhúc nhích không được. Thằng nhóc, ngươi dám chấn áp ta. Ngươi có biết hay không lưng của ta sau đó, có thượng vị giả ý chí. Ma bi chi chủ gặp thảm chấn áp, nhưng là khàn cả giọng, gầm hét lên, không cách nào tiếp nhận thất bại. Nếu như võ đạo quyết đấu, hắn chưa chắc thất bại, nhưng diệp thần. Nhưng là dùng trận pháp thủ đoạn, hoàn toàn ra hắn ý liệu, chân võ đổ sát đao giơ lên, liền Phật cũng muốn diệt giết, hắn lại như thế nào có thể ngăn cản. Thằng nhóc, liền được không tệ, không nghĩ tới ngươi có thể cầm cửa này chân võ diệt Phật trận, phát huy ra uy lực lớn như vậy. Thái Huyền Trận Hoàng thấy Ma Bi Chi Chủ bị chấn áp, cũng là tán thưởng không dứt.
Ngày hôm qua hắn truyền thụ chân võ diệt Phật trận cho Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay, Diệp Thần đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý, thi triển ra nước chảy mây trôi, có đại tông sư phong độ. Tiền bối quá khen rồi, ta cũng chỉ là vận khí tốt, vừa vặn có Phật gia thần thông căn cơ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cửa này chân võ diệt Phật trận, trên thực tế là từ Pháp Hoa mất đi ngày trời lột xác đi ra ngoài Hồng Mông Nguyên Thuật, Diệp Thần có Pháp Hoa mất đi thiên căn cơ, lĩnh ngộ dậy tới tự nhiên dễ dàng. Việc này không nên chậm trễ, mau luyện hóa này ma, cướp lấy ma bia, rời đi nơi này. Thái Huyền Trận Hoàng nhưng không nghĩ lưu lại nữa, dẫu sao ma bi chi chủ sau lưng, nước đặc biệt sâu, thậm chí dính líu tới Hồng Thiên Kinh thế lực, chân thực không thể khinh thường. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, liền muốn luyện hóa ma bi chi chủ, nhưng ngay vào lúc này, một hồi không cách nào hình dung khủng bố kiếm khí, ở 9 tầng trời thương khung nổi lên. Kiếm khí này, mang ngập trời chôn vùi hơi thở, tựa như có thể mất đi hết thảy, tiêu diệt hết thảy, phá giết hết thảy. Diệp Thần chân võ diệt Phật trận, trận pháp khí tức hủy diệt, và kiếm khí này so sánh, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá để ra. Ùm ùm. 9 tầng trời thương khung, cũng ở đây trong một cái chớp mắt này, biến thành bóng tối màu sắc. Một cái kinh thiên trường kiếm, từ vạn dặm thời không bên ngoài phá giết ra, xen lẫn cuồn cuộn chôn vùi hơi thở, oanh diệt tinh thần, xuyên qua vũ trụ, lăng không bạo giết xuống. Là yên vắng vẻ thiên kiếm, Hồng Thiên Kinh binh khí. Diệp Thần nhất thời con người co rúm một cái, một mắt đã nhìn ra, đây là trong truyền thuyết 8 đại thiên kiếm một trong, Hồng Thiên Kinh binh khí, yên vắng vẻ thiên kiếm. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi chết chắc, ta nói qua, sau lưng ta có thượng vị giả ý chí, ngươi không thể nào địch nổi ta. Ma Bi chi chủ thấy yên vắng vẻ thiên kiếm hạ xuống, phát ra liều lĩnh tiếng cười. Yên vắng vẻ thiên kiếm kiếm linh, đã sớm và hắn thương lượng xong, nếu như hắn sa sút, yên tịch kiếm linh sẽ tự mình động thủ, không để ý của cờ quy tắc, trực tiếp giết chết Diệp Thần. Hiện tại, yên vắng vẻ thiên kiếm quả nhiên hạ xuống. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên khí vận thâm hậu, lại có thể ép được ta tự mình ra tay. Yên vắng vẻ thiên kiếm hạ xuống, khí lưu cuồn cuộn, ở trên thân kiếm hiển hóa ra một đạo thân ảnh thon gầy, chính là kiếm linh. Kiếm linh các hạ, mau giết hắn. Ma Bi chi chủ kêu to, ngày hôm nay hắn lại thua ở Diệp Thần dưới quyền, coi như là hoàn toàn tức giận, vậy hoàn toàn mất hết ý chí. Hắn rất rõ ràng, chỉ dựa vào chính mình thực lực, là vô luận như thế nào cũng giết không chết Diệp Thần, chỉ có Vạn Khư bên kia thế lực ra tay, mới có chém chết Diệp Thần có thể. Mà yên vắng vẻ thiên kiếm, chính là Vạn Khư bên trong đại danh đỉnh đỉnh thần binh lợi khí, bồi bạn Hồng Thiên Kinh không biết nhiều ít kỷ nguyên thiên kiếm. Không cần ngươi nói nhảm. Yên tịch kiếm linh quét nhìn Ma Bi chi chủ một mắt, mạnh mẽ ánh mắt xuyên qua hư không, lại có thể ép được Ma Bi chi chủ hô hấp nghẹt thở, lại cũng không nói ra lời. Luân hồi chi chủ, người tự phế kinh mạch, đem máu tươi toàn bộ đưa cho ta có thể tha ngươi một mạng. Yên tịch kiếm linh bay rơi xuống, thân thể thoáng một cái, huyễn hóa ra dù sao cũng trăm triệu kiếm ảnh, từng tầng một quanh quẩn, hình thành một cái kinh khủng kiếm trận, một cái thanh kiếm ảnh xoay tròn, đằng đằng sát khí. Diệp Thần bị dù sao cũng trăm triệu kiếm ảnh bao vây, tựa như cô lập, bị ngăn cách ra chư thiên vạn giới, một mình đối mặt với yên tịch kiếm linh. Yên tịch kiếm linh không có lập tức động thủ, hiển nhiên kiêng kỵ quy tắc. Mặc dù hắn từng buông lời, phải giải quyết Diệp Thần, nhưng đến chân chính phủ xuống thời khắc, vẫn là có chỗ cố kỵ, lại muốn và Diệp Thần đàm phán. Ngươi muốn ta tự phế kinh mạch. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nội tâm nhưng là ngưng trọng, trong lòng không ngừng gọi Nhâm Phi Phàm, hy vọng có thể kích động thiên cơ, mau sớm để cho Nhâm Phi Phàm cảm ứng được. Hiện tại cuộc cờ người sau lưng, đã không để ý quy tắc hạ xuống, Diệp Thần tự nhiên không có chịu chết đạo lý. Cái này yên tịch kiếm linh, dĩ nhiên là phải giao cho Nhâm Phi Phàm đi đối phó. Không sai, ta lưu ngươi một con đường sống, ngươi tự phế kinh mạch, hiến ra tất cả máu tươi. Yên tịch kiếm linh liếm môi một cái, nói, ngươi máu tươi, có năng lượng bàng bạc, có thể mở ra Long Uyên Thiên Kiếm cấm chế, chờ ta bắt được Long Uyên Thiên Kiếm, Hồng Thiên Vương là có thể thoát khốn ra. Muốn phá vỡ Hồng Thiên Kinh phong ấn, chỉ có thể dùng cao nhất nguyên binh, mà ở thượng cổ trong chiến đấu, yên vắng vẻ thiên kiếm cũng bị Thái Thượng Thiên Nữ đánh tàn phế, cho nên đã không có đầy đủ mũi nhọn, lại đi giải quyết phong ấn. Tìm kiếm Huyền Cơ Nguyệt hỗ trợ, nhân quả thiếu nợ quá lớn,
cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là dùng Long Uyên Thiên Kiếm. Ta tại sao phải giúp ngươi? Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, vậy nhìn thấu Yên Tịch Kiếm Linh kế hoạch. Dựa theo nguyên kế hoạch, Yên Tịch Kiếm Linh là muốn mượn Ma Bi Chi chủ tay, giết chết Diệp Thần, cướp lấy luân hồi máu, lại cởi ra Long Uyên Thiên Kiếm cấm chế, cuối cùng dựa vào Long Uyên mũi nhọn, phá hỏng Hồng Thiên Kinh phong ấn. Như vậy thứ nhất, cùng Long Uyên Thiên Kiếm phát huy tác dụng sau đó, còn có thể chuyển tăng cho Ma Bi Chi chủ, giải quyết hết tất cả nhân quả thiếu nợ. Nhưng không nghĩ tới, Ma Bi Chi chủ vẫn là thua ở Diệp Thần dưới quyền, yên vắng vẻ Thiên Kiếm không thể không tự mình hạ xuống. Ngươi không có lựa chọn khác, ngươi tự phế kinh mạch, chỉ ít còn lưu lại một con đường sống, sau này có lật bàn có thể, nhưng nếu như ngươi dám cãi lại ta, ta liền lập tức giết chết ngươi. Yên Tịch Kiếm Linh ánh mắt tàn bạo, bốn phía vô số đạo kiếm ảnh nổ tung, sát khí cuồn cuộn. Hắn cho dù bị Thái Thượng Thiên Nữ đánh tàn phế, bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng bộc phát ra kiếm khí mũi nhọn, chút nào không thua với Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên Kiếm. Hiển nhiên, hắn cảnh giới võ đạo đã đạt tới đặc biệt kinh khủng bước, hoàn toàn siêu thoát người bình thường tưởng tượng phạm vi. Nếu quả thật chiến đấu, Diệp Thần tuyệt đối sẽ bị hắn một kiếm giết trong nháy mắt, không có chút nào sống sót có thể. Dẫu sao, cái này Yên Tịch Kiếm Linh, coi như là bàn cờ này sau lưng người một trong, là sau cùng kẻ địch, Vạn Khư bên kia nhân vật, lấy Diệp Thần bây giờ thực lực tự nhiên không thể nào tương đương. Huyền Tiên Tử, ngươi đối với hắn như thế nào? Diệp Thần mở miệng nói. Huyền Hàn Ngọc ở lần trước mượn lực sau liền một mực thuộc về trạng thái ngủ say. Diệp Thần quá nhiều mượn Huyền Tiên Tử và Sóc Lão lực lượng, không hề là một chuyện tốt. Nhưng dưới mắt, Huyền Tiên Tử là mấu chốt. Rất nhanh, Huyền Hàn Ngọc thanh âm đột nhiên truyền tới, Diệp Thần, ta và Sóc Lão nhân quả cũng dính dấp đến thượng vị giả, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không nên ra tay. Diệp Thần thần sắc trầm xuống, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, nhìn về phía Yên Tịch Kiếm Linh. La Lý dài dòng, nói nhảm thật nhiều, có ngon ngươi liền động thủ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong sâu thẳm, từ thời không bên ngoài, đã bắt được Nhâm Phi Phàm thiên cơ hơi thở. Ngươi nói gì sao, ngươi thật dám cãi lại ta. Yên Tịch Kiếm Linh thất kinh, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể thật dám kháng mệnh. Ngươi lấy là ngươi sau lưng, có cái họ kia đảm nhiệm người, là có thể chống lại ta. Ta nói cho ngươi, hắn Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm, mặc dù lợi hại, nhưng vậy không địch lại ta Yên Vắng Vẻ Thiên Uy. Ngươi có bản lãnh kêu hắn hiện ở khi xuất hiện. Lần trước Nhâm Phi Phàm, một kiếm tước đoạn Hồng Thiên Kinh ngón tay, Yên Tịch Kiếm Linh vậy là biết, bất quá hắn cũng không để bụng. Hiện tại hắn chân thân đích thân tới, không phải một ngón tay, mà là thiên kiếm hạ xuống, đủ để nghiền hết thảy tồn tại, hắn không tin Nhâm Phi Phàm có thể ngăn lại hắn. Nhâm tiền bối, tên này nói muốn gặp ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lui về phía sau một bước. Nhưng rõ ràng bắt được Nhâm Phi Phàm hơi thở, mới vừa còn ở vạn dặm thời không bên ngoài, nhưng giờ khắc này, đã bạo giết tới. Ngươi một cái tàn kiếm, cũng dám ở ta trước mặt càn rỡ. Một hồi khoáng đạt cuồn cuộn, thanh âm đầy uy nghiêm, từ trên 9 tầng trời, cuồn cuộn truyền xuống. Ung ung, tiếng sấm cuồn cuộn, Nhâm Phi Phàm bóng người, từ trên trời hạ xuống. Cái gì? Yên Tịch Kiếm Linh thất kinh, Nhâm Phi Phàm đến đây lúc nào? Hắn hoàn toàn không có phát hiện. Nếu như Nhâm Phi Phàm đánh lén, hắn đã vừa mới chết. Thi Hoàng Lôi Ấn, phá cho ta. Nhâm Phi Phàm cao cứ ở trên trời, uy nghiêm như thần, bàn tay không ngừng kết ấn, từng tầng một dấu tay lột, nổ lên ánh vàng rực rỡ lôi quang, vô số sấm sét ở tay hắn ấn bên trong xen lẫn cổn đáng, cuối cùng mang mãi mãi thần hoàng vậy thiên uy, hung hăng đánh giết xuống. Đây là Cửu Thiên Thần Thuật, Thi Hoàng Lôi Ấn. Người rốt cuộc là ai, làm sao sẽ nắm giữ Hy Hoàng Lôi Ấn? Yên Tịch Kiếm Linh lớn tiếng hét dầm lên, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, cặp mắt gắt gao trợn to. Oanh! Nhâm Phi Phàm Hy Hoàng Lôi Ấn, xen lẫn 9 tầng trời lôi phạt uy nghiêm, cuồng như vậy bạo giết, vậy nhất trọng trọng kiếm ảnh, toàn bộ bể tan tành, đúng cầm yên vắng vẻ thiên kiếm, vậy chìm ngập ở cuồn cuộn sấm sét bên trong, không ngừng chấn động nhảy lên. Mà Yên Tịch Kiếm Linh bản thân, vậy gặp phải sấm sét đánh vào, cả người tê liệt co quắp, mới vừa còn chưa có thể một đời hình dáng, nhưng trong thoáng qua, liền tựa như một con chó chết, bị chấn đè xuống đất. Thật là khủng khiếp sấm sét hơi thở. Diệp Thần hoàn toàn thấy đờ ra, hắn gặp qua mạnh nhất lôi pháp công kích,
hẳn là ở đồ sát thánh trong đại hội, kiếp lôi tôn sư toàn lực bùng nổ vạn lôi diệt thế. Nhưng là, vạn lôi diệt thế uy lực, và nhâm phi phàm hy hoàng lôi ấn so sánh, nhưng là một đĩa đồ ăn, hoàn toàn không có ở đây một cảnh giới trên. Nhâm phi phàm hy hoàng lôi ấn, mang theo chí cao vô thượng thần lôi uy nghiêm, còn có hy hoàng cổ đế ngút trời sát phạt, thậm chí còn có mãi mãi kỷ nguyên bể dâu bí ẩn. Đây là thuộc về duy nhất cửu thiên thần thuật bí ẩn. Cửu thiên thần thuật, không phải cái này kỷ nguyên sinh ra đồ, mà là xuất xứ từ càng cổ xưa kỷ nguyên, càng cổ xưa năm tháng, người sáng tạo đã không thể nào khảo cứu, dù sao ở thái thượng thế giới, cửu thiên thần thuật cũng là cao cấp thần thông. Ban đầu Diệp Lạc Nhi thức tỉnh Long Thần Phá Thiên Quyết, trực tiếp để cho Hồng Thiên Kinh cảm thấy uy hiếp, cho rằng Diệp Lạc Nhi là dị số, thậm chí sẽ uy hiếp được vạn khư kế hoạch. Có thể tưởng tượng được, cửu thiên thần thuật giá chỉ có lợi hại dường nào, uy lực có đáng sợ dường nào. Mà nhâm phi phàm, hiển nhiên vậy nắm giữ một môn cửu thiên thần thuật. Hy hoàng lôi ấn, chính là cửu thiên thần thuật một trong. Cho ta cút đi. Nhâm phi phàm mắt lạnh nhìn Yên Tịch Kiếm Linh, vung tay lên, hư không biến dạng, trực tiếp đem Yên Tịch Kiếm Linh lưu đẩy ra vực ngoại bên trong, lưu đẩy đi xa xôi rốt nát thời không vết rách bên trong. Ha ha, rất tốt, người cố kỵ quy tắc, không dám giết ta, chỉ là đem ta lưu đẩy đi lúc hỗn loạn không, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại, đến lúc đó, Hồng Thiên Vương sẽ tỉnh lại, hắn sẽ phá vỡ phong ấn, giết chết các ngươi tất cả người. Yên Tịch Kiếm Linh ngửa mặt lên trời cười to, thân thể cuối cùng bị đánh ra vực ngoại, không biết phiêu đi chỗ nào. Ô hu hu, đầy trời khí tượng, kiếm khí, bạo gió, sấm sét, Phật quang, ma khí vân. Vân, toàn bộ tắt đi xuống. Hồng mông phúc địa bầu trời, khôi phục bình tĩnh. Nhâm tiền bối, đa tạ cứu giúp. Diệp thần nhìn nhâm phi phàm bóng người, trong lòng đại hỉ, chắp tay nói cảm ơn. Lần trước và nhâm phi phàm gặp mặt, còn không bao lâu, hiện tại lại gặp, thật sự là không khỏi niềm vui. Không cần cảm ơn ta, tên kia phá hoại quy tắc, ta tổng không thể mặc cho hắn làm ẩu. Nhâm phi phàm đôi thu chắp sau lưng, giọng nhàn nhạt. Nhâm tiền bối, vì sao không giết hắn? Diệp thần hỏi, nếu như giết Yên Tịch Kiếm Linh mà nói, có thể trực tiếp đạt được yên vắng vẻ thiên kiếm bản thể, hơn nữa diệt trừ Hồng Thiên Kinh tâm phúc, có thiên đại chỗ tốt. Nhâm phi phàm lắc đầu một cái, nói ta không thể làm như vậy, nếu không xúc phạm quy tắc, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Người xem bên kia. Nói xong, nhâm phi phàm liền đưa ngón tay ra chỉ thiên bên. Diệp thần nhìn về chân trời, liền gặp cực kỳ phía chân trời xa xôi, mơ hồ nhấp nhô từng tầng một kim quang này trào đãng trước từng tia luân hồi hơi thở. Cảm nhận được như bánh xe hồi khí tức, diệp thần trong cơ thể luân hồi đạo cốt, lại có thể đều có một cổ lửa đốt cảm giác nóng. Đó là cái gì? Luân hồi hơi thở, đó không phải là ta thả ra. Diệp thần thất kinh, vậy một món luân hồi kim quang, đặc biệt nông cạn, và ánh mặt trời cơ hồ hòa làm một thể, nếu như không phải là nhâm phi phàm chỉ điểm, diệp thần căn bản không lưu ý. Hiện tại lưu ý đến, diệp thần nhất thời thì có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nhâm phi phàm nói, đó là luân hồi thiên kiếm ý chí. Diệp thần nhất thời ngạc nhiên nói, luân hồi thiên kiếm. Nhâm phi phàm gật đầu một cái, nói, không sai. Tám đại thiên kiếm bên trong, thần bí nhất lại kinh khủng chính là luân hồi thiên kiếm. Người cũng biết, đúc tám đại thiên kiếm nguyên vật liệu, vốn là thái thượng tinh không hài cốt, bất quá ở nơi này nguyên vật liệu bên trong, còn hỗn hợp rất nhiều kinh thiên động địa thiên tài địa bảo, mới đúc tám đại thiên kiếm huy hoàng. Luân hồi thiên kiếm sử dụng vật liệu, chân quý nhất là một khối thiên đế cốt. Thiên đế cốt, Diệp thần một hồi nghi ngờ, nghe được cái này ba chữ lúc đó. Tim nhưng lại mãnh liệt giật mình. Nhâm phi phàm nói, thiên đế cốt, là luân hồi chi chủ trước ngực chân quý nhất một khối đạo cốt, trời xanh mang theo chí cao vô thượng võ đạo văn lạc, nhưng ở luân hồi chi chủ lúc còn rất nhỏ, hắn thiên đế cốt liền bị người mang đi, cuối cùng đúc tạo thành trong truyền thuyết luân hồi thiên kiếm. Mất đi thiên đế cốt thật ra thì vậy đưa đến kiếp trước luân hồi chi chủ tu luyện cuộc hành trình, đặc biệt lận đận, khí vận chống đỡ không nổi tới. Đây cũng là kiếp trước người bố trí sống lại một trong những nguyên nhân, sau khi sống lại, gân cốt trọng tố, đời này ngươi, coi như là một bước lên trời. Moi xương đúc kiếm, là ai ác độc như vậy? Diệp thần nghe nhâm phi phàm mà nói, nhất thời thất kinh. Không nghĩ tới tám đại thiên kiếm bên trong, lại có một cái kêu luân hồi thiên kiếm,
là dùng mình kiếp trước thiên đế cốt đúc nên. Vậy moi xương đúc kiếm người, lại rốt cuộc là ai? Thái thượng thiên nữ, tự nhiên không thể nào, nàng là đường đường chính chính nhân vật lớn, mặc dù cũng muốn giết Diệp thần, nhưng sẽ không dùng cái loại này hèn hạ thủ đoạn. Hồng thiên kinh, chắc không phải, dẫu sao hắn liền thái thượng thiên nữ cũng không đánh lại. Vậy xem ra, hẳn còn có người ngoài. Vạn khư nước, rất sâu. Diệp thần nhất thời ra đầu tê dại. Nhâm phi phàm lắc đầu một cái, nói, ngươi hiện tại tu vi còn chưa đủ, biết được quá nhiều, đối với ngươi không chỗ tốt, dù sao ngươi chỉ cần biết, thiên địa tồn tại quy tắc, của cờ sau lưng người, đều không thể qua loa ra tay, nếu không sẽ bị quy tắc cắn trả, như bánh xe xoay chuyển trời đất kiếm, chính là duy trì quy tắc đại sát khí một trong. Duy trì quy tắc đại sát khí. Diệp thần một hồi ngạc nhiên, cứ nghe Nhâm phi phàm nhắc tới quy tắc, nhưng hắn một mực không biết, vi phạm quy tắc sẽ có hậu quả gì không, nhưng hiện tại mơ hồ biết. Nhâm phi phàm nói, nếu như ta mới vừa động sát thủ, giết hiên tịch kiếm linh, như bánh xe xoay chuyển trời đất kiếm lớn sát khí, liền sẽ phát động, phá giết hàng tỷ triệu thời không, trực tiếp hạ xuống trừng phạt ta. Hiên tịch kiếm linh, nếu như dám giết ngươi, phá hoại cuộc cờ, luân hồi thiên kiếm vậy sẽ hạ xuống, đem hắn giết chết, cho nên hắn không dám động tay. Ở tám đại thiên kiếm bên trong, luân hồi thiên kiếm là lợi hại nhất tồn tại, so cái khác bảy thanh kiếm cộng lại cũng lợi hại hơn, dẫu sao thanh kiếm kia, là dùng ngươi thiên đế cốt đúc nên, trừ ngươi, thế gian không có bất kỳ người có thể chấp trưởng. Mà ngươi, muốn chấp trưởng luân hồi thiên kiếm, huyết mạch cũng phải trưởng thành đến đỉnh cấp, những cái kia thượng vị giả, không thể nào nhìn ngươi quật khởi, cho nên ngươi muốn chú ý, ta không giúp được ngươi bao lâu. Diệp thần bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, nhưng thấy chân trời xa luân hồi kiếm quang, đã hoàn toàn nhạt đi biến mất không thấy. Hiển nhiên, Nhâm phi phàm chỉ là trục xuất hiên tịch kiếm linh, không có giết chết, cũng không có kích hoạt quy tắc, cho nên cũng không có kích hoạt luân hồi thiên kiếm trừng phạt. Thông thường thiên kiếm, uy lực đã là càn quét chư thiên vạn giới, mà luân hồi thiên kiếm, so cái khác thiên kiếm cộng lại cũng còn đáng sợ hơn, vậy mũi nhọn sẽ có nén nhọn dường nào, Diệp thần ra đầu tê dại, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhâm phi phàm nói, tốt lắm, yên tịch kiếm linh, ta đã trục xuất, trong thời gian ngắn hắn không tìm được đường xá trở về, người ít nhất có thể thanh tịnh nửa năm, cái này trong nửa năm, hồng thiên kinh vậy ngủ say, sẽ không có thượng vị giả thương tổn tới ngươi, ta cũng nên đi. Nói xong, Nhâm phi phàm liền muốn rời đi. Nhâm tiền bối, chờ một chút. Diệp thần vội vàng gọi lại hắn, hắn biết Nhâm phi phàm rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, lần sau xuất hiện lại, cũng không biết đợi tới khi nào, lòng hắn bên trong còn có một nghi vấn cần giải đáp. Thế nào, người muốn hỏi người kiếp trước, Tu La Ma Thần sự việc. Nhâm phi phàm thấy rõ, tựa hồ xem thấu Diệp thần tâm tư. Diệp thần ừ một tiếng, gật đầu một cái, nói tiền bối, người kiếp trước vì sao không theo kế hoạch xuất hiện. Không có người ban phúc, ta thủ hạ kia không chịu nổi thái thượng thiên nữ cơ duyên, mấy chục ngàn trong thời kỳ chịu hết khổ sở. Nhâm phi phàm nói, và thượng vị giả vật lộn, chẳng lẽ ngươi còn muốn một chút đau khổ đều không ăn? Cuộc cờ ngay lập tức vạn biến, không như vậy dễ dàng nắm trong tay, ta lúc ấy đang lĩnh ngộ hy hoàng lôi ấn nguy cấp, chân thực không thể phân thân, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nói xong lời cuối cùng, Nhâm phi phàm than thở một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp thần bả vai. Hy hoàng lôi ấn. Diệp thần sửng sốt một chút, lại không nghĩ rằng là lý do này. Nhâm phi phàm nói, hy hoàng lôi ấn là trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, uy lực cực lớn, nếu như ta có thể sớm một chút lĩnh ngộ, liền có đầy đủ thủ đoạn, tránh thoát quy tắc trừng phạt, trực tiếp giết chết Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, người cái này nhất thế cũng không cần bỗng dưng gặp nhiều như vậy kiếp nạn. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người. Ta là ở ngươi kiếp trước, quyết định muốn bố trí rơi xuống thời điểm, mới lấy được cửa này cửu thiên thần thuật, chờ ta luyện thành xuất quan, thủ hạ ngươi luân hồi lục ma thần. Đã tán lạc chân trời, ta cũng bị người sau lưng để mắt tới, chỉ có thể khiêm tốn làm việc. Thì ra là như vậy. Diệp thần than thở một tiếng, biết rõ nguyên do, cũng chỉ có thể xúc động một tiếng tạo hóa trêu người. Bất quá sự việc đã qua, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, vẫn là muốn trước mắt sự việc. Lần này Nhâm phi phàm ra tay, trục xuất hiên tịch kiếm linh, Diệp thần coi như là thanh tịnh, chỉ cần không phải trực diện vạn khư. Đơn thuần đối kháng Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, Diệp thần tự nhiên là có lòng tin. Bây giờ Diệp thần, và đồ sát thánh đại hội so sánh,
đã là nhật nguyệt đổi trời mới, coi như huyền đế hai người đích thân tới, cũng chưa chắc có thể ung dung giết chết hắn. Sớm ngày tu luyện đột phá, tranh thủ khôi phục kiếp trước thực lực, ta chờ ngươi. Nhâm Phi Phàm một phất ống tay áo, thân thể biến dạng hư không, đi xa không thấy. Nhâm tiền bối. Diệp Thần kêu một tiếng, đưa mắt nhìn Nhâm Phi Phàm thân ảnh đi xa, buồn bã mất mát. Hồi lâu, Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi vào Ma Bi chi chủ trên mình. Mới vừa Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đối thoại, thiên cơ che đậy, Ma Bi chi chủ không có nghe được, liền liền Thái Huyền Trận Hoàng cũng không biết. Nhâm Phi Phàm cực kỳ cẩn thận, sẽ không bại lộ chút nào mình dấu vết, hắn lĩnh ngộ cửu thiên thần thuật, cũng là cuộc cờ lên biến số lớn, sau lưng những tên kia một khi phát hiện hắn, không thể nào thả qua hắn tánh mạng. Là thời điểm giải quyết ngươi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tuét miệng cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc sát niệm. Ma Bi chi chủ con ngươi co rúc lại, mặc dù không nghe được Nhâm Phi Phàm và Diệp Thần nói chuyện. Nhưng mới vừa Nhâm Phi Phàm một chiêu đánh bại Yên Tịch Kiếm Linh, lại thuận tay trục xuất ra vực ngoại, hạng thô bạo. Diệp Thần sau lưng có Nhâm Phi Phàm chống đỡ, đơn giản là vô địch, hắn đã không có một chút phách lối kiêu căng. Cho ta một thống khoái. Ma Bi chi chủ nhận rõ thế cục, sắc mặt im lặng, cuối cùng ánh mắt ngước nhìn rất xa bầu trời, không nói gì nữa. Hắn cũng là một đời ma chủ, tự nhiên sẽ không ngoác đuôi xin xỏ. Chỉ là... Nghĩ đến trong lòng hùng đồ phách nghiệp, toàn bộ muốn lâm vào là bọt nước, mà Bi chi chủ nội tâm bên trong, nhưng là tràn đầy bi thương. Hắn còn nghĩ trở lại thái thượng, trở thành chân chính thượng vị giả, nhưng hiển nhiên, hắn xa xa không có cái này tư cách, cũng không có phần này khí vận. An tâm lên đường. Diệp Thần yên lặng một hồi, vốn còn muốn hành hạ Ma Bi chi chủ một phen, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có cần thiết, chiến đấu đã kết thúc, hiện tại trọng yếu nhất. Là thu phục luân hồi ma bia. Tinh hồn chạm. Suy. Sáng chói ánh sao từ trên trường kiếm, bộc phát ra, hóa thành một đạo ngân hà, hướng Ma Bi chi chủ cuộn sạch đi. Lau một cái hủy diệt ánh sáng lướt qua, lập tức chạm phá Ma Bi chi chủ thân thể. Ma Bi chi chủ thân thể, tại chỗ băng diệt, hóa thành một chút xíu nhỏ vụn ma quang, hoàn toàn lưu tản mát, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Vù vù. Luân hồi ma bia. Phiêu đãng đi ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Theo Ma Bi chi chủ chết, khối này ma bia, lại cũng không có bất kỳ ý thức tự chủ, phảng phất là một tờ giấy trắng, người bất kỳ đều có thể thu phục. Rốt cuộc bắt được ma bia. Diệp Thần một hồi kích động, bàn tay một nhiếp, đem luân hồi ma bia chộp vào trong tay. Ở cầm tới tay ngay tức thì, Diệp Thần liền cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt hơi thở. Huyền Cơ Nguyệt ở ma bia bên trong. Trồng một đạo thần niệm, mặc dù che giấu được đặc biệt mịt mờ, nhưng Diệp Thần cực ma chi đồng thấy rõ, vô cùng lợi hại, đã sớm thấy rõ. Hiện tại khoảng cách gần tiếp xúc, Diệp Thần liền cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt khủng bố. Bất quá, Huyền Cơ Nguyệt tựa hồ vậy có điều cố kỵ, không có tùy tiện hạ xuống động thủ. Nàng lưu lại thần niệm, cũng không thâm hậu, chỉ có thể để cho nàng ra tay một lần. Nếu như nhất kích giết không chết Diệp Thần, hậu quả kia đem vô cùng nghiêm trọng. Tuyệt đối muốn giao động nữ hoàng thiên cung căn cơ. Huyền Cơ Nguyệt, người rốt cuộc muốn không nên động thủ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trong lòng lặng yên suy nghĩ, đem luân hồi ma bia thu tay về bên trong, làm bộ như không phát hiện Huyền Cơ Nguyệt hình dáng. Nếu như đỉnh cấp tỷ thí, Diệp Thần tự nhiên không phải Huyền Cơ Nguyệt địch thủ, nhưng nếu như chỉ chống lại nhất kích, Diệp Thần vẫn là có lòng tin. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt không có dị động, rõ ràng vậy kiêng kỵ Diệp Thần thực lực. Mới vừa cùng Ma Bi chi chủ đánh một trận, Diệp Thần linh khí hao phí cũng không lớn, chỉ là bị chân võ diệt phật trận cắn trả, gân cốt đặc biệt đau đớn. Mà đây cổ đau đớn, ở hắn cường đại sinh mệnh lực hạ, hiện tại đã khôi phục. Mới vừa Nhâm Phi Phàm tại chỗ, Huyền Cơ Nguyệt không xuất thủ cơ hội, hiện tại muốn ra tay nữa, vậy không còn kịp rồi. Tối đa thời gian 2 ngày, Huyền Cơ Nguyệt ở lại luân hồi Ma Bia lên thần niệm, liền sẽ tắt đi xuống. Tốt nhất có thể dẫn nàng ra tay. Diệp Thần trong lòng tính toán, chỉ cần có thể chống đỡ Huyền Cơ Nguyệt nhất kích, hắn là có thể để cho Huyền Cơ Nguyệt cắn trả kết cục thảm hại, giao động nữ hoàng thiên cung căn cơ. Như vậy thứ nhất, sau này Diệp Thần đi thiên nhân vực lịch luyện, cũng có thể thiếu rất nhiều phiền toái, không có Huyền Cơ Nguyệt quấy rối, hắn sẽ ung dung rất nhiều. Diệp Thần quyết định chủ ý, trở lại Nguyên Thiên Viện,
Trấn ma huyết thạch tạm thời còn cầm ở trên tay, không có trả cho Lâm Thanh Trúc, bởi vì tiếp theo luyện hóa ma bia, còn có phải dùng đến trấn ma huyết thạch địa phương. Huyết Long, Tiêu Thủy Hàn, Viêm Khôn, Vĩnh Hằng Thánh Vương các người, gặp Diệp Thần yên ổn trở về, đều là đại hỷ. Diệp Thần và Ma Bi chi chủ quyết chiến, tự nhiên không có mời bọn họ hỗ trợ, bởi vì đây là Diệp Thần cướp, tự mình giải quyết, có thể lấy được được lớn nhất trưởng thành và khí vận. Hiện tại kiếp nạn đã an ổn vượt qua, Diệp Thần là thời điểm luyện hóa luân hồi ma bia. Huyết Long, thay ta hộ pháp. Lại lấy được rồi một khối luân hồi huyền bi, khoảng cách toàn bộ góp đủ, cũng kém không xa. Diệp Thần trong lòng vui mừng, đi tới Nguyên Thiên Viện sau núi, yên lặng ngồi xếp bằng xuống, sử dụng ma bia, để cho Huyết Long bảo vệ ở bên cạnh mình, sau đó trực tiếp tiến vào ma bia trong thế giới đi. Mặc dù ma trên bia mặt, lưu lại huyền cơ nguyệt một đạo thần niệm, nhưng Diệp Thần cũng không có quá lo lắng, tự tin có thể kháng nhận định huyền cơ nguyệt nhất kích. Hiện tại huyền cơ nguyệt, rõ ràng vô cùng mâu thuẫn, một mặt muốn giết Diệp Thần, nhưng mặt khác vừa không có tuyệt đối chắc chắn, thần niệm lưu tồn tại ma trên bia, theo thời gian một chút xíu nhạt đi, không ra tay nữa thì phải tan mất. Quyền quyết định ở huyền cơ nguyệt trên tay, Diệp Thần vậy không nóng nảy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Hơn nữa, hắn bên người còn có Huyết Long bảo vệ, hoàn toàn không sợ huyền cơ nguyệt đánh lén. Oanh! Diệp Thần vừa tiến vào ma bia thế giới, bữa gặp sơn hà mờ mịt, khắp nơi đều là ma khí bên trong lại có vô số khô lâu âm hồn, không ngừng trôi dạt. Trấn ma huyết thạch, cho ta trấn áp. Diệp Thần thong thả, sử dụng trấn ma huyết thạch. Trấn ma huyết thạch vừa ra, chung quanh ma khí, lập tức gặp phải áp chế, toàn bộ ngưng tàn phá. Toàn bộ thu thập. Diệp Thần vung tay lên, liền đem nơi này ma khí, toàn bộ thu thập tụ tập lại, lại sử dụng bát quái lò luyện đan, tại chỗ luyện chế thành từng hạt tròn thuần ma đan. Ma bia trong thế giới ma khí, đặc biệt đậm đà, là luyện chế đan dược tốt vật liệu, Diệp Thần bàn tay bắt nhiếp tới giữa, liền đem nơi này ma khí, cuồn cuộn bắt tới đây, từng hạt tròn tinh thuần ma đan, từ bát quái trong lò luyện đan bay ra, toàn bộ bị Diệp Thần nhận được hoàng tuyền đồ bên trong đi. Ma bia linh khí, có thể bơm vào hoang ma kiếm chủng, để cho hoang ma kiếm chủng nảy mầm, mà đây chút thuần ma đan, đang hàm chứa thuần túy nhất ma bia linh khí. Bất quá, hiện tại Diệp Thần cũng không vội bồi dưỡng hoang ma kiếm chủng, mà là ở ma bia trong thế giới không ngừng bay vút, đem nơi này linh khí thu thập hết nói sau. Trước kia luân hồi huyền bi thế giới, luôn sẽ có một cái thủ bia người, muốn nhận phục huyền bia, cần phải đi qua thủ bia người khảo nghiệm. Nhưng cái này khối luân hồi ma bia, nhưng là đặc thù, ma bi chi chủ thật ra thì coi như là thủ bia người, nhưng đã bị Diệp Thần giết chết, cho nên, Diệp Thần hoàn toàn tự do tự tại, không có bất kỳ người ngăn lại hắn. Sốt cuộc, Diệp Thần đem ma bia trong thế giới, bề mặt ma khí, toàn bộ thu liễm sạch sẽ. Ma bia mặt đất, phơi bày ra đen nhánh chất đất, ở sâu dưới lòng đất, còn có càng cổ xưa, kinh khủng hơn ma khí tồn tại. Bất quá! Những ma khí kia là ma bia địa mạch căn cơ, là mãi mãi kỷ nguyên liền tồn tại hơi thở, Diệp Thần không thể nào thu phục. Đủ. Diệp Thần vỗ tay một cái, hài lòng gật đầu một cái, mới vừa đơn thuần là bề mặt quả đất ma khí, liền đủ hắn luyện chế ra hơn triệu thuần ma đan. Vù vù. Ở ma khí thu thập hoàn thành ngay tức thì, toàn bộ ma bia thế giới cũng chấn động đứng lên, trên bầu trời nổi lên quần ma triều bái hình ảnh, từng cổ một minh mông thiên ma chúc phúc. Hạ xuống Diệp Thần trên mình. Nhất thời, Diệp Thần trên mình hiện ra một bộ ma bào, cái này tập kích ma bào, phía trên thêu ngàn vầng trăng sáng, vạn bánh xe mặt trời, ở mặt trăng và mặt trời tới giữa, có vô số khoáng đạt đại ma gầm thét, tựa hồ phải chiếm đoạt trời trăng sao không, hiện ra vô cùng bá đạo khí tượng. Thánh ma thần mạch. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể kinh mạch nóng bỏng, lại sản sinh ra nhiều một cái thần mạch. Điều này thần mạch xuất xứ từ ma bia, kêu làm thánh ma thần mạch, mở sau có thể điều động cổ xưa kỷ nguyên ma ý. Rắc rắc sát. Theo thánh ma thần mạch thức tỉnh, Diệp Thần gân cốt cũng là bạo động tử vậy vang động lực, linh khí mãnh liệt tăng vọt. Càn khôn cảnh 5 tầng thiên. Diệp Thần tu vi, vào giờ khắc này, đạt tới càn khôn cảnh 5 tầng thiên. Sốt cuộc tấn thăng, vậy quá gian nan. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn võ đạo nội tình đặc biệt thâm hậu. Tấn thăng so với người bình thường khó khăn gấp trăm ngàn lần, hiện tại có được ma bia, thức tỉnh thánh ma thần mạch, rốt cục thì đột phá nhất tầng thiên.
lại thức tỉnh một cái thần mạch, diệp thần luân hồi huyết mạch, tự nhiên vậy đi theo hồi phục rất nhiều. Cùng huyết mạch hoàn toàn hồi phục, diệp thần liền có thể thử nghiệm mở ra luân hồi thiên đường. Luân hồi thiên đường, đây chính là cường đại nhất hồng mông nguyên thuật, nếu như có thể mở ra, nghiền ép đế thích thiên, huyền cơ nguyệt không nói ở đây. Chỉ cần giết chết cái này hai người, chiếm đoạt vận mệnh tâm ma, diệp thần thì có tư cách và sau lưng thượng vị giả đấu. Đây là diệp thần mục tiêu cuối cùng. Mặc dù thượng vị giả vô cùng mạnh mẽ, nhưng diệp thần vẫn là có lòng tin, cuối cùng có một ngày, mình vậy có thể đứng cuộc cờ trên, và bọn họ tranh phong. Vèo. Đột phá càn khôn cảnh 5 tầng thiên hậu, diệp thần bay ra ma bia thế giới. Chủ nhân, chúc mừng đột phá. Huyết Long thủ ở bên ngoài, thấy diệp thần đi ra, nhất thời đại hỉ. Tiếp tục hộ pháp, ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Diệp thần cũng không có ăn mừng ý, phân phó một tiếng sau đó, trực tiếp mở ra hoàng tuyển đồ, tiến vào hoàng tuyển thế giới. Huyết Long tiếp tục hộ pháp, cũng không biết diệp thần muốn làm gì. Tôn chủ, người lại có thể luyện chế như thế nhiều thuần ma đan. Nhiều đan dược như vậy, cầm đi tưới hoang ma kiếm chủng đều có thể. Diệp thần một bước vào hoàng tuyển thế giới, liền nghe được xa la cây trà thanh âm hưng phấn. Hiện tại hoàng tuyển thế giới bên trong, ước chừng chất đống trên 1 triệu viên thuần ma đan, cũng là mới vừa diệp thần dùng ma bia linh khí, rèn luyện đúc nên. Ha ha, xa la, giúp ta giúp một tay, và ta cùng nhau tưới kiếm loại. Diệp thần cười một tiếng, tự nhiên cũng có tưới hoang ma kiếm chủng ý tưởng. Nếu như có thể để cho cái hạt giống này nảy mầm, diệp thần thu hoạch liền lớn, một khi bắt được hoang ma thiên kiếm, lại phối hợp thánh ma thần mạch, hắn ma đạo mũi nhọn, tuyệt đối muốn càn quét hết thảy, chỉ cần hồng thiên kinh không tỉnh lại, liền huyền cơ nguyệt và đế thích thiên, cũng không thể chế trụ diệp thần quật khởi. Lập tức diệp thần bay đến hoang ma kiếm chủng vùng lân cận, vung tay lên, từng hạt tròn thuần ma đan. Uyển như nước chảy tự nhiên đi ra ngoài, ở nước suối vàng rội rửa, trực tiếp hòa tan thành một đoàn đoàn ma dịch, bơm vào đến hoang ma kiếm chủng trên. Xuy xuy xuy, hoang ma kiếm chủng lấy được ma khí bồi bổ, nhất thời tóe ra dị thường hắc quang, vô tận ma hy cuồn cuộn nổ tung, tựa hồ có biến dạng hư không, càn quét thiên địa khí tượng. Ô hu hu, còn có hàng loạt yêu ma gào khóc tiếng, từ hoang ma kiếm chủng bên trong truyền ra. Từng cơn quỷ khóc sói chu, khí tượng thậm chí so với mới vừa diệp thần ở ma bia trong thế giới nghe được, còn muốn nồng nặc. Rào, rào, rào. Vô số ma khí hoàn toàn không che giấu được, từ kiếm loại bên trong lưu chảy ra ngoài, thậm chí đem nước suối vàng cũng nhuộm đen. Chấn ma huyết thạch. Diệp thần thầm giật mình, vội vàng dùng chấn ma huyết thạch, chế trụ ma khí. Thái thượng thanh linh, bồi bổ mệnh hồn. Sa la cây trà vậy huy động cành. Lọc sạch ma khí lan tràn, đồng thời bảo vệ diệp thần tâm thần, miễn được hắn bị tập sát. Ở chấn ma huyết thạch và sa la cây trà dưới áp chế, hoang ma kiếm chủng ma khí, thoáng chậm tách ra. Tiếp tục, diệp thần lấy lại bình tĩnh, tiếp tục dùng hàng loạt thuần ma đan, đi tưới hạt giống. Những thứ này thuần ma đan, hàm chứa ma bia linh khí, đặc biệt dư thừa, là tưới kiếm chủng thật tốt vật liệu. Ở thuần ma đan dược dịch bơm vào hạ. Hoang ma kiếm chủng rắc 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 rắc, không ngừng rạn nứt, bên trong có sáng chói màu đen kiếm quang nổ tung đi ra. Diệp thần trừng mắt to nhìn, đồng thời thả ra luân hồi ma bia, tựa hồ là muốn lợi dụng ma bia năng lượng, bảo vệ mình. Nhưng trong thực tế, diệp thần là cố ý bại lộ cho huyền cơ nguyệt. Ma trên bia mặt, như cũ lưu lại huyền cơ nguyệt một chút thần niệm. Nhưng huyền cơ nguyệt, chậm chạp không chịu ra tay, rõ ràng có điều cố kỵ. Cho nên Diệp thần kế hoạch, là dẫn huyền cơ nguyệt ra tay. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Hoang ma kiếm chủng vết rách, càng ngày càng lớn, tựa hồ có một thanh kiếm sắp phải ra đời. Huyền cơ nguyệt, người còn có thể nhịn được. Diệp thần trong lòng cười một tiếng, hắn không tin huyền cơ nguyệt còn có thể nhẫn, bởi vì nhịn nữa đi xuống, hắn liền lấy đến hoang ma thiên kiếm non kiếm. Một khi non kiếm tới tay, diệp thần khí vận lại phải bạo tăng. Đây đối với huyền cơ nguyệt mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Luân hồi chi chủ, người không tư cách chấp trưởng thiên kiếm. Quả nhiên, vào lúc này, rất xa bầu trời, truyền đến một hồi giận dữ thanh âm. Chính là huyền cơ nguyệt. Huyền cơ nguyệt thanh âm, vang vọng ở nguyên thiên viện bên trong. Tiêu Thủy Hàn, Viêm Khôn, Hạ Nhược Tuyết,
Vĩnh Hằng Thánh Vương các người, đều là như lâm đại địch. Bảo vệ ở Hoàng Tuyền Đồ bên cạnh Huyết Long, lại là sợ hãi lộ vẻ xúc động, trong đầu nghĩ. Chẳng lẽ Huyền Cơ Nguyệt muốn hạ xuống? Nơi này chính là Nguyên Thiên Viện địa bàn, từ Đồ Sát Thánh Đại Hội sau khi kết thúc, Tiêu Thủy Hàn đã gây dựng lại Nguyên Thiên Thần Quân, Viện trưởng Mưa Ti Đêm, Phó Viện trưởng Tần Chấn Động Nam, Đại trưởng Lão Tần Tinh Vân các người, người người đều không phải là tên yếu, hơn nữa còn có Kim Giáp Thao Thiết, Tuyệt Viêm Hỏa Long, Thanh Giáp Ngoan, Kim Tình Sư Tử Vân. Vân Đại Hung Thú bảo vệ. Nếu như Nữ Hoàng Thiên Cung giơ đám người xâm phạm, có lẽ có thể công hãm Nguyên Thiên Viện Sơn Môn. Nhưng nếu như Huyền Cơ Nguyệt một người nói, tuyệt đối không thể nào giết phá toàn bộ Nguyên Thiên Viện. Giao, giao, giao. Vận mạng ánh sáng tím, ở Nguyên Thiên Viện bầu trời lững lờ. Cuồn cuộn ánh sáng tím tới giữa, Huyền Cơ Nguyệt tuyệt ngạo ung dung bóng người, tay cầm Thần La Thiên Kiếm, lăng không mà rơi xuống. Huyền Cơ Nguyệt tới. Nguyên Thiên Viện trên dưới, đều là kinh hãi, không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt thật hạ xuống, hơn nữa chỉ có một người. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt như điện, căn bản không xem người chung quanh, chỉ nhìn chằm chằm sau núi Hoàng Tuyền Đồ vị trí. Nàng rất rõ ràng, mình một thân một mình, không thể nào tiêu diệt toàn bộ Nguyên Thiên Viện, nàng chỉ muốn giết chết Diệp Thần, không để cho Diệp Thần bắt được Hoang Ma Thiên Kiếm. Suy, Thần La Thiên Kiếm huy động, cao nhất nguyên binh khủng bố kiếm khí, càn quét toàn bộ Nguyên Thiên Viện. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi dám? Tiêu Thủy Hàn lớn tiếng gầm thét, hóa thân thiên Phật. Ngăn cản kiếm khí đánh vào, đồng thời muốn liều chết xung phong đi lên, và Huyền Cơ Nguyệt liều mạng. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt, cũng không có và hắn chiến đấu ý, kiếm khí ngọn nguồn, cũng không phải công kích Nguyên Thiên Viện, mà là nhắm thẳng vào Hoàng Tuyền Đồ. Cút! Huyền Cơ Nguyệt nhìn Tiêu Thủy Hàn, hừ lạnh một tiếng, bàn tay nổ ra một tấm to lớn nổ tung lôi phù, trực tiếp đem Tiêu Thủy Hàn đẩy lui ba bước. Hạ một sát, Huyền Cơ Nguyệt khua kiếm giết tới sau núi. Phải sát nhập Hoàng Tuyền Đồ trong thế giới đi. Huyền Cơ Nguyệt, không được tổn thương chủ nhân ta. Huyết Long thân thể thoáng một cái, lập tức hóa thành Thái Thượng Thiên Long, cũng ký kết liền một cái long giới, chung quanh hoa cỏ cây cối, ở hắn hơi thở dính xuống, lại có thể toàn bộ hóa long, ngẩng đầu gầm thét, long chảo biến dạng, hướng Huyền Cơ Nguyệt lướt đi. Huyết Long đã nhìn ra, Huyền Cơ Nguyệt cái này thần niệm ý chí đặc biệt yếu kém, rõ ràng chỉ có thể ra tay một lần. Không thể kéo dài tác chiến, bởi vì nàng thần niệm căn nguyên, muốn duy trì Nữ Hoàng Thiên Cung, không thể lâu ở lại chỗ này. Nghiệt Long, người không tư cách theo ta động thủ, kêu chủ nhân ngươi đi ra gặp ta. Huyền Cơ Nguyệt có vẻ tức giận, thi triển ra Thái Thượng Thiên Phù nói, mười mấy vạn cái phù lục, từ nàng trong cơ thể bạo lao ra, từng tầng một vần quanh, tạo thành một bức đặc biệt nguy nga hình ảnh. Huyền Cơ Nguyệt, người kêu ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Phi thân từ Hoàng Tuyền Đồ bên trong đi ra. Hắn cũng không muốn Huyền Cơ Nguyệt giết tới mình Hoàng Tuyền thế giới bên trong đi, vạn nhất ảnh hưởng khí vận căn cơ sẽ không tốt. Ngươi biết ta sẽ hạ xuống. Huyền Cơ Nguyệt nhìn Diệp Thần khí định thần nhàn hình dáng, nhất thời mặt liền biến sắc. Xin lỗi, ngươi âm mưu vẫn là quá thấp bưng. Diệp Thần nhún vai một cái, khẽ mỉm cười. Theo Huyền Cơ Nguyệt hạ xuống, vậy ma trên bia lưu tồn thần niệm chập chờn, cũng là tản đi hết. Ngươi thiết kế dẫn dụ ta. Huyền Cơ Nguyệt rốt cuộc phát hiện bị lừa, lúc đầu mình ở lại ma trên bia thần niệm, đã sớm bị Diệp Thần phát hiện. Ngươi không nên như thế xung động, nơi này là địa bàn ta, ngươi chẳng lẽ còn có thể nhất kích giết chết ta. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn Huyết Long một mắt, một người một rồng đặc biệt ăn ý, cùng bay lên trời. Diệp Thần ngự long chiếm cứ, một kiếm nơi tay, ma khí cuồn cuộn, như hùng bá cửu thiên đại ma đầu. Thánh ma thần mạch, mở. Quát to một tiếng, Diệp Thần trực tiếp mở ra thánh ma thần mạch, vô tận ma khí nổ đi ra, khoác trên người lên một bộ ma vương bào, ngàn vầng trăng sáng, vạn bánh xe mặt trời, vô số thiên ma gầm thét tàn phá, ma thôn nhật nguyệt, huy hoàng tới cực điểm. Trong tay hắn sát kiếm, đột nhiên giấy lên một đạo màu đen kiêu căng. Khí này diễm chính là Diệp Thần trong cơ thể tiểu hắc hỗn độn khí diễm. Nháy mắt tức thì một kiếm chém ra. Một đạo hắc dương hư ảnh, chợt lóe lên, sáng chói ánh sao, từ trên trường kiếm, bộc phát ra, hóa thành một đạo ngân hà, hướng Huyền Cơ Nguyệt cuộn sạch đi. Nhưng, thời khắc này tinh hồn chảm, dung hợp hỗn độn khí diễm, hủy diệt lực cùng với thánh ma thần mạch, uy lực xa không trước đây có thể so với. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt thần hồn căn nguyên,
ở nữ hoàng thiên cung, coi như chân thân hạ xuống, cũng không thể kéo dài tác chiến, Diệp Thần chỉ muốn chắc chắn tiên cơ, một kiếm dao động huyền cơ nguyệt khí vận căn cơ. Còn như sát thương huyền cơ nguyệt, đó là tuyệt đối không thể nào, cảnh giới chênh lệch còn quá lớn, Diệp Thần mong muốn, chỉ là dao động nàng một chút khí vận, để cho nàng chật vật thu tràng. Một người, một kiếm, một rồng, lăng không trên trời hạ xuống, mà uy phách liệt tới cực điểm. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, cánh ngươi cứng rắn à? Lại còn biết thiết kế đào hố hại ta. Huyền cơ nguyệt ngửa mặt lên trời cười lớn, trước kia chỉ có nàng tính toán Diệp Thần, không nghĩ tới ngày hôm nay bị Diệp Thần bày một đạo. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem, Thái Thượng Thiên Phủ uy lực chân chính. Huyền cơ nguyệt quanh thân mấy trăm ngàn chương phù lục, toàn bộ nổ tung đứng lên, hơi thở cuồn cuộn, từng tờ một phù lục, cũng hóa thành tinh thần lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở nguyên thiên viện bầu trời. Cuồn cuộn tiếng nổ, từ trên trời hạ xuống, cái này mười mấy vạn chương phù lục, bao la vạn vật, lôi đình, hắc ám, cuồng phong, liệt hỏa, thiên tai vân. Vân hơi thở, không ngừng xen lẫn đánh thẳng vào, dung chuyển chư thiên thương khung, lại có thể hạ nổi lên mưa như chút nước mưa to, tựa như trời xanh cũng đang thút thít. Không sai, cánh ngươi cứng rắn, ta một chiêu giết không chết ngươi, nhưng muốn phế hết ngươi tu vi, dễ như trở bàn tay. Huyền cơ nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thần la thiên kiếm nhất phung, vậy mấy trăm ngàn chương phù lục uy năng, toàn bộ bơm vào đến nàng trên thân kiếm. Oanh! Thần la thiên kiếm, lấy được từng tờ một thiên phù bơm vào hạ, mũi nhọn nhất thời đổi được cuồn cuộn vạn dặm, cứ như muốn giết phá thiên địa. Nguyên thiên viện đặc thù củng cố qua không gian quy luật, ở huyền cơ nguyệt kiếm khí dư âm hạ, lập tức liền sụp đổ, vô số học viện kiến trúc rối rít nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Thật may thông thường các học viên, đã ở viện trưởng dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng rút lui đến nơi để, nếu không, chỉ là huyền cơ nguyệt kiếm khí tàn uy, cũng đủ để giết chết bọn họ. Diệp Thần con ngươi nhất thời co rúm một cái, không nghĩ tới huyền cơ nguyệt bùng nổ như vậy hạ, kiếm thế như thế khủng bố. Đến nơi này một khắc, Diệp Thần nhưng là phát hiện, mình đánh giá thấp Thái Thượng Thiên Phù đạo uy lực. Mặc dù hắn đã suy tính, huyền cơ nguyệt lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Phù đạo sau đó, thực lực lớn đại đột phá, nhưng hắn suy nghĩ mình đột phá lớn hơn, cũng có thể ngăn cản. Nhưng không nghĩ tới, Thái Thượng Thiên Phù đạo lực sát thương, vẫn là ngoại hạng vậy mạnh mẽ, chư thiên phù lục toàn bộ bùng nổ dưới, lại phối hợp thần la thiên kiếm, đơn giản là vô địch. Giết! Huyền cơ nguyệt một tiếng quát mắng, mũi kiếm thẳng gai Diệp Thần đan điền. Một kiếm này, đúng là giết không chết Diệp Thần. Từ đồ sát thánh đại hội sau khi kết thúc, Diệp Thần kỳ ngộ vô số, đã lột xác. Trừ phi huyền cơ nguyệt lại hiến tế hàng tỷ sinh linh, nếu không, không thể nào một kiếm giết chết hắn. Nhưng là, lấy huyền cơ nguyệt kiếm uy, muốn một kiếm phế bỏ hắn đan điền, đoạn tuyệt hắn võ đạo căn cơ, vẫn là dư sức có thừa. Suy! Kiếm khí biến dạng dưới, không gian nổ tung. Huyết long thân thể, lại có thể rất miễn cưỡng bị huyền cơ nguyệt kiếm khí đánh rơi, chỉ còn lại Diệp Thần một người, như biển gầm bên trong một miếng lá cây, một mình lưu ở trên trời, đối mặt với huyền cơ nguyệt ám sát. Chủ nhân! Huyết long lớn tiếng kêu lên, cũng không lực ngăn trở, trừ phi mượn dùng thái cổ tổ long toàn bộ lực lượng, nhưng hiện tại thời gian gấp, Diệp Thần sẽ bị một kiếm đâm rách đan điền. Hắn coi như muốn mượn lực vậy không còn kịp rồi. Sư phụ! Xa xa, Tiêu Thủy Hàn thấy Diệp Thần gặp nạn, cũng là vô cùng kinh hãi, nhưng hắn vậy không có biện pháp cứu viện. Trong thoáng chốc, Diệp Thần rơi vào nguy cơ sinh tử, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Hắn rất rõ ràng, huyền cơ nguyệt cực kỳ mạnh mẽ, coi như hắn dùng hết thủ đoạn, cũng không khả năng ngăn trở huyền cơ nguyệt một kiếm, vẫn là phải bị một kiếm phế bỏ đan điền, hoàn toàn lâm vào là phế nhân. Liền võ đạo căn cơ đều phải bị chặt đứt, sẽ không lại có quật khởi có thể. Thái huyền tiền bối, huyền tiên tử, sóc lão, mượn ta lực lượng. Sống chết trước mắt, Diệp Thần nội tâm lớn tiếng nhanh hô, mặc dù không muốn lệ thuộc vào luân hồi mộ địa và huyền tiên tử bọn họ, nhưng đương thời giây phút, vậy chỉ có dựa vào Thái huyền trận hoàng lực lượng, mới có thể ngăn cản huyền cơ nguyệt sát phạt. Đừng hoảng hốt, có chúng ta ở. Thái huyền trận hoàng. Huyền Hàn Ngọc cùng với sóc lão thần sắc ngưng trọng, cũng là chuẩn bị đem mình tất cả lực lượng cho Diệp Thần, nhưng vào lúc này, ra tất cả người ý liệu, một viên tràn đầy phù văn chứng khổng lồ vọt ra khỏi luân hồi mộ địa, lại có thể ngăn ở Diệp Thần trước mặt,
muốn thay hắn ngăn cản nhất kích. Tiểu Hoàng! Diệp Thần lớn tiếng kêu lên, viên này trứng khổng lồ, phía trên còn quấn từng tầng một phù văn thần bí, chính là tiểu hoàng trứng khổng lồ, còn không có ấp trứng. Hai con người ác mộng, là hắn. Huyền Cơ Nguyệt cũng là ánh mắt biến đổi, cảm nhận được liền tiểu hoàng hơi thở, không nghĩ tới tiểu hoàng lại đột nhiên liều chết xung phong đi ra, thay Diệp Thần đỡ kiếm. Tiểu hoàng rõ ràng đã mau ấp trứng thành công, đã có trí khôn, có thể cảm ứng ngoại giới biến cố, một nhận ra được Diệp Thần gặp nguy hiểm, tiểu hoàng liền lập tức vọt ra. Huyền Cơ Nguyệt kiếm thế nhanh mạnh như sấm, dĩ nhiên là không thể nào thu ở, trực tiếp hung hăng một kiếm, đâm vào tiểu hoàng trứng khổng lồ trên. Khách lạt lạt. Nhất thời, trứng khổng lồ trên hiện đầy vết rách, tựa hồ muốn bể tan tành, từng luồng đỏ xanh ánh sáng, từ bên trong bạo phát ra. Bị ta một kiếm, lại có thể không chết. Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt chợt biến, nàng toàn lực một kiếm, thanh thế hạng cuồn cuộn, coi như là mặt trời hằng tinh, đều phải một kiếm đâm xuyên qua. Nhưng là, tiểu hoàng chịu đựng nàng một kiếm, vỏ trứng lại có thể cũng không hoàn toàn bể tan tành, càng không có rơi xuống dấu hiệu. Đầu này hai con người ác mộng, đích xác là huyết mạch kinh người, long trời lở đất, sau này thành liền không thể giới hạn, đáng tiếc đáng tiếc. Huyền Cơ Nguyệt huyền chuyển than thở, đáng tiếc tiểu hoàng không thể là nàng sử dụng. Một đầu hai con người ác mộng, đã thắng được thiên hoàng địa lão, đáng tiếc đây không phải là nàng chiến sủng. Bất quá, Huyền Cơ Nguyệt cũng là lớn nhân vật, quyết đoán cực nhanh, một kiếm không thương tổn tới Diệp Thần, lập tức biến dạng hư không, quay người bay trở về thượng giới. Luân hồi chi chủ, coi là ngươi may mắn, ta bị ngươi bày một đạo, sớm muộn sẽ tìm ngươi tính sổ. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt mang sát ý, lần này sấm sét hạ xuống, nhưng cái gì chiến quả đều không nhận được, nàng nội tâm tràn đầy tức giận. Bất quá, tức giận nữa cũng tốt, nàng cũng không thể lại lưu lại nữa. Trong sâu thẳm, Huyền Cơ Nguyệt đã cảm nhận được, nữ hoàng thiên cung căn cơ, bị người dao động. Ngọa long thần tôn, bay lôi thần tôn, rất tốt, rất tốt, các ngươi thừa dịp ta không có ở đây, lại dám xúc phạm ta lãnh địa, ta sớm muộn vậy sẽ cùng nhau thu thập các ngươi. Bấm ngón tay tới giữa, Huyền Cơ Nguyệt suy tính ra, ở nàng hạ xuống nguyên thiên viện trong thời gian, có hai người giết tới nữ hoàng thiên cung, bị thương nặng nàng đạo tràng địa mạch, đả kích nghiêm trọng nàng khí vận. Nữ hoàng thiên cung bên trong, vậy có không ít người chết. Cái này hai người, nhưng là Ngọa Long thần tôn và Bay Lôi thần tôn, một cái là Ngọa Long điện điện chủ, một cái là Hoang Lôi thần điện điện chủ, đều là thái thượng thiên nữ người làm, khắp nơi bảo vệ Diệp Thần. Một thừa dịp Huyền Cơ Nguyệt sơ sót, bọn họ liền động thủ, bị thương nặng Huyền Cơ Nguyệt căn cơ. Đồ sát thánh đại hội đánh một trận, Huyền Cơ Nguyệt tổn thất quá lớn, Phượng Hoàng chán nản, liền quạ đen cũng muốn khi dễ nàng. Nếu như đổi thành trước kia, Ngọa Long thần tôn và Bay Lôi thần tôn, là tuyệt đối không dám xúc phạm nàng, nhưng hiện tại lúc quá cảnh di chuyển, Huyền Cơ Nguyệt nhưng là lộ vẻ được có chút thê lương. Diệp Thần nhìn Huyền Cơ Nguyệt thân ảnh đi xa, vậy bắt được thiên cơ, biết ngay vừa mới rồi, nữ hoàng thiên cung quả nhiên có biến cố, bị hai vị thần tôn liên thủ tổn thương nặng. Quá tốt, Huyền Cơ Nguyệt lần này ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, sau này ta liền thiếu rất nhiều phiền toái. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, nữ hoàng thiên cung căn cơ lại bị dao động, Huyền Cơ Nguyệt có được bận làm việc. Tiếp theo, Diệp Thần phỏng đoán đều sẽ không lại bị Huyền Cơ Nguyệt quấy nhiễu, có thể chuyên tâm đối kháng Minh Long thần tộc. Hiện tại Minh Long thần tộc mũi nhọn thịnh nhất, mơ hồ đã có khiêu chiến nữ hoàng thiên cung đầu mối, nếu như bị bọn họ được thế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rắc rắc, lúc này, tiểu hoàng trứng khổng lồ, kẽ hở càng răng đầy. Tựa hồ thật phải hoàn toàn tan vỡ. Tiểu Hoàng, người thế nào? Diệp Thần sải bước tiến lên trước, trong lòng một hồi than thở. Lần này Tiểu Hoàng là xung động, thật ra thì Diệp Thần có Thái Huyền Trận Hoàng bảo vệ, chưa chắc sẽ bị Huyền Cơ Nguyệt thương tổn tới. Nhưng Tiểu Hoàng, trung tâm hộ chủ, thấy Diệp Thần gặp nguy hiểm, nhưng là thời gian đầu tiên vọt ra, cái này làm cho Diệp Thần rất là cảm kích. Hiện tại Diệp Thần chỉ sợ Tiểu Hoàng xảy ra chuyện. Tiểu hoàng trứng khổng lồ, như cũ trôi lơ lửng ở giữa không trung, mặc dù kế cận lột vỏ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là không có hoàn toàn ấp trứng hình dáng. Diệp Thần thoáng suy tính, liền phát hiện hiện tại, còn không phải là hai con người ác mộng ra đời thời cơ, lột vỏ ngày còn không chân chính đến. Suy suy suy. Vào lúc này, Diệp Thần nhưng kinh ngạc phát hiện,
tiểu hoàng lại có thể đang điên cuồng chiếm đoạt luân hồi mộ địa và hoàng tuyển đồ năng lượng. Mới vừa huyền cơ nguyệt một kiếm, mặc dù không có giết chết tiểu hoàng, nhưng hiển nhiên cũng để cho tiểu hoàng được thương tổn không nhỏ, hiện tại tiểu hoàng điên cuồng chiếm đoạt, là vì điều dưỡng. Nhưng là, luân hồi mộ địa linh khí, còn có hoàng tuyển đồ linh khí, cũng quan hệ đến diệp thần căn cơ, nếu như lâu dài bị chiếm đoạt, diệp thần khẳng định sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Tiểu hoàng tựa hồ vậy cảm giác được một điểm này, cắn nuốt sau một hồi, cũng không lại cắn nuốt, vỏ trứng bên trong phát ra thanh âm ô ô. Tiểu hoàng, không có sao, ngươi cứ việc chiếm đoạt đi. Diệp thần nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hoàng vỏ trứng, ở hắn trong mắt, tiểu hoàng rõ ràng quan trọng hơn, hy sinh một chút luân hồi mộ địa và hoàng tuyển đồ căn cơ, còn có khả năng khôi phục. Nhưng nếu như, tiểu hoàng bỏ mình, vậy thì cái gì cũng xong rồi. Hu hu. Tiểu hoàng vỏ trứng lay động, lại không có tái phát xảy ra cái gì chập chờn. Hiển nhiên, tiểu hoàng không muốn thương tổn Diệp thần, coi như mình bị thương, cũng sẽ không chiếm đoạt luân hồi mộ địa và hoàng tuyển đồ linh khí. Chủ nhân, thế nào? Huyết Long thấy một màn này, liền vội vàng hỏi. Tiểu hoàng thay ta cản huyền cơ nguyệt một kiếm, căn nguyên hẳn được vết thương, cho nên ở lột vỏ trước, cần hấp thu đầy đủ năng lượng ngoại giới, đây là cầu sinh bản năng. Mặc dù tiểu hoàng không có bể xác, ý thức hỗn hỗn độn độn, không thể nói chuyện, nhưng Diệp thần thiên cơ thấy rõ, tự nhiên cái gì cũng không gạt được hắn. Huyền cơ nguyệt thực lực, vẫn là thật lợi hại, một kiếm mặc dù không có giết chết tiểu hoàng, nhưng đã thương tổn tới tiểu hoàng căn nguyên. Mà tiểu hoàng, vì không ảnh hưởng Diệp thần, lại có thể tình nguyện mình bị thương, vi phạm cầu sinh bản năng, cũng không chịu lại chiếm đoạt hoàng tuyển đồ và luân hồi mộ địa năng lượng bên trong. Diệp thần trong lòng rất là cảm kích, hắn cũng không có khuyên tiểu hoàng, bởi vì hắn biết, hiện tại vô luận như thế nào khuyên, tiểu hoàng cũng không chịu nghe. Ta cần tìm một nơi linh khí sung túc địa phương, an trí tiểu hoàng, để cho hắn vượt qua nguy cơ. Diệp thần nhìn Huyết Long một mắt, trầm giọng thương lượng. Mặc dù tiểu hoàng đối mặt nguy cơ, nhưng Diệp thần trong lòng nhưng là 10 phần trầm ổn, cũng không có hốt hoảng. Theo suy diễn thiên cơ thủ đoạn, càng ngày càng lợi hại. Diệp thần đối với trong chỗ U Minh Họa Phúc Cắt Hung, cảm giác đặc biệt bén nhạy. Hắn cảm giác được, tiểu hoàng còn chưa tới khí số tăng tẫn bước, tự nhiên có cứu vãn chỗ trống. Mà cứu vãn biện pháp, tựa hồ ở Huyết Long nơi này. Linh khí sung túc chi địa. Huyết Long khẽ cau mày, trong đầu nhưng sôi trào dậy thái cổ tổ long trí nhớ, trầm tư một hồi, nói. Chủ nhân, ta biết có một cái khu vực, có lẽ thích hợp tiểu hoàng, đó chính là Hằng Cổ Vực. Căn cứ thái cổ tổ long trí nhớ, cái này Hằng Cổ Vực là vực ngoại đất bí mật một trong, thời đại thái cổ cũng đã tồn tại, vốn là thiên nhân vực một phần chia, sau đó bị một cái kêu là Hằng Cổ Thánh Đế tuyệt thế cường giả, từ thiên nhân vực chóc, thành tựu tự thân tu luyện đạo tràng. Cái này Hằng Cổ Thánh Đế, sau đó đã phi thăng đi thái thượng thế giới, cái này Hằng Cổ Vực cũng được một khối cấm địa, thế gian có vô số người mạnh xông qua, đều bị trong đó cuồng bạo linh khí, chống đỡ được bạo thể mà chết. Vậy Hằng Cổ Vực, nói không chừng thích hợp tiểu hoàng. Hằng Cổ Vực, Hằng Cổ Thánh Đế. Diệp thần nghe xong Huyết Long mà nói, lập tức thấy rõ thiên cơ, trong nháy mắt liền bắt được Hằng Cổ Vực vị trí, thậm chí trong sâu thẳm, thấy được Hằng Cổ Thánh Đế phi thăng thái thượng thế giới hình ảnh. Hằng Cổ Thánh Đế, là lần trước cái kỷ nguyên nhân vật lớn, không phải cái này kỷ nguyên cao thủ, cho nên thế gian liên quan tới truyền thuyết của hắn, đặc biệt thiếu, chỉ có xem thái cổ tổ long như vậy lão cổ đồng. Mới biết Hằng Cổ Thánh Đế truyền thuyết. Huyết Long thừa kế thái cổ tổ long tu vi, tự nhiên vậy thừa kế trí nhớ, hiện tại liền nhớ lại Hằng Cổ Vực lời đồn đãi. Vậy Hằng Cổ Vực, mặc dù là một phiến cấm địa, nhưng linh khí đặc biệt dư thừa, ngược lại là rất thích hợp an trí tiểu hoàng trứng khổng lồ, để cho hắn điều dưỡng. Diệp thần thiên cơ thấy rõ dưới, nhưng phát hiện nếu như đi Hằng Cổ Vực mà nói, nguy hiểm ước chừng chiếm được 60%, cát vận chỉ có 40%. Hiển nhiên, chỗ đó cực kỳ nguy hiểm, là chân tránh cấm địa, nếu như tùy tiện đi, tuyệt đối sẽ có thiên đại tai họa, thậm chí có rơi xuống nguy hiểm. Cái này Hằng Cổ Vực, không tốt an thân à. Diệp thần chau mày đứng lên, lấy hắn thực lực trước mắt, muốn đi Hằng Cổ Vực, lại còn có 60% nguy hiểm. Có thể tưởng tượng được, cái này Hằng Cổ Vực không có nhiều an toàn. Chủ nhân, chỗ đó là Hằng Cổ Thánh Đế cấm địa, dĩ nhiên là nguy hiểm trùng trùng. Huyết Long nói, Diệp thần nhưng là có chút do dự,
hắn không thể để cho tiểu hoàng đi mạo hiểm, vạn nhất tiểu hoàng xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái. Vo ve. Nhưng mà, lúc này, tiểu hoàng trứng khổng lồ nhưng kịch liệt chấn động đứng lên, thấm ra to lớn khát vọng. Hiển nhiên, tiểu hoàng khát vọng đi hằng cổ vực, chỉ cần hấp thu chỗ đó linh khí, hắn liền có đầy đủ năng lượng, có thể hoàn toàn điều dưỡng căn nguyên, hoàn toàn lột vỏ ra. Tiểu hoàng, người thật muốn đi. Diệp thần nhíu mày một cái, tiểu hoàng bị huyền cơ nguyệt một kiếm đâm bị thương, thương thế phải mau sớm điều dưỡng, một ngày cũng kéo không được, hiện tại tiểu hoàng ý chí kịch liệt như vậy, xem ra cái này hằng cổ vực, vẫn còn đi một chuyến. Dẫu sao, quang ở chỗ này hao tổn, cũng không phải biện pháp, tiểu hoàng lại không chịu chiếm đoạt luân hồi và hoàng tuyển năng lượng, nếu như chỉ hoãn nữa, thật sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Vo ve. Tiểu hoàng trứng khổng lồ chấn động được kịch liệt hơn, tiểu hoàng rõ ràng cho thấy quyết định xong, tình nguyện đi hằng cổ vực mạo hiểm, vậy không muốn liên lụy Diệp thần. Diệp thần cân nhắc luôn mãi, mặc dù muốn đi, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn là quá lớn. Suy nghĩ sâu xa một phen sau đó, Diệp thần nhìn Huyết Long nói, Huyết Long, người vậy đi theo ta cùng đi. Chủ nhân, ta cũng đi không? Huyết Long một hồi ngạc nhiên, Diệp thần từ trước đến giờ thói quen liền độc lai độc vãng. Rất ít mang hắn chiến đấu, bởi vì là một cái người lịch luyện, có thể thu hoạch được lớn nhất khí vận và cơ duyên, dẫn người ở bên người ngược lại không tốt. Ừ, Diệp thần gật đầu một cái, hằng cổ vực nguy hiểm, vẫn là quá lớn, hắn quyết định mang theo Huyết Long, có Huyết Long hỗ trợ, chỉ ít đối mặt nguy cơ gì, cũng có thể hơn một người giải quyết. Huyết Long hiện tại lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Long nói, thực lực đã so với trước kia lợi hại hơn, đáng dựa vào. Chủ nhân. Người chịu mang ta đi, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Huyết Long một hồi mừng rỡ, từ ma hồn thần cung đánh một trận sau đó, hắn liền không theo Diệp thần cùng nhau trải qua luyện qua, hiện tại có lịch luyện cơ hội, tự nhiên cầu không được. Tốt lắm, chúng ta lên đường đi. Diệp thần khẽ mỉm cười, quyết định chủ ý, lúc này trước đem tiểu hoàng trứng khổng lồ, thu hồi luân hồi mộ địa bên trong đi, sau đó và Tiêu Thủy Hàn, Viêm Khôn, Vĩnh Hằng Thánh Vương các người nói tạm biệt. Liền dẫn Huyết Long, biến dạng hư không, rời đi Nguyên Thiên Viện, hướng hằng cổ vực chạy tới. Chủ nhân, ta tới dẫn đường. Huyết Long ở phía trước dẫn đường, chuẩn bị dựa theo trí nhớ, mang Diệp Thần đi hằng cổ vực cửa. Không cần. Diệp Thần khoát tay một cái, cũng đã phong tỏa hằng cổ vực tọa độ, trực tiếp biến dạng hư không chạy tới. Hiện tại Diệp Thần thiên cơ thấy rõ thủ đoạn, cao minh vô cùng, nghe được hằng cổ vực ba chữ ngay tức thì. Hắn liền tinh chuẩn bắt được vị trí. Huyết Long một hồi kinh ngạc, cũng không biết Diệp thần là dùng thủ đoạn gì, lại có thể suy diễn ra hằng cổ vực vị trí. Từ Nguyên Thiên Viện đến hằng cổ vực, một đường hư không vách ngăn, không gian chướng ngại, chân thực không thiếu, coi như biến dạng hư không, chỉ sợ cũng muốn nửa ngày thời gian. Diệp thần cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết, dục tốc thì bất đạt, càng nguy cấp giây phút, càng phải giữ vững bình tĩnh và trầm ổn. Suy, một bên đi đường, Diệp thần một bên sử dụng hoàng tuyển đồ, nhưng là lần nữa trở lại hoàng tuyển thế giới. Lúc này, hoàng tuyển thế giới bên trong, vậy triệu viên thuần ma đan, đã hao hết 70%. Ở lớn tính thuần ma đan tưới hạ, hoàng ma thiên kiếm hạt giống, đã xuất hiện hàng loạt vết rách. Sa La cây trà nói, tôn chủ, hoàng ma kiếm chủng muốn nảy mầm. Ta biết, Diệp thần hít sâu một hơi, nhìn hoàng ma kiếm chủng. Nhưng gặp hạt giống đã bước đầu nảy mầm, ra đời một cái nho nhỏ kiếm. Thanh kiếm này, toàn thân đen nhánh, ma khí xâm nghiêm, chỉ có nhỏ lớn chừng ngón cái, là hoang ma thiên kiếm non kiếm. Quá tốt, non kiếm xuất thế, ta khí vận thâm hậu, huyền cơ nguyệt vẫn là không ngăn được ta. Diệp thần đại hỉ, bàn tay một nhiếp, đem vậy non kiếm đoạt vào tay. Suy suy suy, Diệp thần nhẹ nhàng nắm hoang ma non kiếm. Từng luồng mạnh mẽ ma đạo kiếm khí bộc phát ra, đem chung quanh tầng tầng thời không, cũng cắt kim loại được tan tành, vô số không gian vết rách nổi lên. Đây là hoang ma thiên kiếm non kiếm, chỉ có hình thức ban đầu, muốn chân chính trưởng thành đến đỉnh cấp, còn cần số lớn tài nguyên tưới, bất quá non kiếm xuất thế, đây đã là tốt vô cùng điểm, biểu dương ra Diệp thần ngập trời đại khí vận, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, sớm muộn có hoàn toàn phát triển thành công thời điểm. Thánh ma thần mạch, mở. Diệp thần quát lên một tiếng lớn, mở thánh ma thần mạch, đem trong kinh mạch ma khí, cuồn cuộn bơm vào đến hoang ma non kiếm bên trong. Vù vù,
Hoàng ma non kiếm đạt được diệp thần ma khí bơm vào, nhất thời trở nên lớn, hóa thành một cái trường kiếm ba thước, toàn thân đen nhánh, không thấy được một chút loang lổ dấu vết, tựa như hắc diệu thạch đúc thành, bóng loáng như gương, có thể ánh chiếu người gương mặt. Lại cẩn thận vừa thấy, liền từ tấm gương vậy trong thân kiếm, thấy sâu hơn tầng thứ đồ, thân kiếm chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu một phiến ma ngục, bên trong có núi thây biển máu, vạn ma triều bái, dạ xoa bay lên trời hình ảnh, ma khí cuồn cuộn, đặc biệt quỷ dị. Hắc ám thần chém. Diệp thần vung lên hoang ma thiên kiếm, một đạo sông dài vậy khoáng đạt đen nhánh kiếm mang, ngay tức thì bạo giết ra tới, tựa hồ muốn tan biến thời không, ma đạo mũi nhọn đặc biệt ác liệt, đơn giản là càn quét hết thảy. Thật là hung dữ kiếm khí, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng hẳn có thể trong nháy mắt giết còn chân cảnh ba tầng thiên cao thủ. Diệp thần trong lòng vui mừng, nếu như đơn thuần là hoang ma thiên kiếm non kiếm, lực sát thương cực kỳ có hạn, và Long Uyên thiên kiếm mảnh vỡ kém không nhiều, sẽ không có uy lực lớn như vậy. Nhưng vừa vặn, Diệp thần dung hợp ma bia, mở ra thánh ma thần mạch, hơn nữa bản thân thể chất, lại là thái thượng thiên ma thể, cả người ma khí nội tình cực sâu. Lại đi sử dụng hoang ma non kiếm, nhất thời bộc phát ra 10 lần không chỉ uy lực. Hiện tại Diệp thần thánh ma thần mạch mở hết, nho nhỏ một cái non kiếm, liền bạo phát ra càn quét vạn giảm kiếm khí, đơn giản là vô địch. Cái này cầm hoang ma thiên kiếm, tựa như đặc biệt vì Diệp thần mà thiết kế, rất là tiện tay, tốt vô cùng dùng. Rất tốt, mặc dù trong thời gian ngắn, ta không có tài nguyên lại đi bồi dưỡng thiên kiếm, nhưng dựa vào ma bia năng lượng thúc dục. Đủ để đem non kiếm uy lực, tăng lên mười mấy lần, có thể ngay tức thì trong nháy mắt giết còn chân cảnh sơ kỳ cường giả. Diệp thần có vẻ mừng rỡ, đem hoang ma thiên kiếm, chôn vào xa la cây trà rễ cây lòng đất bên trong đi. Hiện tại hoang ma kiếm chủng đã nảy mầm, non kiếm trái cây sản sinh ra tới, tiếp theo, Diệp thần phải làm, chính là thật tốt thương yêu trái cây này, đừng để cho nó khô héo. Dựa vào hoàng tuyền đồ địa mạch linh khí, còn dư lại thuần ma đan. Đủ để duy trì hoang ma non kiếm không khô héo, bất quá muốn cho non kiếm trưởng thành lớn mạnh nói, còn cần quá mức tìm tài nguyên. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, trong thời gian ngắn, hắn tự nhiên không có biện pháp tìm được đủ tài nguyên, dẫu sao bồi dưỡng hoang ma thiên kiếm, không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, Diệp thần vậy không nóng nảy, hiện tại việc cần kíp, là giải quyết tiểu hoàng vấn đề. Tiểu hoàng bị huyền cơ nguyệt làm thương tổn căn nguyên, cần hấp thu linh khí điều dưỡng. Mà hằng cổ vực, chính là Diệp thần mục tiêu chi địa. Thu xếp ổn thỏa hoang ma thiên kiếm, Diệp thần ra hoàng tuyền đồ, tiếp tục biến dạng hư không đi đường, xuyên việt vô số vách không gian chướng, ước chừng qua nửa ngày, rốt cuộc ở một phiến ẩn núp thời không bên trong, thấy được một miếng mãi mãi cửa. Chủ nhân, đây chính là hằng cổ vực nhập môn. Huyết Long híp mắt, nhìn phía trước cửa, cửa phong cách cổ xưa bể dâu, lượn lờ liền từng luồng đến từ thái cổ kỷ nguyên mịt mờ hơi thở. Phía trên có tầng tầng cấm pháp trận văn. Đi, đi vào. Diệp thần rút ra Long Uyên thiên kiếm, một kiếm cắm vào hằng cổ vực trong khe cửa, trực tiếp đem cửa cạy ra. Trong truyền thuyết tám đại thiên kiếm, đều có thể làm mở bí trận, cấm cửa, bí cảnh chìa khóa. Đây là tám đại thiên kiếm chỗ độc đáo, tu luyện giới lưu truyền kiếm khai thiên cửa truyền thuyết. Chính là nói tám đại thiên kiếm mũi nhọn, bùng nổ đến mức tận cùng, thậm chí liền thái thượng cửa đều có thể mở ra. Diệp thần cậy ra hằng cổ vực cửa, nhất thời thì có một cổ lực lượng, từ bên trong truyền tới, đem Diệp thần và Huyết Long, cũng hút vào. Hô hô hô! Hạ một sát, Diệp thần và Huyết Long hai người, đã tới một phiến hoang vu thế giới, nơi này đôi thế muôn vàn hải cốt, bầu trời là âm trầm màu máu, khắp nơi phun trào ra gió lớn và sấm sét, còn có vô tận mưa đá và mưa xối xả, tự nhiên không ngừng, khí hậu hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ. Nơi này chính là hằng cổ vực sao? Diệp thần một hồi kinh ngạc, nhưng gặp trước mắt thê lương, mặt đất là một phiến hoang vu sa mạc, bạch cốt lui lui, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên, tràn đầy cuồng bạo trướng khí và huyết khí, vô luận mưa xối xả gió lớn làm sao tàn phá, đều không thể giảm bớt chút nào. Bất quá mơ hồ tới giữa, Diệp thần cảm giác được, ở hằng cổ vực chỗ sâu nhất, tựa hồ ẩn giấu cực kỳ hùng hồn năng lượng, linh khí đặc biệt dư thừa. Nếu như đem vậy cất giấu linh khí năng lượng, toàn bộ cho tiểu hoàng hấp thu, tiểu hoàng tuyệt đối có thể khôi phục, thậm chí còn có cơ hội, hoàn toàn lột vỏ ra. Oanh! Luân hồi mộ địa bên trong, một hồi chấn động. Tiểu hoàng trứng khổng lồ, trực tiếp xông đi ra, tựa hồ vậy cảm thấy được hằng cổ vực chỗ sâu cất giấu linh khí.
Tiểu Hoàng. Diệp Thần thấy Tiểu Hoàng trứng khổng lồ, nhất thời lấy làm kinh hãi. Cái này Hằng Cổ vực khắp nơi trướng khí, mưa xối xả gió lớn không ngừng, hoàn cảnh dị thường tồi tệ, Diệp Thần đều có điểm đứng không vững, nhưng Tiểu Hoàng trứng khổng lồ xông lên bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng là vững vàng đương đương hình dáng, không có chút nào bị rung chuyển dấu hiệu. Hiển nhiên, nơi này tồi tệ hoàn cảnh, cũng không thể thương tổn tới Tiểu Hoàng. Hô! Tiểu Hoàng trứng khổng lồ như có linh tính, lại có thể không cùng Diệp Thần mệnh lệnh, liền trực tiếp xông phá trùng trùng trướng khí gió bão, trực tiếp đi Hằng Cổ vực chỗ sâu nhất bay đi. Không nghi ngờ chút nào, Tiểu Hoàng trực tiếp muốn hấp thu Hằng Cổ vực chỗ sâu linh khí, nó căn nguyên bị chế, hiện tại cầu sinh bản năng, điều khiển hắn trực tiếp lên đường, cũng không có chờ đợi Diệp Thần. Tiểu Hoàng! Diệp Thần lại là kêu to một tiếng, không nghĩ tới Tiểu Hoàng như thế xung động. Ngay chớp mắt, Tiểu Hoàng trứng khổng lồ, ở trong hư không cướp ra một đạo hoa lệ quỹ tích, bay vào Hằng Cổ vực chỗ sâu, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Cái này một tí, Diệp Thần nhưng là dọa sợ không nhẹ, chỉ lo lắng Tiểu Hoàng xảy ra chuyện, muốn đuổi theo đi. Nhưng cái này phiến Hằng Cổ vực, gió thủy linh khí đặc biệt cuồng bạo, khắp nơi đều là trướng khí, khí độc, lôi mưa mưa đá tàn phá, không gian quy luật so sắt thép còn vững chắc nặng nề, cất bước duy gian. Diệp Thần đi hai bước, liền rất miễn cưỡng bị đầy trời lôi mưa mưa đá, ép được lui trở về. Chủ nhân, chú ý! Huyết Long vội vàng đỡ Diệp Thần. Ở Huyết Long trên mình, lại có từng tầng một khí tức tang thương cổ xưa, bao trùm ở hắn trên da, tựa hồ hóa thành một tầng chất sừng tầng, ngăn cản chung quanh lôi mưa chướng khí tập kích. Huyết Long vững như Thái Sơn, cũng không có bị rung chuyển hình dáng. Huyết Long, người đây là cái gì thuật pháp? Diệp Thần hơi kinh hãi. Ở Hằng Cổ vực như thế trong hoàn cảnh ác liệt, hắn đều khó chịu đựng, nhưng Huyết Long lại có thể ngăn cản. Huyết Long nói, chủ nhân, đây là Thái Cổ Tổ Long ý chí che chở, ngày xưa Thái Cổ Tổ Long và Hằng Cổ Thánh Đế từng có khế ước, nơi đây linh khí không hợp sức công kích ta. Thì ra là như vậy. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, xem ra Thái Cổ Tổ Long, đích xác là một vị kỳ nhân, và Hằng Cổ Thánh Đế cũng có giao tình, thậm chí còn để lại khế ước che chở. Cho nên Huyết Long không có bị đánh vào. Nhưng Diệp Thần, đối mặt gió bão trướng khí đánh vào, nhưng là cất bước duy gian. Thứ gì bay qua? Đột nhiên, ở Hằng Cổ vực chỗ sâu, tựa hồ truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, thật giống như thấy Tiểu Hoàng trứng khổng lồ bay vút qua, cũng là khiếp sợ. Hằng Cổ vực bên trong còn có người. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, nhất thời mặt liền biến sắc. Chủ nhân, thế nào? Huyết Long nhíu mày một cái. Huyết Long, người có nghe hay không thanh âm gì? Diệp Thần hỏi. Không có, thế nào? Huyết Long một mặt nghi ngờ, hắn cũng không có nghe được thanh âm gì. Hằng Cổ vực bên trong còn có người, để cho ta tính một chút. Diệp Thần mở cực ma chi đồng, bóp cái pháp quyết, suy diễn tính toán. Cái gì, Hằng Cổ vực còn có người? Cái này không thể nào, nơi này là cấm địa. Hằng Cổ Thánh Đế phi thăng sau đó, người ngoài thì không thể bước vào, ai nếu như đi vào, tuyệt đối phải bị nơi này quy tắc cấm chế, sống sờ sờ nghiền nát. Huyết Long chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, Hằng Cổ vực cấm chế mạnh vô cùng, vô số linh khí bạo động, liền liền Diệp Thần nhân vật cường hãn như vậy, đều là cất bước suy gian, nếu như đổi thành những người khác, đây tuyệt đối là tan xương nát thịt, liền cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Đời trước tâm ma chi chủ. Diệp Thần suy diễn dưới, nhất thời bắt được một chút kinh người nhân quả, sợ hết hồn. Đời trước tâm ma chi chủ. Chủ nhân, người đừng dọa ta, Yến Trường Ca không là chết sao? Huyết Long cũng là sợ hết hồn, Yến Trường Ca sớm bị Hồng Thiên Kinh giết chết, hài cốt không còn, thế gian lại cũng không có lưu lại một tia dấu vết, tại sao có thể có thiên cơ lộ vẻ bây giờ chỗ này? Không phải Yến Trường Ca, có thể là đệ tử của hắn, cẩn thận một chút. Diệp Thần nhất thời ngưng trọng, đáng tiếc nơi này linh khí bạo động được quá lợi hại, hắn không cách nào hoàn toàn thấy rõ, chỉ có thể loáng thoáng phán đoán, Hằng Cổ vực chỗ sâu cất giấu một nhân vật lớn, và Yến Trường Ca có liên quan. Ngày xưa Yến Trường Ca, dưới quyền có Thất Đại Thánh Đồ, Tham Lang Đại Đế, Võ Khúc Đại Đế, Văn Khúc Đại Đế vân. Vân, không có một cái là hạng người bình thường, Tham Lang Đại Đế thậm chí thành Kỷ Lâm Sư Phụ. Nếu như ở chỗ này, đụng phải Thất Đại Thánh Đồ mà nói, vậy họa phúc cát hung, chân thực khó mà dự liệu. Ừ, chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ?
Huyết Long gật đầu một cái, hỏi Diệp Thần kế hoạch kế tiếp. Dĩ nhiên là tiếp tục đi sâu vào, và Tiểu Hoàng hội hợp. Diệp Thần nhìn phía trước đầy trời mưa xối xả, đầy trời chướng khí, nội tâm mơ hồ lo âu. Tiểu Hoàng ở bản năng cầu sinh thúc đẩy xuống, vậy không đợi hắn cùng nhau, liền một mình vào tới hằng cổ vực chỗ sâu, cũng không biết là họa hay phúc. Hiện tại, Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên một chút tìm về Tiểu Hoàng, để tránh phát sinh bất ngờ. Chủ nhân, nhưng mà nơi này, linh khí bạo động như vậy lợi hại, sợ rằng không dễ dàng tiến về trước. Huyết Long nhưng là do dự, hắn có thái cổ tổ long khế ước che chở, tự nhiên không lo, nhưng Diệp Thần cũng không có bất kỳ vật gì bảo vệ, dựa hết vào tự thân thực lực, muốn ở hằng cổ vực bên trong sông vào, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Hằng cổ vực cấm pháp vô cùng lợi hại, vĩnh viễn trào đáng trước vô tận sấm sét gió bão, mưa to gió lớn, khói độc chướng khí, càng đi sâu vào, cấm pháp bạo động liền càng lợi hại, coi như Diệp Thần tiến vào, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Không có sao, điểm này cấm pháp, không ngăn được ta. Bất quá, muốn chú ý sau lưng Yến Trường Ca đệ tử, không biết là thất đại thánh đồ bên trong vị nào. Diệp Thần từ hoàng tuyền đồ bên trong, đem hoang ma thiên kiếm rút ra, kiếm tuy hình thức ban đầu, nhưng cầm ở trong tay rất có cảm giác an toàn. Suy, theo vung tay lên, ma đạo kiếm mang, càn quét đi ra ngoài, dù sao cũng hạt mưa vết nứt, chướng khí tán loạn, sấm sét gió bão đều bị rung chuyển, cấm pháp bị hung hăng áp chế. Binh khí tốt. Huyết Long thấy hoang ma thiên kiếm mũi nhọn, nhất thời ánh mắt sáng lên, khen ngợi. Hoang ma thiên kiếm, không hổ là đại biểu ma đạo cao nhất mũi nhọn, coi như chỉ là một cái non kiếm, đều có vô cùng ác liệt sát phạt, một kiếm vung vẩy ra, hằng cổ vực quy luật đều bị áp chế, vậy linh khí bạo động dấu hiệu, cũng là yếu bớt rất nhiều. Có thanh kiếm này bảo vệ, Diệp Thần đủ để đối kháng hằng cổ vực cấm pháp, nhưng nguy cơ như cũ tồn tại, sau lưng có Yến Trường Ca đệ tử. Không biết ở nơi nào ẩn núp. Chúng ta đi. Diệp Thần xách hoang ma thiên kiếm, sải bước đi về phía trước, tinh chuẩn bắt được Tiểu Hoàng trứng khổng lồ hơi thở, tìm đúng liền vị trí. Huyết Long gật đầu một cái, vội vàng đi theo Diệp Thần phía sau. Hai vị đạo hữu, chậm đã. Ngay tại lúc này, hai người sau lưng nhưng truyền đến một đạo cô gái thanh âm. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng gặp có một cái tướng mạo ung dung, khí chất yêu nhã cô gái. Từ hằng cổ vực ngoài cửa lớn bay vào. Người phụ nữ này, quanh thân còn quấn một viên ánh vàng rực rỡ hạt châu này, canh kim hơi thở đặc biệt nồng nặc, còn có bát quái càn đạo hai uẩn, xoay tít xoay tròn, tầng tầng kim quang bảo vệ, ngăn cản hằng cổ vực cấm pháp gió bão đánh vào. 33 thiên hỗn độn chí bảo, canh kim càn nguyên châu. Diệp Thần con người có giúp một cái, nhưng là nhận ra, cô gái kia hộ thân hạt châu, lại là một kiện hỗn độn linh bảo. Kêu canh kim càn nguyên châu. Hỗn độn linh bảo, bàn về phẩm chất, do ở hồng mông chí bảo bên trên, mặc dù không có biện pháp và hoàng tuyền đồ cùng nghịch thiên hồng mông chí bảo so sánh, nhưng so với thông thường hồng mông pháp bảo, vẫn là phải lợi hại rất nhiều. Chế tạo một kiện hỗn độn linh bảo, cần phải hao phí hàng loạt tài nguyên, Diệp Thần trước kia đã gặp hỗn độn linh bảo không hề nhiều, giá trị đặc biệt chân quý. Cường đại nhất 33 kiện hỗn độn linh bảo, gọi là 33 thiên chí bảo. Ở nơi này 33 thiên hỗn độn chí bảo bên trong, có bát quái hỗn độn giải thích, là chỉ 8 kiện bát quái thuộc tính pháp bảo, Diệp Thần trước kia gặp qua một kiện, chính là Tham Lang Đại Đế đưa cho Kỷ Lâm lễ vật, Phi Vũ Tốn Phong Toa. Hiện ở người phụ nữ này, trên mình canh kim càn nguyên châu, hiển nhiên cũng là bát quái thuộc tính hỗn độn pháp bảo, càn nguyên kim quang một thả ra ngoài, liền hình thành chí cường bảo vệ, ung dung ngăn cản hằng cổ vực cấm chế đánh vào. Diệp Thần ánh mắt híp lại, người phụ nữ này, lại có thể có hỗn độn linh bảo, hiển nhiên thân phận bất phàm. Lại ngưng thần vừa thấy, Diệp Thần liền phát hiện cô gái tu vi, lại có thể đạt tới kinh người còn chân cảnh 5 tầng trời, đáng tiếc thân phận thiên cơ bị càn nguyên châu che giấu, Diệp Thần không nhìn thấu. Hai vị đạo hữu, các ngươi cũng là tới hằng cổ vực lịch luyện. Cô gái bay đến Diệp Thần và Huyết Long trước mặt, ôn hòa cười một tiếng, thử thăm dò hỏi. Ngược lại là rất có lễ phép. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ, mặc dù không nhìn thấu thân phận của cô gái, nhưng vậy nhìn ra nàng không có ác ý, cũng không phải là kẻ địch, lập tức chậm rãi nói, đúng vậy, cô nương là. Cô gái kia nói, ta kêu Thu Nhược Thường, đến từ thiên nhân vực, muốn ở hằng cổ vực tìm tổ tiên rơi xuống một món bảo vật, ngày hôm nay trước khi ra cửa,
gia tộc trưởng lão nói ta sẽ gặp hai vị quý nhân, quả nhiên thấy được hai vị đạo hữu, thật là không khỏi niềm vui. Nguyên lai là Thu Nhược Thường Thu cô nương. Diệp Thần lễ phép tính chắp tay, nói tại hạ. Trần Đêm, đây là bạn của ta, người có thể kêu hắn Huyết Long, Thu cô nương võ đạo thông thần, hai người chúng ta tu vi bình thường, nói chi là quý nhân. Hoàng Ma Thiên Kiếm đều ở đây các hạ trong tay, các hạ há lại là phàm phu tục tử. Thu Nhược Thường nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt liếc mắt một cái Diệp Thần trong tay Hoang Ma Thiên Kiếm. Diệp Thần Hoang Ma Thiên Kiếm, mặc dù chỉ là một cái non kiếm, nhưng ma đạo mũi nhọn đã bước đầu hiện ra, sát phạt hơi thở rất nặng, so với cái gì lớn nguyên binh cũng lợi hại hơn. Ha ha, cô nương tốt sắc bén ánh mắt. Diệp Thần không giấu vết cười một tiếng, nội tâm nhưng là trầm xuống. Hoang Ma Thiên Kiếm còn chỉ có hình thức ban đầu thời điểm, nhìn như chỉ là một cái phổ thông ma kiếm, không có cao nhất nguyên binh thiên uy, người bình thường không nhìn ra lai lịch. Nhưng hiện tại, Thu Nhược Thường nhưng một mắt nhìn thấu, hiển nhiên là gặp qua người, ánh mắt cực kỳ cay độc, tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, cho dù xem thấu Hoang Ma Thiên Kiếm lai lịch, Thu Nhược Thường gương mặt, vẫn là dửng dưng ôn hòa hình dáng, hiển nhiên không có tham lam tâm mơ ước. Diệp Thần vậy thoáng yên tâm lại, bất quá cũng không có khinh thường. Dẫu sao cao nhất nguyên binh, quan hệ trọng đại, nếu như bị người đoạt đi, vậy thì phiền toái. Cái này Thu Nhược Thường, chừng còn chân cảnh 5 tầng thiên tu vi, hơn nữa trên mình còn có một viên canh kim càn nguyên châu, sức chiến đấu chân thực không phải chuyện đùa, Diệp Thần tự nhiên muốn phòng bị. Trần Đêm công tử, không bằng chúng ta kết bạn như thế nào? Thu Nhược Thường vẫn là ôn hòa mỉm cười, đưa ra thỉnh cầu, hy vọng có thể và Diệp Thần kết bạn. Diệp Thần nhìn một chút Huyết Long gật đầu một cái, truyền âm nói, chủ nhân, người này đích xác không có ác ý, còn bà nó trước thái cổ tổ long khế ước che chở, nếu như nàng có ác ý, ta thời gian đầu tiên liền có thể cảm ứng. Ừ, ta biết. Diệp Thần trong lòng có chủ ý, hướng Thu Nhược Thường khẽ mỉm cười, nói, được, Thu cô nương, vậy chúng ta liền kết bạn đi. Và Thu Nhược Thường kết bạn, tự nhiên là lựa chọn tốt. Bởi vì tiền đồ hung hiểm, sau lưng có một cái yến trường ca đệ tử ẩn núp, Diệp Thần cũng khó liệu cắt hung. Nếu như có Thu Nhược Thường hỗ trợ, vậy dĩ nhiên ổn thỏa rất nhiều. Dù sao, Thu Nhược Thường cũng không có ác ý. Lập tức ba người kết bạn, tiếp tục đi tới trước. Huyết Long và Thu Nhược Thường đều có thủ đoạn tự vệ, nhưng Diệp Thần, nhưng muốn một mình đối mặt hằng cổ vực cấm chế đánh vào, vô số linh khí bạo động, sấm sét mưa gió cuồn cuộn, chướng khí tập sát. Diệp Thần sách Hoang Ma Thiên Kiếm, một đường khua kiếm phá giết, vừa mới bắt đầu còn có thể chống đỡ, nhưng càng đi sâu vào, lực cản lại càng lớn, thậm chí có không thiếu sấm sét trực tiếp bổ ở Diệp Thần trên thân thể. Diệp Thần cắn răng chống đỡ, cũng may hắn thể chất hơn người, những thứ này sấm sét cấm pháp không có chân chính thương tổn tới hắn. Trần Đêm công tử, không có sao chứ? Thu Nhược Thường nhìn Diệp Thần một mắt, vậy có chút kinh ngạc Diệp Thần thể chất. Nếu như đổi thành phổ thông càn khôn cảnh 5 tầng thiên võ giả, bị hằng cổ vực lôi pháp đánh vào, đã sớm bạo thể diệt vong, nhưng Diệp Thần lại còn có thể chống nổi. Không có sao, điểm này đánh vào, giết người không chết. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, thân thể mơ hồ tê dại, thật may hắn thể chất mạnh mẽ, hơn nữa có luân hồi ma bia căn cơ, có thể chịu đựng ở. Trước mắt, Diệp Thần trong cơ thể rất nhiều luân hồi huyền bi, uy năng lớn nhất, chính là ma bia. Bởi vì khối này ma bia, đã từng sản sinh ra ma bi chi chủ, lại bị phong tinh vẫn rèn luyện qua mấy chục ngàn năm, đạt được vô số sinh linh máu phách bồi bổ, linh khí nhất đầy đủ, nội tình vậy mạnh nhất. Ở ma bia dưới tác dụng, Diệp Thần thể chất, càng hơn trước kia. Nếu như không có ma bia, bây giờ đối mặt hằng cổ vực sấm sét sát phạt, Diệp Thần rất có thể bị thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Đêm công tử, nếu như ngươi còn có thể kiên trì ở, ta muốn mời ngươi giúp một tay, thăm dò gia tộc ta tổ tiên, thất lạc ở nơi này bảo vật. Thu Nhược Thường mở miệng, nàng và Diệp Thần kết bạn, tự nhiên không phải cái gì cũng không muốn, cũng là hy vọng có thể đạt được Diệp Thần tương trợ. Gia tộc ngươi bảo vật. Diệp Thần khẽ cau mày. Thu Nhược Thường nói, không sai, gia tộc ta tổ tiên, ở trước đây thật lâu, ở hằng cổ vực sông Sáo, kết quả bất hạnh chết. Hắn mang theo người một môn đạo pháp bí tịch, vậy ở lại liền nơi này, gia tộc ta trưởng lão nói ngày hôm nay sẽ có quý nhân, thay ta suy diễn thiên cơ,
thăm dò ra vậy đạo pháp bí tịch tung tích, đây là đầu mối, ta tổ tiên đã dùng qua binh khí. Thu Nhược Thường móc ra một đoạn dỉ xét kiếm sắt, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, xem ra Thu Nhược Thường sau lưng gia tộc không đơn giản, lại có thể dự liệu được hắn tồn tại. Thu Nhược Thường nói, nếu như công tử có thể giúp ta, tìm được tổ tông lưu lại đạo pháp, ta nhất định có hậu tạ báo đáp. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng động một cái, Thu Nhược Thường như thế trẻ tuổi, liền đạt tới còn chân cảnh 5 tầng trời, sau lưng gia tộc thế lực, tự nhiên không phải chuyện đùa, nếu như có thể đạt được nàng một phần nhân tình, sau này đi đến thiên nhân vực, đối kháng Minh Long thần tộc chắc chắn càng lớn hơn. Ta lại thử một chút. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này đáp ứng, nhận lấy Thu Nhược Thường kiếm gãy, dọc theo phía trên lưu lại hơi thở, không ngừng suy diễn thiên cơ. Trong sâu thẳm, Diệp Thần thấy được một đạo thân ảnh già nua, vậy dĩ nhiên là Thu Nhược Thường tổ tiên. Cái này bóng người già nua, dung mạo gầy gò, không đeo trường kiếm, ngược lại có một phen tiên phong đạo cốt khí tượng. Mà ở đạo thân ảnh này sau lưng, lại còn mơ hồ có một đạo tuyệt thế ung dung bóng đẹp. Thái Thượng Thiên Nữ. Thái Thượng Thiên Nữ, Vô Nhai Thần Tôn. Người tổ tiên là Thái Thượng Thiên Nữ người làm. Diệp Thần thấy được tầng tầng thiên cơ hình ảnh, nhất thời chấn động ngạc. Ngươi làm sao biết? Thu Nhược Thường thất kinh, lui về phía sau một bước, nói chẳng lẽ một cắt đứt kiếm, cái này đinh điểm đầu mối, ngươi cũng có thể nghịch đẩy ra tất cả nhân quả. Nhìn thấu ta tổ tiên lai lịch thân phận. Ha ha, lúc đầu ngươi là Vô Nhai Thần Tôn hậu nhân. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, đem kiếm gãy vẫn còn cho Thu Nhược Thường. Thu Nhược Thường trong lòng rung động, nhìn Diệp Thần hình dáng cao thâm khó lường, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ thủ đoạn, hiển nhiên là siêu phàm tuyệt tục, chỉ dựa vào một chút xíu cổ xưa đầu mối hơi thở, cũng có thể xem thấu tất cả hình ảnh, đơn giản là nghịch thiên. Cái này một tí, Diệp Thần đã nhìn ra, lúc đầu Thu Nhược Thường, lại là Vô Nhai Thần Tôn hậu nhân. Mà Vô Nhai Thần Tôn, chính là 12 thần tôn một trong, năm đó phụng Thái Thượng Thiên Nữ mệnh lệnh, tới Hằng Cổ Vực công kích Hằng Cổ Thánh Đế, muốn ngăn cản Hằng Cổ Thánh Đế phi thăng. Thái Thượng Thế Giới là một người vô cùng hắn phong bế thế giới, Vạn Khư Thần Điện vì duy trì địa vị mình, cấm chỉ bất kỳ người ngoài phi thăng, trừ phi trước hướng Vạn Khư quỳ xuống, thần phục làm chó, bảo đảm không có bất kỳ uy hiếp, mới có bị tiếp nhận cơ hội. Nhưng năm đó, Hằng Cổ Thánh Đế phi thăng, lại không có quỳ sát Vạn Khư ý. Cho nên, Vạn Khư phát ra lệnh truy sát. Thái Thượng Thiên Nữ vậy nhận được lệnh truy sát, phía trên mệnh lệnh nàng đi giải quyết Hằng Cổ Thánh Đế. Bất quá, Thái Thượng Thiên Nữ là đường đường chánh chánh nhân vật lớn, chẳng muốn khi dễ nhỏ yếu, cho nên tùy tiện qua loa lấy lệ một tí, cũng không có tự mình động thủ, chỉ phái tay hạ một người làm đi qua. Cái này người làm, chính là Thu Nhược Thường tổ tiên, Vô Nhai Thần Tôn. Ở vực ngoại, Vô Nhai Thần Tôn tuy mạnh, nhưng ở Hằng Cổ Thánh Đế trước mặt, một con kiến hôi thôi, trực tiếp bị giết chết. Thái Thượng Thiên Nữ vậy không quan tâm, dù sao qua loa lấy lệ đi qua là được, chết một người làm. Đối với nàng mà nói, tự nhiên không coi vào đâu. Diệp Thần chưa từng nhai thần tôn lưu lại kiếm gãy bên trong, rình rập đến ngày xưa đủ loại hình ảnh, nhất thời xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật là thiên cơ bí ẩn, tạo hóa trêu người, hắn nơi nào nghĩ đến, mình giúp tiểu hoàng khôi phục vết thương, lại có thể cũng có thể và Thái Thượng Thiên Nữ phối hợp nhân quả, thật sự là chạy khỏi không hết số mạng. Diệp Thần là thật ra đầu tê dại, Thái Thượng Thiên Nữ bố trí thật là không chỗ nào không có mặt. Này cùng cường đại tồn tại, sau này thật không biết như thế nào chiến thắng. Trần Đêm công tử, vậy ta tổ tiên lưu lại bí tịch, người có thể suy diễn đến sao? Thu Nhược Thường thanh âm, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Ở sau khi hết khiếp sợ, Thu Nhược Thường liền quan tâm tới Vô Nhai Thần Tôn bí tịch hướng đi. Năm đó Vô Nhai Thần Tôn, ám sát Hằng Cổ Thánh Đế thất bại, bi thảm chết, hắn đạo pháp bí tịch, vậy ở lại Hằng Cổ Vực. Cái này vô số năm tháng, Thu Nhược Thường gia tộc nhiều lần phái người thăm dò qua, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Lần này, Thu gia dự liệu được sẽ có quý nhân tương trợ, cho nên lần nữa phái Thu Nhược Thường tới đây. Mà Diệp Thần, chính là Thu gia dự liệu quý nhân. Bất quá, Thu Nhược Thường cũng không biết Diệp Thần thân phận, chỉ là khiếp sợ Diệp Thần thủ đoạn đáng sợ, một cắt đứt kiếm liền nghịch đẩy ra tất cả cổ xưa hình ảnh, động này mặc thủ đoạn, đơn giản là vô địch. Người tổ tiên lưu lại Thái Thượng Thiên vỡ nói, chôn ở trước mặt không xa,
nhưng tựa hồ sớm bị người đào. Ừ, là Yến Trường Ca đệ tử, thất đại thánh đồ bên trong Cự Môn đại đế. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, thiên cơ sương mù dày đặc từng tầng một mở ra, dòm ngó thấy càng mênh mông hình ảnh. Đầu tiên, Diệp Thần hiểu rõ, Vô Nhai Thần Tôn lưu lại bí tịch, kêu Thái Thượng Thiên Vỡ nói, là Thái Thượng 36 đạo một trong, có đại băng diệt, đại uy đè, lớn nghiền giết bá đạo khí tượng. Mà đây cửa thiên băng đạo pháp bí tịch, nhưng đã sớm bị người moi ra, cũng chiếm đoạt tu luyện. Hiện tại chiếm cứ thiên băng đạo pháp người, chính là Yến Trường Ca đệ tử, Cự Môn đại đế. Ngay tại mới vừa lúc tới, Diệp Thần liền bắt được Yến Trường Ca đầu mối, nhưng cũng không biết cụ thể lai lịch. Nhưng hiện tại, có Thu Nhược Thường cung cấp đầu mối, thiên cơ trồng lên, Diệp Thần hoàn toàn thấy rõ ràng, lúc đầu núp ở Hằng Cổ vực chỗ sâu người, chính là thất đại thánh đổ bên trong Cự Môn đại đế. Cái này Cự Môn đại đế, ẩn cư ở chỗ này, cũng không biết đã bao nhiêu năm, hắn muốn làm gì. Diệp Thần trong lòng thầm thì, mơ hồ cảm thấy có điểm không đơn giản, nhìn về phía Thu Nhược Thường nói. Thu cô nương, người theo ta tới. Diệp Thần sải bước đi về trước, chuẩn bị đi và Cự Môn đại đế nói một chút, hắn sẽ không cho phép một chút tai họa ngầm phát sinh, phải biết rõ tất cả nhân quả. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần đã thấy tiểu hoàng trứng khổng lồ, bay đến Hằng Cổ vực chỗ sâu nhất, điên cuồng cắn nuốt nơi này linh khí, không ngừng bồi dưỡng căn nguyên. Hiện tại tiểu hoàng trứng khổng lồ, đến khôi phục căn nguyên, lột vỏ sống lại thời khắc mấu chốt, không thể bị người bất kỳ quấy rầy. Cái này Cự Môn đại đế, là một cái tai họa ngầm, tự nhiên phải xử lý. À, Thu Nhược Thường một mặt sùng bái nhìn Diệp Thần tu vi, mặc dù chỉ có càn khôn cảnh 5 tầng trời, nhưng giọng cử chỉ tới giữa, có một loại nắm giữ hết thảy thô bạo, để cho nàng cũng là vô cùng khuất phục. Đơn thuần là Diệp Thần thiên cơ thấy rõ thủ đoạn, cũng đủ để cho Thu Nhược Thường nhìn lên, hoàn toàn không thể so sánh. Lập tức Thu Nhược Thường theo sát Diệp Thần, đi về phía trước. Chung quanh sấm sét gió bão còn ở tàn phá, chướng khí ở trong sa mạc tràn ngập, đánh vào lớn vô cùng. Nhưng giờ khắc này, Thu Nhược Thường nhưng cắn bể đầu ngón tay, không tiếc hao phí mình huyết khí, lớn mạnh canh kim càn nguyên châu bảo vệ ánh sáng, cùng nhau bảo vệ Diệp Thần, để cho Diệp Thần không chịu đánh vào. Đa tạ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thu hồi hoang ma thiên kiếm, có Thu Nhược Thường bảo vệ, hắn liền không cần lãng phí linh khí, tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Thu Nhược Thường nói, không có sao. Diệp Thần, Huyết Long, Thu Nhược Thường ba người, kết bạn đi tới Hằng Cổ vực Trung ương, nơi này hoành tuyên một vùng dãy núi, không biết liên miên nhiều ít vạn dặm. Cấm pháp chập chờn, ở chỗ này chỉ hơi thở, tựa hồ có một cổ khổng lồ lực lượng, chống lại trước cổ xưa cấm pháp. Dãy núi bên trong, sơn thủy hoàn cảnh thanh tú, và ngoại giới vậy không khác, nhưng ở dãy núi này bên ngoài, nhưng vẫn là sấm sét gió bão tàn phá bừa bãi hình ảnh. Đặc biệt quỷ dị. Hiển nhiên, dãy núi này, có một tôn nhân vật lớn chấn thủ, chặn lại Hằng Cổ cấm pháp đánh vào. Trần Đêm công tử, Cự Môn đại đế ở nơi này sao? Thu Nhược Thường thúc giục canh kim càn nguyên châu, hơi có điểm khẩn trương. Nếu như đường đường tránh tránh tỉ thí, nàng chừng còn chân cảnh 5 tầng thiên tu vi, không ý kỵ người bất kỳ. Nhưng là, Cự Môn đại đế là thượng cổ tâm ma thánh đồ. Nói không chừng nắm giữ tâm ma thần thông, một khi tâm ma bạo giết ra tới, sợ rằng khó mà ngăn cản. Cho nên, Thu Nhược Thường dĩ nhiên là khẩn trương, chỉ sợ sẽ gặp phải tâm ma tập sát. Hiện tại Vô Nhai Thần Tôn đạo pháp bí tịch, đã bị Cự Môn đại đế chiếm cứ, muốn đoạt lại tới, trừ phi trước giải quyết Cự Môn đại đế. Cự Môn đại đế, bằng hữu tới thăm, sao không hiện thân gặp nhau? Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, thanh âm vang vang truyền đi. Mặc dù trước kia, Diệp Thần vậy không gặp qua Cự Môn đại đế, nhưng là, Diệp Thần và Tham Lang đại đế là bạn, hơn nữa ở Ma Hồn Thần Cung, vậy từng bỏ qua cho Võ Khúc đại đế một mạng, và thất đại thánh đồ sâu xa không cản, có thể kết một phần thiện duyên. Diệp Thần tiếng nói rơi xuống, bốn bể dãy núi, liền ầm ầm chấn động đứng lên, một tôn uy mãnh to con, nguy nga cao lớn thanh âm, từ trong hư không sải bước ra. Đây là một cái hình mạo đường đường đại hán, lưng đeo cự kiếm, ánh mắt thuần hậu trong suốt, có thượng cổ thánh đồ kiền trung thực và thành tín ngưỡng, ý chí cực kỳ kiên định. Luân hồi chi chủ, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Cự Môn đại đế ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hắn từ Diệp Thần trên mình, thấy được Tham Lang đại đế, Võ Khúc đại đế nhân quả,
thiên cơ thấy rõ dưới, nhưng cũng biết được Diệp Thần thân phận. Bọn họ thất đại thánh đồ, ở thời đại thượng cổ, đồng khí liên chi, chỉ cần thiên cơ trước sau như một mặc, là có thể cùng chung nơi có tin tức tình báo, cho nên Diệp Thần thân phận, là không gạt được hắn. Luân hồi chi chủ, ngươi chính là luân hồi chi chủ. Thu Nhược Thường ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, nhất thời nổ, tựa như gặp gỡ sấm sét giữa trời quang, hoàn toàn không nghĩ tới, lúc đầu Diệp Thần lại chính là luân hồi chi chủ. Phải biết, luân hồi chi chủ nhưng mà Thái Thượng Thiên Nữ chỉ đích danh muốn đào tạo nhân vật, vô nhai thần tôn tồn tại, cũng phải cần tương trợ Diệp Thần. Thu Nhược Thường là vô nhai thần tôn hậu nhân, gia tộc của nàng một đại sứ mệnh, chính là giúp Thái Thượng Thiên Nữ nuôi heo. Hiện ở gia tộc và Thái Thượng Thiên Nữ mục tiêu nhân vật, ngay tại mình trước mắt, Thu Nhược Thường dĩ nhiên là vô cùng khiếp sợ, rung động được không nói ra lời. Ta hẳn sớm một chút đoán được. Thu Nhược Thường hít sâu một hơi, ngực phập phồng, cái này thế gian, suy diễn thủ đoạn như thế lợi hại, trừ trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, còn có thể là ai? Trong truyền thuyết luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, đối với suy diễn xem bói thần thông, cũng có tăng thêm tác dụng. Cho nên, Diệp Thần suy diễn thần thông, cường đại dị thường, vượt xa người ngoài, trở về rốt cuộc, vẫn là luân hồi huyết mạch mạnh mẽ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, mắt nhìn Cự Môn Đại Đế, nói ta tới hỏi ngươi cầm một kiểu đồ. Cự Môn Đại Đế nói, vô nhai thần tôn thiên băng đạo pháp. Diệp Thần gật đầu một cái, chỉ Thu Nhược Thường, nói, đúng vậy, cửa kia đạo pháp, là vị cô nương này tổ truyền vật, xin các hạ trả lại. Cự Môn Đại Đế ha ha cười một tiếng, nói, xin lỗi, vô nhai thần tôn là thượng vị giả tay sai, hắn đồ, ta đã đoạt lại, ai cũng đừng nghĩ đoạt lại. Ngày xưa, Yến Trường Ca bị thượng vị giả tru diệt, cho nên, Cự Môn Đại Đế vậy căm ghét thượng vị giả. Mà vô nhai thần tôn, chính là thượng vị giả người làm, Cự Môn Đại Đế tự nhiên sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào đạo lý. Thấy Cự Môn Đại Đế như vậy thái độ, Thu Nhược Thường mặt liền biến sắc, quát lên, người nói gì sao? Cự Môn Đại Đế thực lực, ước chừng đạt tới còn chân cảnh 5 tầng trời, và Thu Nhược Thường như nhau, nếu quả thật đánh, Thu Nhược Thường chưa chắc là địch thủ. Nhưng hiện tại, Cự Môn Đại Đế làm nhục vô nhai thần tôn, nói người sau là thái thượng tay sai, Thu Nhược Thường dĩ nhiên là tức giận, rút ra giữa eo bội kiếm, nhưng muốn đánh một trận. Cự Môn Đại Đế cười lạnh một tiếng, nói chẳng lẽ không đúng sao? Thật tốt người không làm, nếu không phải là quỳ xuống thượng vị giả trước mặt, không phải tay sai là cái gì? Người vậy tổ tiên vô nhai thần tôn, biết rõ mình không phải là hằng cổ thánh đế địch thủ, nhưng không dám vi phạm thái thượng thiên nữ mệnh lệnh. Nhắm mắt đều phải đi tìm cái chết, nói hắn là chó đã cất nhắc, ta xem hắn chỉ là một cái rụt rè e sợ con giòi. Lời nói này, nói được dị thường chói tai, Thu Nhược Thường nghe được, tại chỗ khí được thất khiếu bốc khói, phẫn nộ quát, ngươi cho ta im miệng. Một giới tâm ma nghịch đồ, ngươi cũng xứng bình luận ta tổ tiên. Tiếng nói rơi xuống, Thu Nhược Thường một kiếm cuồng gai ra, mênh mông kiếm quang sáng chói, như mặt trời gay gắt vậy bùng nổ, hung hăng đâm về phía Cự Môn Đại Đế tim. Chút tài mọn, Cự Môn Đại Đế hừ lạnh một tiếng, vậy rút ra cự kiếm sau người, đang đích một tiếng, ung dung đỡ ra Thu Nhược Thường trường kiếm, tay trái mạnh nữa mãnh liệt một quyền, oanh phá trùng trùng hư không, vô số lỗ xoáy đen cũng đi theo bạo phát ra, một quyền giết hướng Thu Nhược Thường đầu. Hai cái còn chân cảnh 5 tầng thiên cao thủ đụng nhau, thanh thế thật là thật lớn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, mang huyết long lui về phía sau. Thu Nhược Thường mắt gặp Cự Môn Đại Đế thế lớn, cũng là lật đật lui về phía sau. Cự Môn Đại Đế một quyền không trúng, nhưng đánh hư không, như xuyên qua thế giới, uy năng phách liệt hết sức, biểu dương ra tuyệt đối lực lượng, thực lực hiển nhiên ở Thu Nhược Thường bên trên. Ngươi học lén ta tổ tiên đạo pháp. Thu Nhược Thường thần sắc đại biến, lại là giận không kềm được, đã nhìn ra Cự Môn Đại Đế quả đấm bên trong, có băng diệt đạo pháp hơi thở, lực lượng dị thường bàng bạc. Cho nên có thể áp chế nàng. Cái gì học trộm khó như vậy nghe, thiên địa đạo pháp, có đức người cư chi, ta tu luyện đạo pháp, chẳng lẽ còn muốn hỏi qua ngươi? Cự Môn Đại Đế hừ một tiếng, lại là một quyền đập ra, hét điên cuồng nói, đại băng diệt. Oanh! Một cổ động trời băng diệt sát khí, từ Cự Môn Đại Đế quả đấm bên trong nổ đi ra, dù sao cũng nặng không gian ngay tức thì sụp đổ, bầu trời đều bị rung sụp liền một cái hang. Bên ngoài các loại sấm sét mưa gió, mưa đá trướng khí vân. Vân đánh vào, như ong vỡ tổ tràn vào. Chu vi vạn dặm thế giới,
nhất thời rơi vào hằng cổ vực cấm pháp trong gió bão, sấm sét cuồn cuộn, mưa to như chút nước, khí tượng muôn vàn. Cự môn đại đế một quyền này, nhưng là trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Vỡ nói, vừa thi triển ra, băng thiên liệt địa, đánh giết hết thảy. Ầm, ầm, ầm. Quyền uy chấn động dưới, chu vi ngàn dặm dãy núi, từng ngọn núi cao vậy đi theo sụp đổ, cây cối đều được phế tích, tình cảnh đặc biệt kinh người. Thiên La Địa Võng Kiếm. Thu Nhược Thường mặt đẹp phát trắng, vội vàng khua kiếm cuồng vũ, từng cái kiếm khí giết ra, hợp thành một cái Thiên La Địa Võng, muốn ngăn cản Cự Môn Đại Đế đại băng diệt quyền. Phá cho ta. Cự Môn Đại Đế nhìn hờ hững, quả đấm thế như thiên băng, lập tức đánh giết xuống. Suy. Thu Nhược Thường Thiên La Địa Võng kiếm khí, ngay tức thì bị đánh bể, trực tiếp tiêu tán, liền dấu vết cũng không có để lại. Mà Cự Môn Đại Đế một quyền, cũng là thế như trẻ tre, tiếp tục đập về phía đầu nàng.